hắn chỉ gặp đầu này năm đuôi máu ngựa, lại là phát như điên vậy, hướng hắn xông lại. Năm đuôi máu ngựa cuồng xông lên, vó ngựa đạp đất, phát ra như sấm tiếng vó ngựa, khí tượng kịch liệt, đúng như thiên địa phong lôi. Nó còn không vào tới, Diệp Thần đã cảm nhận được từng cơn cuồng bạo đuôi thú sát khí, gào thét tới, mang cho hắn to lớn đánh vào. Hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú, cùng Nguyên Thiên Đế câu thông, đột nhiên gặp phải như vậy đánh vào, ngực gian tại chỗ khí huyết hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi, đầu ông tắc hưởng, sắc mặt bạc màu, thiếu chút nữa liền không nhịn được rơi xuống ở trên tế đàn. Diệp Thần và Nguyên Thiên Đế câu thông, cũng là ngay tức thì bị xông lên chặn. Hắn đầu óc bên trong, Nguyên Thiên Đế hình ảnh tiêu tán. Bầu trời bên trong, vậy Nguyên Thần Thiên Đường khí tượng, cũng là hoàn toàn tán loạn đi. Bảo vệ luân hồi chi chủ, mau. Giang Cửu Tiêu ra mặt co rúm, kêu to, vội vàng chỉ huy người, rất sợ Diệp Thần bị năm đuôi đụng chết. Nguyên Thần cùng rất nhiều cường giả, lập tức gào thét giết tới, muốn ngăn cản năm đuôi đụng. Hống. Năm đuôi máu ngựa từ cổ họng bên trong, lại bộc phát ra một tiếng kinh thiên rồng ngâm, trùng tiêu xuyên vân, chấn động bát phương. Nguyên Thần cùng rất nhiều cường giả, bị năm đuôi máu ngựa rồng ngâm nơi chấn động. Không ít người tại chỗ hộc máu. Lại có rất nhiều người, trực tiếp bị năm đuôi máu ngựa đụng giết chết, máu thịt mơ hồ, tình cảnh 10 phần thảm thiết. Giang Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm, hắn ngày hôm trước bị chém hồn đao gây thương tích, hôm nay thực lực còn không khôi phục, đối mặt năm đuôi máu ngựa, cũng là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Địa Dũng Tinh, chúc phúc. Nguy cấp bên trong, Giang Cửu Tiêu vung tay lên, triệu hồi Địa Dũng Tinh, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Địa Dũng Tinh bỏ ra liền từng cơn tinh mang, Giang Cửu Tiêu lập tức đạt được dũng khí thêm thân, nội tâm dấy lên ý chí chiến đấu, thần uy đại phát, thương thế bị áp chế xuống, sử dụng một kiếm, cuồng như vậy hướng năm đuôi máu ngựa chém tới. Năm đuôi máu ngựa trúng kiếm, thân thể xuất hiện một đạo kiếm tổn thương, máu tươi chảy như dòng nước ra, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, quay đầu căm tức nhìn Giang Cửu Tiêu, cất phó xông lên đụng tới. Giang Cửu Tiêu mở ra thân pháp, di chuyển lén lút, tránh né năm đuôi máu ngựa đụng, một bên khua kiếm đánh ra, không ngừng ở năm đuôi máu trên thân ngựa, chém ra đạo đạo vết thương. Thế nhưng năm đuôi máu ngựa, sinh mệnh lực hùng hồn được không tưởng tượng nổi, bị từng cơn kiếm tổn thương, vẫn là vô cùng hung mãnh hình dáng, khí lực không gặp chút nào suy kiệt. Ngược lại thì Giang Cửu Tiêu, dần dần không nhịn được, từng ngụm thở hổn hển. Năm đuôi ở chỗ này, mau bắt nó. Lúc này, một đạo thanh hát tiếng vang lên. Chỉ gặp một người mặc sứ thanh hoa pháp bảo anh tuấn nam tử, sách trường kiếm, mang rất nhiều đạo tông cường giả, xông vào Nguyên Thần cung bên trong. Vậy anh tuấn nam tử, chính là Thanh Sam Ngạn. Diệp Thần thấy Thanh Sam Ngạn tới, trong lòng vui mừng. Thanh Sam Ngạn thủ hạ đạo tông cường giả, rối rít nặn động thủ quyết, kéo ra từng cái quy luật ánh sáng, tổ chức thành một cái lưới lớn, hướng năm đuôi máu ngựa trùng tới. Năm đuôi máu ngựa bị lưới lớn bao phủ, đổ xuống đất, phát ra thống khổ tiếng hí, trên người tràn đầy lưới cách lạc ra vết thương. Rất nhiều đạo tông cường giả, bay vút đi qua, liền muốn đem nó chấn áp bắt. Hống! Đột nhiên, năm đuôi máu ngựa phát ra một tiếng rồng ngâm, lắc mình một cái, lại là hóa thành một cái màu đỏ thiên long, xông phá lưới lớn, bay lên trời, ngay chớp mắt dần dần không nhìn thấy đám mây, không thấy bóng dáng. Truy đuổi! Mau truy đuổi. Thanh Sam Ngạn khẩn trương, kêu to lên. Rất nhiều đạo tông cường giả, lập tức bay lên trời, đi đuổi bắt thăng thiên hóa rồng năm đuôi máu ngựa. Giang Cửu Tiêu vung tay lên, vậy phái ra thủ hạ cường giả, đi theo đuổi theo. Thanh Sam Ngạn bản muốn cùng đi đuổi bắt, nhưng quay đầu thấy Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, đứng ở trên tế đàn, không khỏi lấy làm kinh hãi, đi nhanh tới, nói. Luân hồi chi chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Giang Cửu Tiêu gặp Thanh Sam Ngạn muốn tới gần tế đàn, lập tức phi thân đi ra ngăn cản, nói. Thanh Sam thiếu gia, luân hồi chi chủ đang kêu gọi Nguyên Thiên Đế, ngươi không nên quấy rầy hắn. Thanh Sam Ngạn sắc mặt trầm xuống, nói. Giang Cửu Tiêu, ngươi không thấy hắn thân thể yếu ớt sao? Cái gì triệu hoán Nguyên Thiên Đế, nghi thức này đã thất bại, ngươi không muốn mộng tưởng hảo huyền. Mới vừa Nguyên Thần Thiên Đường tiêu tán hình ảnh. Thanh Sam Ngạn tự nhiên cũng nhìn thấy. Giang Cửu Tiêu gương mặt chấn động, miệng lưỡi run run, nói, không, còn không thất bại. Người đang nói hưu nói vượn, Nguyên Thiên Đế đại nhân nghe được ta triệu hoán,
hắn ngay lập tức liền sẽ hạ xuống. Kích động dưới, hắn một trường gào thét, hướng Thanh Sam Ngạn vỗ tới. Thanh Sam Ngạn lấy làm kinh hãi, biết Giang Cửu Tiêu tín ngưỡng gần như vặn vẹo, hắn vội vàng lui về phía sau. Giang Cửu Tiêu thân thể một cướp, nhưng bay đến trên tế đàn, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, mau tiếp tục, mau đưa Nguyên Thiên Đế đại nhân triệu hoán xuống. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, ngày hôm nay không được, ta cần nghỉ ngơi, ngày mai nếm thử nữa đi. Mới vừa năm đôi máu ngựa đụng, để cho được Diệp Thần được to lớn đánh vào, hắn cần nghỉ ngơi, tạm thời không cách nào lại triệu hoán Nguyên Thiên Đế. Giang Cửu Tiêu giữ tợn nói, không, ngươi có thể, tiếp tục hiến tế luân hồi máu, tất có thể cùng Nguyên Thiên Đế đại nhân thành lập câu thông. Hắn giơ trường kiếm lên, trước mắt hung hãn, nắm lên Diệp Thần cánh tay phải, liền khua kiếm mãnh chặt xuống, ta giúp ngươi lấy máu. Hắn lại là muốn Diệp Thần tay cụt lấy máu, lấy câu thông Nguyên Thiên Đế. Dừng tay, Thanh Sam Ngạn kinh hãi, cong ngón tay bắn ra, một đạo tinh mang thần khí bắn ra, đang đích một tiếng, đánh bay Giang Cửu Tiêu kiếm trong tay. Giang Cửu Tiêu trường kiếm bị đánh bay, sắc mặt nhưng bộc phát dữ tợn, cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, dứt khoát hai tay bắt Diệp Thần cánh tay, còn muốn đem Diệp Thần cánh tay, trực tiếp kéo đứt xuống. Độc thủ tiền bối. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần ánh mắt như điện, câu thông luân hồi mộ địa. Độc thủ Dược Thần hừ một tiếng, gặp Giang Cửu Tiêu như vậy điên cuồng, cũng là không chút khách khí, đem mình lực lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên cánh tay. Oanh! Diệp Thần cánh tay, nổ lên ngút trời khí độc, hóa thành một cái độc long, quấn quanh bay lượn, gầm thét kinh thiên, khí tượng nguy nga. Hắn tay trong tay một chưởng đánh ra, hung mãnh độc chưởng, hung hăng đánh vào Giang Cửu Tiêu trên mình. Ngay tức thì, Giang Cửu Tiêu ngực xương cốt tan vỡ, lõm sụp xuống một khối, phốc xích một tiếng, máu tươi cuồng phún, thân thể như bãi cỏ vậy bay ngược, vô cùng chật vật té ngã trên đất. Thanh Sam Ngạn và Nguyên Thần Cung rất nhiều các võ giả, thấy Diệp Thần một chưởng liền đánh bay Giang Cửu Tiêu, không khỏi hoảng hốt. Phải biết, Giang Cửu Tiêu nhưng mà Nguyên Thần Cung cung chủ, thực lực vô cùng cường hãn, coi như trước đây bị chém hồn đao gây thương tích, lại cùng năm đuôi máu ngựa tranh đấu tiêu hao đại lượng linh khí, nhưng hắn dù sao cũng là một nhất lưu cường giả, lại bị Diệp Thần một chưởng đánh bại. Tất cả người vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần thực lực, lại là uyên thâm khó lường. Bọn họ nhưng không biết, Diệp Thần có thể một chưởng đánh bại Giang Cửu Tiêu, sau lưng là có độc thủ Dược Thần trợ lực. Giang Cửu Tiêu hộc máu trọng thương, lại trúng kịch độc, nhưng ánh mắt như cũ hung hãn, lảo đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy, như một con dã thú vậy gầm nhẹ, không ngờ muốn hướng Diệp Thần nhào tới giết. Hắn giống như bị điên, vì triệu hoán Nguyên Thiên Đế, tinh thần đã đến vặn vẹo điên cuồng bước. Phản đồ, người thật là to gan. Ngay tại Giang Cửu Tiêu, muốn công kích nữ Diệp Thần thời điểm, một đạo động trời tiếng quát, từ trên bầu trời nổ lên. Chỉ gặp 9 tầng trời trên bầu trời, vạn nặng thần mang nổ tung, thủy hà cuồn cuộn, chiếu phá nửa đêm, từng luồng nguyên khí tách thả ra, hội tụ thành một tòa huy hoàng thần thánh thiên quốc thế giới, chính là Nguyên Thần Thiên Đường. Vô số những ca ngợi sử thi, thần thánh ngâm sướng, từ Nguyên Thần Thiên Đường trung lưu chảy ra. Một đạo vĩ đại, mênh mông, khoáng đạt, cổ xưa bóng người, chậm rãi từ Nguyên Thần Thiên Đường trên hạ xuống. Chính là Nguyên Thiên Đế. Vào giờ phút này, Nguyên Thiên Đế lại có thể hiển linh, vĩ đại bóng người, từ trong hư không hiện lên, kinh động toàn bộ thiên tuần đảo. Giang Cửu Tiêu thấy Nguyên Thiên Đế bóng người, ngẩn ngơ, chỉ cho rằng thân trong mộng, rồi sau đó run lẩy bẩy quỳ xuống, rung giọng nói. Nguyên Thiên Đế đại nhân, là ngươi sao? Nguyên Thiên Đế kim cương trừng mắt, hừ một tiếng, nói, phản đồ, ngươi còn nhận được ta. Giang Cửu Tiêu khủng hoảng không dứt, bò lổm ngổm trên đất, nói, đệ tử năm đó phản bội đại nhân, mời Nguyên Thiên Đế đại nhân trách phạt. Nguyên Thiên Đế nói, ta năm đó đích xác có sai, ngươi phản bội ta, đổ vậy dễ hiểu. Ngươi khốn tại thiên tuần đảo trên, nhiều năm như vậy, tội gì nghiệt cũng nên rửa sạch. Nhưng, ngươi biết rõ luân hồi chi chủ, là bạn của ta, ngươi còn xúc phạm hắn, thật là không biết sống chết. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thiên Đế giọng tràn đầy tức giận. Giang Cửu Tiêu năm đó phản bội, hắn không hề lại trách tội. Hắn tức giận, là Giang Cửu Tiêu muốn thương tổn Diệp Thần cử động. Giang Cửu Tiêu run lẩy bẩy, liên tục dập đầu nói, đệ tử biết tội, đệ tử biết tội.
Nguyên Thiên Đế nói, từ nay về sau, ngươi liền trở về Thuận Luân Hồi chi chủ, đảm nhiệm châu ngựa nô lệ, nghe hắn sai khiến, thật tốt chuộc lại tội của ngươi qua. Giang Cửu Tiêu đại hỉ, nói, cần tuân Nguyên Thiên Đế đại nhân phân phó. Hắn biết Nguyên Thiên Đế kêu hắn quy hàng Diệp Thần, đó chính là lại nữa trách tội hắn năm đó phản bội chuyện, chỉ cần hắn sau này là Diệp Thần làm việc, trước kia tội nghiệt là được rửa sạch, hắn trong lòng tất nhiên vui sướng. Nguyên Thiên Đế an bài thỏa đáng, khẽ gật đầu, hướng Diệp Thần cười nói, Luân Hồi chi chủ, thật lâu không gặp, ta bế quan đoạn này ngày giờ, xem ra ngươi cơ duyên tạo hóa không thiếu à. Diệp Thần cười nói, thừa Mông tiền bối chiếu cố, tại hạ đích xác lấy được không thiếu cơ duyên. Nguyên Thiên Đế nói, ta nghe được ngươi triệu hoán, phá cửa ra, chuyện ra vội vàng, ngược lại cũng không lễ vật gì chuẩn bị cho ngươi. Đại lộ tranh phong sắp tới, ta liền cùng ngươi so tài ba chiêu đi, chỉ điểm một chút ngươi võ kỹ. Nghe được Nguyên Thiên Đế mà nói, Thanh Sam Ngạn, Giang Cửu Tiêu, và toàn trường Nguyên Thần cung các đệ tử, đều là lộ ra lau một cái vẻ hâm mộ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Có thể cùng Nguyên Thiên Đế so tài, đây chính là ngàn năm một thuở tạo hóa cơ hội. Diệp Thần tinh thần chấn động, cũng biết tỷ thí này cơ hội, mười phần khó khăn được, chắp tay nói. Vậy thì cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Nguyên Thiên Đế cười nói, ngươi ra tay đi. Nghe vậy, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, phi thân xông lên mây xanh, cùng Nguyên Thiên Đế mặt đứng đối diện, trong lòng lướt qua vô số ý niệm, rất nhiều võ kỹ thần thông, ở trong đầu vạch qua. Hô! Ngay sau đó, Diệp Thần một trưởng vung ra, lòng bàn tay ma khí nhô lên, thấm ra một cổ phệ hồn nứt ra lòng mạnh mẽ ma uy, cuồng bạo ma khí gào thét dưới, thậm chí huyễn hóa ra rất nhiều ma hồn khí tượng, mười phần nguy nga. Một trưởng này, nhưng tất là Diệp Thần căn cứ đại thiên Phật thánh thủ, nhớ lại căn nguyên lĩnh ngộ thiên ma phệ hồn tay, chính là 33 thiên thần thuật một trong, hồn thiên đế sáng chế vũ kỹ cường đại. Vậy mà nói, cửa này thiên ma phệ hồn tay, chỉ có thành kính nhất hắc ám tín đồ, mới có tư cách tu luyện. Nhưng Diệp Thần thể chất đặc thù, hắn có quyết tử ma nhãn, hoàn toàn không bị hạn chế, có thể tu luyện hết thảy hắc ám võ đạo thần thông. Một trưởng đánh ra, thiên ma phệ hồn, trên bầu trời nguyên thần thiên đường, tựa như cũng đổi được mờ đi xuống. Diệp Thần một trưởng này hung mãnh, có thể tưởng tượng được. Được. Nguyên Thiên Đế phát ra một tiếng khen ngợi, mắt xem Diệp Thần thiên ma phệ hồn tay đánh tới, hắn lui về phía sau hai bước, lay động hơi thở, một trưởng đánh lại. Lại cũng là sử xuất một chiêu thiên ma phệ hồn tay. Hắn thiên ma phệ hồn tay, khí tượng so với Diệp Thần nguy nga nhiều, một trưởng gào thét, thì có ngàn vạn ma hồn gầm thét, che trời tế tháng, hỗn loạn càn khôn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cảm thấy Nguyên Thiên Đế một trưởng này, võ đạo quy luật, ma đạo quy luật, thiên địa pháp tắc, các loại khí tượng thần vận, cũng phơi bày ra một cổ hoàn mỹ hài hòa trật tự, là trong hỗn loạn trật tự. Hắn không nghĩ tới. Nguyên Thiên Đế vậy nắm giữ cửa này thần thuật, xem ra Nguyên Thiên Đế đối hắc ám đạo pháp, điều nghiên vậy là đặc biệt sâu. Phịch! Hai tay giao phong, kinh thiên ma khí va chạm. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực lượng, gào thét tới, đem hắn thân thể, chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Nguyên Thiên Đế lực đạo, lại cầm nặn được tốt vô cùng, chỉ là đẩy lui Diệp Thần, cũng không làm thương hại Diệp Thần chút nào. Tiền bối, ngươi thật đúng là lợi hại. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, cảm ngộ mới vừa Nguyên Thiên Đế một trưởng, tự thân nhìn trời ma phệ hồn tay lĩnh ngộ, cũng là lấy được không ít tăng lên. Nguyên Thiên Đế cười nói, ra chiêu thứ hai đi, nghịch đẩy thiên ma phệ hồn tay, có thể được kỳ hiệu. Diệp Thần nói, Hắn hít sâu một hơi, lập tức điều động quanh thân linh khí lưu động cùng thiên ma phệ hồn tay hoàn toàn ngược lại, trong lòng thích chữ nghĩ quy luật, từ ma đạo thay đổi thành tiên Phật thần thánh. Oanh! Diệp Thần lại một trưởng đánh ra, trong thoáng chốc, kim quang sáng chói, điềm lành ngất trời. Bàn tay hắn, hoàn toàn hóa thành huy hoàng hoàng kim màu sắc, chảy ra tiên Phật thần thánh sử thi khen ca, mênh mông vô biên, một trưởng gào thét, liền như chư thiên thần Phật hạ xuống, uy mãnh bá đạo, nghiền ép vạn trần. Một trưởng này, chính là đại tiên Phật thánh thủ, chí tôn vô cùng, hùng hồn khoáng đạt, khí tượng cùng thiên ma phệ hồn tay so sánh. Đơn giản là hai cái cực đoan, một Phật một ma. Từ bề ngoài uy lực mà nói, cái này một Phật một ma hai chiêu, nhìn như không phân cao thấp. Nhưng là, thiên ma phệ hồn tay là cực hạn ma đạo võ kỹ, bất kể như thế nào, thi triển ra sau đó,
cũng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng không nhỏ, thậm chí có thể cắn trả. Nhưng Đại Tiên Phật Thánh Thủ, chính là mênh mông thần thánh, không mang theo tác dụng phụ, thích hợp hơn Diệp Thần thi triển. Không tệ. Nguyên Thiên Đế thấy Diệp Thần Đại Tiên Phật Thánh Thủ tu vi khí tượng, cũng là tán dương gật đầu một cái, giống vậy sử dụng một chiêu Đại Tiên Phật Thánh Thủ, cùng Diệp Thần hai tay giao kích. Phịch. Một trưởng này giao phong, tự nhiên cũng là Nguyên Thiên Đế tăng thêm một bậc. Diệp Thần bị đẩy lui, âm thầm nhớ Nguyên Thiên Đế võ đạo bí ẩn chỗ, thu được ích lợi to lớn. Cái này hai chiêu so tài xuống, Diệp Thần Phật Ma võ đạo kiểm chứng, tu vi tiến bộ không thiếu, mơ hồ mò tới Tiên Đế trung cấp cực hạn, sắp đột phá đến cao cấp nhóm. Đại lộ tranh phong sắp tới, Diệp Thần đã không thể nào bước lên thần, nhưng nếu như có thể đột phá đến cao cấp Tiên Đế, hoặc là bước vào Tiên Đế đỉnh cấp hàng ngũ, cũng có thể thật to tăng lên thực lực, đánh vỡ 10 phần chết chắc cục diện. Còn có một chiêu cuối cùng, để cho ta xem ngươi luân hồi thiên quốc khí tượng. Ta rất muốn biết, ngươi trật tự cấu tạo thiên quốc mạnh mẽ, vẫn là ta. Nguyên Thiên Đế nói. Được. Diệp Thần nghe được Nguyên Thiên Đế nói như vậy, lập tức không nói hai lời, vung tay lên, quanh thân luân hồi khí bạo phát, kim quang cuồn cuộn, hóa ra một tòa minh mông thần thánh thiên quốc, liền hướng Nguyên Thiên Đế bao phủ đi qua. Chỗ tòa này thiên quốc, chính là luân hồi thiên quốc, tượng trưng cho Diệp Thần luân hồi đạo pháp trình độ cao nhất. Một khi luân hồi thiên quốc thành lập, bao trùm toàn bộ vô thời ỷ không, Diệp Thần là có thể trở thành cao nhất bá chủ, hùng bá chư thiên, mạc khả tương đương. Đây là trước mắt hắn ý nghĩ, tương đối hoàn mỹ trật tự thế giới, do hắn trông coi cao nhất chúa tể địa vị, thưởng thiện phạt ác, giáo hóa chúng sanh. Cái này trật tự, dĩ nhiên không phải tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng ít nhất là tương đối hoàn mỹ, luân hồi trật tự nhất là ổn định, có thể trấn áp hết thảy hắc ám hỗn loạn. Mênh mông luân hồi thiên quốc, liền hướng Nguyên Thiên Đế bao phủ đi qua. Một khi Nguyên Thiên Đế gặp phải luân hồi thiên quốc trấn áp, hắn cũng sẽ bị độ hóa, trở thành luân hồi thiên quốc con dân. Hiện tại Diệp Thần luân hồi thiên quốc tu vi, đã đến tình cảnh này, một trấn áp xuống đi, ai được áp chế, ai sẽ bị độ hóa, trở thành tín đồ của hắn con dân. Dĩ nhiên, Nguyên Thiên Đế như thế mạnh mẽ, tự nhiên không phải thời khắc này Diệp Thần, có thể độ hóa. Nguyên Thần Thiên Đường, đi. Nguyên Thiên Đế nhất thanh thanh hát, vung tay lên, đem trên bầu trời Nguyên Thần Thiên Đường cho đòi xuống, hướng luân hồi thiên quốc đánh tới. Đây là hai tòa thiên quốc thế giới va chạm, là trật tự tranh. Ra dữ liệu, lần này so tài, Diệp Thần không hề xem trước hai lần vậy, rơi vào hạ phong. Ngược lại, làm Diệp Thần luân hồi thiên quốc, đụng vào Nguyên Thiên Đế Nguyên Thần Thiên Đường sau đó, vậy Nguyên Thần Thiên Đường, nhưng là nhanh chóng tan vỡ, bị hoàn toàn đụng nát, hóa thành vô số mảnh vụn lưu quang, trên không tán loạn đi. Thấy một màn này, phía dưới Thanh Sam Ngạn, Giang Cửu Tiêu các người, đều là cả kinh thất sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể cường hãn như vậy, liền Nguyên Thần Thiên Đường cũng có thể đụng nát. Thấy Nguyên Thần Thiên Đường bị đụng nát, Giang Cửu Tiêu trong lòng có điểm tín ngưỡng sụp đổ, rất nhiều Nguyên Thần cung đệ tử, cũng là sợ ngây người. Nguyên Thiên Đế Nguyên Thần Thiên Đường, lại có thể lập tức, liền bị Diệp Thần luân hồi thiên quốc đụng nát, đây chẳng phải là nói, Nguyên Thiên Đế thành lập trật tự, xa xa không bằng Diệp Thần. Tiền bối, xin lỗi. Diệp Thần đụng nát Nguyên Thần Thiên Đường sau đó, mình cũng là giật mình, vội vàng đem luân hồi thiên quốc thu hồi. Nguyên Thiên Đế nhưng là lạnh nhạt hình dáng, vuốt râu cười một tiếng, nói, không sao, xem ra ngươi luân hồi trật tự, xa so ta ý nghĩ trật tự thân nhau. Tương lai vô thời ỷ không thánh nhân vương, nhất định chính là ngươi. Diệp Thần nói, thánh nhân vương. Nguyên Thiên Đế nói, ừ, chính là chí cao chúa tể ý. Vô thời ỷ không rất nhiều cường giả, cũng ý nghĩ qua cuối cùng trật tự. Phần lớn cường giả công nhận hoàn mỹ trật tự, chính là một cái thánh nhân vương thống trị thế giới. Thánh nhân vương chí cao vô thượng, biết hết toàn năng, chúa tể hết thảy. Ở thánh nhân vương thống trị hạ, thế gian sẽ không lại có phân tranh, tất cả mọi người đều có thể ở chung hòa thuận. Trước kia rất nhiều cường giả, cũng muốn cạnh tranh cái này thánh nhân vương vị trí, nhưng nhiều người sau đó phát hiện, thánh nhân vương là không tồn tại, cũng là không thể nào đạt tới cảnh giới. Bởi vì cho dù là siêu phẩm thiên đế, vậy không làm được biết hết toàn năng. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế ý vị sâu xa nhìn về phía Diệp Thần, nói. Nhưng, ta cảm thấy,
người có lẽ có thể thành thánh nhân vương. Diệp Thần cười nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Nếu như Diệp Thần luân hồi thiên quốc, thật có thể bao trùm chư thiên mà nói, vậy hắn đúng là có tư cách, làm cái này thánh nhân vương. Tốt lắm, ta phải đi trước. Người vậy cùng ta rời đi đi, cái này thiên tuần đảo trên rất nguy hiểm. Ta dự cảm đến, kiếm tử tiên trần muốn ghim ngươi. Nếu ngươi không đi, có thể sẽ không đi được. Nguyên thiên đế ánh mắt sáng quắc nói, muốn mang Diệp Thần rời đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói kiếm tử tiên trần muốn nhằm vào ta. Nguyên thiên đế nói, đúng vậy, ta dự cảm, không có sai. Ngươi không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Một khi kiếm tử tiên trần hạ xuống, ta liền không tiện nhúng tay nữa. Thế tục nhân quả, nguyên thiên đế không thể dính quá nhiều. Bởi vì hắn cùng hồn thiên đế, một thể sinh đôi, nếu như hắn lưu lại nhân quả dấu vết quá nhiều, như vậy, hồn thiên đế liền có thể mượn những dấu vết này, trực tiếp sống lại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói tiền bối, ta luân hồi thiên kiếm, còn không cường hóa hoàn thành, không tiện cùng ngươi rời đi. Nếu như kiếm tử tiên trần, thật muốn nhằm vào ta, vậy đích xác có chút khó giải quyết, nhưng... Diệp Thần có chút hơi khó, hắn biết kiếm tử tiên trần lợi hại, một khi đối phương ra tay nhằm vào, hắn sẽ đặc biệt phiền toái. Nhưng, đương thời giây phút, Diệp Thần lại không thể buông tha luân hồi thiên kiếm rời đi. Nguyên thiên đế gặp Diệp Thần không liền rời đi, trầm ngâm một hồi, nói, ngươi không tiện đi, ta có thể ban cho ngươi một tấm phù chiếu. Nếu như đụng phải có nguy hiểm gì, ngươi xé nát phù chiếu là được. Nhưng đạo bùa này chiếu, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không có thể sử dụng. Vừa nói, nguyên thiên đế vung tay lên, liền ban thưởng một đạo phù chiếu. Diệp Thần nhận lấy phù chiếu, chỉ gặp phù chiếu toàn thân phủ đầy dơ bẩn, phía trên có từng cái côn trùng đang ngọa nguậy, lá bùa trên in sửu thần hai chữ. Đây là... Thấy cái này đạo sửu thần phù chiếu, Diệp Thần rất khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn nguyên thiên đế. Bảo trọng, ta đi. Nguyên thiên đế ý vị sâu xa cười một tiếng, xoay người dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Diệp Thần nhìn nguyên thiên đế rời đi, trong lòng vẫn là kinh nghi bất định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên thiên đế lại có thể sẽ ban thưởng một tấm sửu thần phù chiếu cho hắn. Nguyên thiên đế và sửu thần tới giữa, rốt cuộc có cái gì nhân quả sâu xa. Mà thấy nguyên thiên đế ban thưởng phù chiếu rời đi, Thanh Sam Ngạn, Giang Cửu Tiêu các người, đều là khen ngợi hâm mộ Diệp Thần cơ duyên tạo hóa. Toàn bộ thiên tuần đảo, cũng chỉ có Diệp Thần một người, có thể cùng nguyên thiên đế ngồi ngang hàng nói chuyện. Diệp Thần suy nghĩ phun trào, đem vậy đạo bẩn thỉu dơ bẩn sửu thần phù chiếu, nhận được luân hồi mộ địa bên trong, tạm thời giao cho độc thủ dược thần trông coi, rồi sau đó từ bầu trời hạ xuống. Giang Cửu Tiêu cung kính quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, nói, luân hồi chi chủ, vì ngươi cống hiến. Hắn hiện tại đã hoàn toàn quy thuận Diệp Thần, làm trâu làm ngựa, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ, chỉ muốn rửa sạch trước kia phản bội nguyên thiên đế tội nghiệt. Diệp Thần nư một tiếng, nhớ tới mới vừa nguyên thiên đế nói, liền hướng Giang Cửu Tiêu nói. Kiếm tử tiên trần có thể phải nhằm vào ta, các ngươi nguyên thần cung, nhìn cho thật kỹ, chú ý kiếm tử tiên trần ra tay. Đạo tông có đạo tông quy củ. Kiếm tử tiên trần không thể nào trực tiếp hạ xuống tổn thương Diệp Thần, hơn phân nửa sẽ tìm cái gì người đại diện. Đã như vậy, sự việc còn có chu toàn có thể. Nếu như có Giang Cửu Tiêu liều mình bảo vệ, Diệp Thần có lẽ vậy có thể thuận lợi vượt qua. Chỉ cùng luân hồi thiên kiếm cường hóa kết thúc, hắn ngay lập tức liền rời đi thiên tuần đảo, đi tham gia đại lộ tranh phong. Một khi luân hồi thiên kiếm cường hóa hoàn thành, Diệp Thần có lòng tin, có thể đánh vỡ 10 phần chết chắc cục diện. Giang Cửu Tiêu cung kính đáp dạ, ánh mắt thấm ra quyết tử chi tâm, thật giống như coi như kiếm tử tiên trần đích thân hạ xuống, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ Diệp Thần. An bài thỏa đáng sau đó, Diệp Thần rời đi Nguyên Thần Cung, trở lại Tu La Hồn Cung. Thanh Sam Ngạn đi theo Diệp Thần bên người, phát ra mời, nói, luân hồi chi chủ, không bằng ngươi đi gặp cha ta, nói cho hắn biết, kiếm tử tiên trần có thể phải ghim ngươi, cha ta sẽ xuất thủ trợ giúp. Diệp Thần nói, à. Thanh Sam Ngạn nói, cha ta là thiên tuần đảo sau lưng người quản lý, trực tiếp nghe lệnh đại chủ tể, nếu là kiếm tử tiên trần muốn họa loạn, hắn tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, lại không nghĩ rằng Thanh Sam Ngạn phụ thân,
chính là Thiên Tuần đảo người quản lý. Xem ra Thanh Sam Ngạn Đích gia tộc, ở đạo tông bên trong, tất nhất định có thâm hậu nội tình. Nếu không, cũng không khả năng quản lý Thiên Tuần đảo. Mà Thanh Sam Ngạn mình, lại là thần mộ bảng hạng thứ hai tồn tại, là quần tinh đạo tổ đệ tử, thân phận tôn quý. Diệp Thần nói, ta thuận lợi đi viếng thăm lệnh tôn sao. Thanh Sam Ngạn nói, thuận lợi, luân hồi chi chủ, mời cùng ta tới. Hắn mang Diệp Thần, trực tiếp bay lên đám mây. Đám mây trống rỗng, nhìn như không có một vật, nhưng trong thực tế cất giấu một cái ảo tưởng thế giới. Thanh Sam Ngạn bóp một cái thủ quyết, mở ra ảo tưởng thế giới, mang Diệp Thần đi vào. Cái này phiến ảo tưởng thế giới, đứng sừng sững một tòa tiên khí trôi giạt núi thần núi lớn, có rất nhiều đạo tông đệ tử đang bận rộn, quản lý Thiên Tuần đảo công việc. Diệp Thần tò mò nhìn chung quanh hết thảy, chỉ gặp một cái ăn mặc màu xanh lam đạo bào người trung niên, mang mấy người tùy tùng, bay tới. Cha! Thanh Sam Ngạn thấy trung niên kia người, lập tức vui mừng thi lễ. Trung niên kia người chính là phụ thân hắn, Thiên Tuần đảo sau lưng người quản lý, Thanh Sam Thiên Hải. Thanh Sam Thiên Hải tâm tư bén nhạy, ở Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn bước vào ảo tưởng thế giới ngay tức thì, cũng đã bắt được nhân quả, mang người tới nghênh đón. Tại hạ Thanh Sam Thiên Hải, cung nghênh luân hồi chi chủ. Thanh Sam Thiên Hải mười phần khách khí hướng Diệp Thần chắp tay một cái. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối khách khí. Thanh Sam Ngạn nói, cha, là như vậy. Hắn đem kiếm tử tiên trần có thể nhằm vào Diệp Thần, mà Diệp Thần phải đợi luân hồi thiên kiếm cường hóa hoàn thành, không liền rời đi chuyện, đơn giản nói một lần. Thanh Sam Thiên Hải sau khi nghe nói, nhướng mày một cái, trầm tư một tí, liền nói. Luân hồi chi chủ, người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, kiếm tử tiên trần và người dưới tay hắn, tuyệt không thể nào bước vào Thiên Tuần đảo nửa bước. Diệp Thần nghe được Thanh Sam Thiên Hải cam kết, nhất thời đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn tiền bối chiếu cố. Thanh Sam Thiên Hải gật đầu nói, không sao, tại hạ chỉ hy vọng, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu sau đó, người có thể đối Ngạn mà chiếu cố nhiều hơn, tốt nhất có thể giúp hắn bắt lại trước ba tên. Chúng ta Thanh Sam gia tộc, không cùng ngươi tranh thứ nhất, nhưng trước ba tên vị trí, vẫn là muốn tranh đoạt một tí. Ha ha, coi bói nói ngươi mười phần chết chắc, nhưng ta xem chưa chắc. Luân hồi chi chủ, ngươi nhất định có thể bắt lại đạo tông thi đấu hạng nhất. Đông Phương Sóc nói Diệp Thần mười phần chết chắc, một khi tham gia đạo tông thi đấu, chỉ có chết kết quả. Nhưng Thanh Sam Thiên Hải, rõ ràng không như thế cho rằng. Thậm chí, hắn cảm thấy Diệp Thần có thể đoạt cúp, muốn để cho Diệp Thần hỗ trợ mang theo Thanh Sam Ngạn, để cho Thanh Sam Ngạn cũng có thể bắt được gần trước hạng. Diệp Thần nói, nhất định. Hắn và Thanh Sam Ngạn, cũng coi là vào sanh ra tử qua bạn. Nếu như hắn luân hồi thiên kiếm, có thể thuận lợi cường hóa hoàn thành, vậy cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, hắn tự nhiên sẽ cùng Thanh Sam Ngạn sóng vai tác chiến. Thương nghị xong, Diệp Thần liền tạm biệt Thanh Sam Thiên Hải, trở lại Tu La Hồn Cung, Thanh Sam Ngạn đi theo đưa tiễn. Thanh Sam Thiên Hải đưa mắt nhìn hai người rời đi, rồi sau đó trở lại phủ đệ bên trong. Báo. Mà ở Thanh Sam Thiên Hải, trở lại phủ đệ sau không lâu, lại có người làm báo lại. Lão gia, kiếm tử tiên trần cầu gặp. Nghe được kiếm tử tiên trần bốn chữ, Thanh Sam Thiên Hải con ngươi nhất thời co rúm một cái. Để cho hắn đi vào. Thanh Sam Thiên Hải gương mặt nghiêm nghị, tới đến đại sảnh bên trong, tiếp đãi kiếm tử tiên trần. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một cái ông già, mang một cái người mặc đồ trắng thanh thông thiếu nữ, cười ha hả sải bước đi vào. Vậy ông già chính là kiếm tử tiên trần. Mà thiếu nữ quần áo trắng kia, nhưng là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ trước kia chém hết, đi qua nhân quả dây dưa, toàn bộ đoạn thanh, cho nên cả người cũng lộ vẻ được trẻ rất nhiều, bề ngoài nhìn giống như là cái chưa bao giờ dính thế sự cô gái nhỏ vậy. Thanh Sam Thiên Hải, chúng ta biết bao lâu không gặp. Ha ha! Kiếm tử tiên trần vừa thấy được Thanh Sam Thiên Hải, liền cười ha hả lên tiếng chào. Thanh Sam Thiên Hải tỉnh bơ, nói kiếm bên trái dùng, gió nào thổi ngươi tới. Kiếm tử tiên trần cười nói, muốn đến ngươi đã bắt được thiên cơ, biết được ta ý đồ. Rất đơn giản, ta lần này tới, là muốn ủy thác ngươi ra tay, ngăn cản Mạc Ngọc và luân hồi chi chủ đúc kiếm. Nếu là luân hồi chi chủ binh khí, thật cường hóa hoàn thành, vậy hắn muốn vô địch, nhà ta thiên nữ có thể không ngăn được hắn mũi nhọn. Đại lộ tranh phong sắp tới,
nhà ta thiên nữ phải lấy được hạng nhất, người hẳn biết chàng này thi đấu, đối với ta trọng yếu bực nào. Thanh Sam Thiên Hải gặp kiếm tử Tiên Trần như vậy thẳng thắn, trực tiếp tỏ rõ ý đồ, lập tức cũng không nói nhảm, ha ha cười cười nói. Thiên Tuần Đảo có Thiên Tuần Đảo quy củ, ta chỉ có thể làm một ít bổn phận chuyện. Những chuyện khác, ta không tiện nhúng tay. Mạc Ngọc giúp Luân Hồi Chi Chủ đúc kiếm, đó là chuyện của bọn họ, ta không có quyền can thiệp. Kiếm bên trái dùng, ta chỉ sợ là không giúp được ngươi. Kiếm tử Tiên Trần gương mặt hơi âm trầm xuống, nói, Thanh Sam Thiên Hải, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đông Phương Sóc coi là Định Diệp Thần vậy tiểu tử, mười phần chết chắc. Ngươi vẫn đặt bảo đặt ở trên người hắn, không khỏi quá xung động một ít. Nhà ta thiên nữ chẳng lẽ không đáng ngươi tín nhiệm sao? Ngươi ra tay ngăn cản vậy tiểu tử đúc kiếm, nhà ta thiên nữ tất có thể đoạt cúp. Đến lúc đó, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Sam Thiên Hải lộ ra biểu tình khổ sở, nói. Kiếm bên trái dùng, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thật đạo tông quy củ có hạn, ta không tiện nhúng tay. À, ta cũng là không biết làm sao, xin ngươi hãy thứ lỗi. Kiếm tử Tiên Trần vỗ bàn một cái, cả giận nói, Thanh Sam Thiên Hải, người ba lần bốn lượt, là thật không đem ta coi ra gì. Thanh Sam Thiên Hải nói, kiếm bên trái dùng, bớt giận, ta cũng chỉ là giữ quy củ làm việc, nếu như có gì không ổn địa phương, người vẫn có thể hướng đại chủ tể tố cáo. Kiếm tử Tiên Trần chán gân xanh nhảy lên, hừ một tiếng, nhưng vậy không thể làm gì, hướng trời nữ nói, cô bé, chúng ta đi. Hắn liền dẫn thiên nữ rời đi. Vô cùng tức giận. Hai người ra phủ đệ, thiên nữ nhẹ giọng hỏi, sư phụ, không có biện pháp sao? Kiếm tử Tiên Trần tự giễu vậy cười một tiếng, nói ta vì đúc siêu phẩm thiên kiếm, thoát khỏi thế tục quá lâu, liền khu khu một cái Thanh Sam Thiên Hải, đều không cầm ta để ở trong mắt. Chờ ta binh khí đúc thành, ta cái đầu tiên diệt bọn họ Thanh Sam gia tộc. Thiên nữ hoảng hốt vội nói, sư phụ bình tĩnh, không muốn khí tổn thương thân thể. Kiếm tử Tiên Trần khoát khoát tay, nói ta không có sao, tuy nói vậy Thanh Sam Thiên Hải, không chịu hỗ trợ, nhưng ta còn có biện pháp khác. Thiên nữ nói, biện pháp gì? Sư phụ, Thiên Tuần Đảo có Thiên Tuần Đảo quy củ, người không thể trực tiếp nhúng tay chứ? Nếu bị đại chủ tể biết. Kiếm tử Tiên Trần lạnh lẽo cười một tiếng, nói ta là không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng trên cái đảo này, tựa hồ cất giấu một đầu đuôi thú. Có lẽ... chúng ta có thể cùng đầu kia đuôi thú trò chuyện một chút. Lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết kiếm tử Tiên Trần mưu đồ, nhưng hắn mơ hồ tới giữa, vậy cảm nhận được lau một cái nguy hiểm. Trở về đến Tu La Hồn Cung sau đó, Diệp Thần lập tức tay bố phòng, trùng trùng bảo vệ đại trận mở, toàn lực bảo vệ Mạc Ngọc đúc kiếm. Đến được ngày thứ hai, Giang Cửu Tiêu vậy mang Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả, tới đây bảo vệ. Thanh Sam Ngạn truyền tới tin tức. Nói ngày hôm qua kiếm tử Tiên Trần, đúng là thấy hắn phụ thân Thanh Sam Thiên Hải, nhưng Thanh Sam Thiên Hải, cự tuyệt cung cấp bất kỳ trợ giúp. Tuy nói như vậy, Diệp Thần nhưng cũng không dám hết lấy xem nhẹ, hắn biết, kiếm tử Tiên Trần tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, luân hồi thiên kiếm cường hóa, còn đang kéo dài. Mạc Ngọc trên mình xác thối giữa nát vụn cốt tản kịch độc, Diệp Thần đã hoàn toàn rút ra lấy hóa giải, đem những cái kia kịch độc tinh hoa. Mình toàn bộ hấp thu hết, tiên thiên độc long khí tu vi rất nhiều tinh tiến. Mà Mạc Ngọc kịch độc giải trừ sau đó, tinh thần đại chấn, tiếp tục toàn tâm toàn ý, giúp Diệp Thần rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Khoảng thời gian này ngày, vô cùng bình tĩnh, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Trước đây ở Thiên Tuần Đảo trên làm loạn năm đuôi, cũng không biết chạy đi nơi nào. Thanh Sam Thiên Hải và Thanh Sam Ngạn, không lại đi tìm đuổi bắt năm đuôi. Bọn họ cũng cảm thấy, năm đuôi có thể rời đi Thiên Tuần Đảo, trốn đến chỗ khác. Bởi vì, bọn họ và rất nhiều đạo tông cường giả, đào một mét, thay đổi hoàn toàn, cũng không có phát hiện năm đuôi dấu vết, vừa cẩn thận cảm ứng bắt, vậy bắt không tới chút nào năm đuôi hơi thở. Hết thảy cũng rất bình tĩnh, liền liền tội chi thành các tội phạm, ở Thanh Sam Ngạn quản chế hạ, vậy tạm thời ngưng tranh đấu. Thời gian đảo mắt, nhúng kiếm đã đến ngày cuối cùng. Chỉ cần lại lần nữa qua ngày hôm nay, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, là có thể hoàn toàn cường hóa hoàn thành, lột xác là động trời thần binh lợi khí. Mà lúc này, khoảng cách đại lộ tranh phong, chỉ còn lại cuối cùng một đoạn thời gian. Dựa theo Hoàng Lão an bài, Diệp Thần phải chờ tới đại lộ tranh phong đêm trước,
mới có thể rời đi Thiên Tuần Đảo. Nhưng, Thiên Tuần Đảo tràn ngập nguy hiểm, Kiếm Tử Tiên Trần chẳng biết lúc nào sẽ nhúng tay, Diệp Thần không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn dự định cùng ngày hôm nay, Luân Hồi Thiên Kiếm cường hóa sau khi hoàn thành, lập tức liền rời đi. Thanh Sam Ngạn đã thu xếp tốt tất cả thủ tục, an bài xong một chiếc phi thuyền, tùy thời có thể tiếp Diệp Thần rời đi. Màn đêm buông xuống, nhúng kiếm đến cuối cùng giây phút, Tu La Hồn Cung trên quảng trường, lò lửa toát ra đỏ nhạt ánh lửa, ánh chiếu bầu trời đêm, sáng đẹp nguy nga. Mạc Ngọc đã đem Luân Hồi Thiên Kiếm, từ lò lửa bên trong lấy ra, tiến hành sau cùng rèn, đinh đinh đương đương rèn sắt tiếng, ở trong đêm tối lộ vẻ được êm tai dễ nghe. Quảng trường bốn phía, Diệp Thần, Giang Cửu Tiêu, Thanh Sam Ngạn các người, còn có Tu La Hồn Cung và Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả, cũng đang bảo vệ. Tất cả người trán cũng toát ra mồ hôi, không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì lò lửa nhiệt độ cao. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Mạc Ngọc chế tạo gõ rèn sắt tiếng. Một cái Tu La Hồn Cung trưởng lão, đứng ở Mạc Ngọc bên cạnh, xích sao kẹp Luân Hồi Thiên Kiếm, đặt ở đe sắt trên. Mạc Ngọc tay cụt tay trái, nắm một cái búa sắt, vận chuyển đạo tông chú binh thuật, liền đang không ngừng rèn Luân Hồi Thiên Kiếm. Luân Hồi Thiên Kiếm bị dòng không ngừng rèn, tôi thép, qua nước, đẫm máu, lưỡi kiếm đổi được càng ngày càng sắc bén, thân kiếm quang chứng giám người, từng tia ác liệt hơi thở, không ngừng từ thân kiếm bên trong tản mát ra. Đã qua muôn ngàn thử thách, Luân Hồi Thiên Kiếm mũi nhọn, không ngừng tăng lên trước. Ở lại một lần nữa rèn luyện sau đó, Luân Hồi Thiên Kiếm bị đốt đến đỏ bừng thân kiếm, lại bắn tán loạn ra một đạo vô hình kiếm khí, suy đích một tiếng, đem vậy phụ trợ rèn kiếm hồn tộc trưởng lão, cổ chặt đứt, đầu rơi xuống. Một màn này mười phần khủng bố, toàn trường người thấy vậy đều kinh hãi, từng cơn hô tiếng vang lên, một phiến hỗn loạn. Mạc Ngọc nhưng là vui vẻ cười to, đem đốt đến đỏ bừng thân kiếm, cắm vào đã sớm chuẩn bị xong ao máu bên trong, nói. Tốt lắm, thanh kiếm này, đã cường hóa hoàn thành, chỉ cần cùng thân kiếm lạnh lại. Hắn ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, Luân Hồi chi chủ, ngươi liền có thể mang thanh kiếm này rời đi, ha ha ha. Lạnh như băng ao máu, bởi vì Luân Hồi Thiên Kiếm cắm vào, ngay tức thì nóng bỏng, cô lỗ lỗ bất chấp bọt khí. Ở ao máu ngâm nhuộm hạ, Luân Hồi Thiên Kiếm không ngừng lạnh lại. Chỉ cần thân kiếm hoàn toàn nguội xuống, Diệp Thần liền có thể mang kiếm rời đi. Tòa kia ao máu, là dùng rất nhiều người sống máu tươi, còn có hắc ám hồn tộc cường giả máu tươi, hội tụ mà thành, trong đó thậm chí bao hàm Mạc Ngọc bản thân tánh mạng máu tươi. Vì giúp Diệp Thần nhúng kiếm, báo đáp giải độc ân tình, trả nợ nhân quả, hắn là thật không để ý giá cao. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần đại hỉ, hướng Mạc Ngọc chắp tay nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, ho, hụ hụ. Mạc Ngọc muốn nói gì, nhưng rốt cuộc giúp Diệp Thần hoàn thành nhúng kiếm, hắn thân thể nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng, hôm nay đã rơi vào cực đoan yếu ớt tình cảnh. Diệp Thần nhìn trong ao máu Luân Hồi Thiên Kiếm, không ngừng ẩm huyết, hấp thu tinh hoa, thân kiếm rất nhanh lạnh lại. Hắn sải bước đi tới, liền muốn đem Luân Hồi Thiên Kiếm lấy ra. Hống! Nhưng mà lúc này, một đạo khó có thể tưởng tượng, kinh thiên động địa cự đại long hống, nhưng là từ trên trời nổ vang, chấn động bát phương. Toàn bộ Tu La Hồn Cung, ở nơi này đạo tiếng rồng ngâm chấn động hạ, cũng thiếu chút nữa bể nát, từng ngọn nhà sụp đổ, cuồng bạo gió lốc lớn cuốn lên, cát bay đá chạy, gió bão cuồn cuộn, bụi bẩm kích dương, như trời tai hạ xuống. Tu La Hồn Cung và Nguyên Thần Cung các đệ tử, đều là cả kinh thất sắc. Diệp Thần nghe được cái này tiếng rồng ngâm, thân thể vậy cứng lại, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong, xích mang cuồn cuộn, cuồn cuộn màu đỏ thần hy, như lửa cháy mạnh vậy cuộn sạch thương khung, đem màn đêm ánh chiếu được giống như ban ngày. Một viên to lớn long đầu, nhè răng nứt ra mục, dữ tợn xâm nghiêm, từ bầu trời ửng đỏ gian dò ra, ánh mắt sắc bén nhìn xuống Thiên Tuần Đảo, cao cao tại thượng, mang một cổ nhìn bằng nửa con mắt kiêu ngạo. Thấy viên này to lớn long đầu, tất cả mọi người đều kinh hãi. Là năm đuôi, xích long. Thanh Sam Ngạn kêu to lên, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đuôi thú bên trong, năm đuôi bề ngoài là một con hãn huyết mã, có thể thăng thiên hóa long. Năm đuôi biến thành long, liền tên là xích long. Ngũ vĩ xích long xuất hiện, để cho được bầu trời nổ lên cuồn cuộn phong lôi. Khổng lồ long khu,
ở bầu trời đêm tầng mây gian ẩn hiện. Đầu này ngũ vĩ xích long, không biết lấy được cái gì chúc phúc gia trì, thân thể so với trước kia, khỏe mạnh cường đại rất nhiều, hơi thở khoáng đạt bàng bạc, long trời lở đất, vừa hiện thân đi ra, liền xé nát bầu trời đêm, kinh động thiên địa phong lôi. Nhỏ bé côn trùng à, các ngươi còn muốn lùng giết ta, thật là mộng tưởng hảo huyền. Tối nay, ta muốn các ngươi bỏ mình táng diệt, rên rỉ đi. Ngũ vĩ xích long phát ra gầm thét, đầy trời màu đỏ thần hy tách thả ra, xé thương khung, để cho được vô số viên tinh thần rơi xuống, rồi sau đó hỏa lẫn cuồn cuộn xích hy, hóa thành ngập trời lưu tinh hỏa vũ, gào thét oanh đập xuống. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Giang Cửu Tiêu gương mặt vô cùng nặng nề, vội vàng mang đại lượng cường giả, vào tới Diệp Thần bên người, e sợ cho hắn bị thương. Xuất sinh này, thời cơ xuất thủ cầm nặn được thật tốt à. Giang Cửu Tiêu khẽ cắn răng, hôm nay luân hồi thiên kiếm mới vừa cường hóa hoàn thành, Tu La Hồn Cung số lớn mạch năng lượng, đều bị tiêu hao, địa mạch bảo vệ trước đó chưa từng có yếu kém. Mà Mạc Ngọc, hoàn thành nhúng kiếm sau đó, cũng là rơi vào cực đoan yếu ớt trạng thái, hoàn toàn không cách nào chiến đấu, hôm nay đầy trời lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, hắn chỉ có thể ở mấy tên vệ binh dưới sự che chở, chật vật tránh né. Ngũ vĩ xích long vào thời khắc này ra tay, chính là thời cơ. Đầy trời lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, đem Tu La Hồn Cung từng ngọn kiến trúc đập bể, không biết lại có bao nhiêu người bị đập thành thịt nát, từng cơn tiếng kêu thảm vang lên. Bởi vì địa mạch bảo vệ yếu kém, Tu La Hồn Cung bảo vệ đại trận, hoàn toàn không ngăn được đáng sợ kia mưa sao xa, như tờ giấy hổ vậy bị đập xuyên. Thanh Sam Ngạn thả ra một gửi tín hiệu đánh, triệu hoán đạo tông cường giả tới cứu viện, mơ hồ nhìn thấu không đúng, sải bước đi đến Diệp Thần bên người, nói. Luân hồi chi chủ, năm đuôi vào lúc này phát động tập kích, không khỏi quá mức đúng dịp. Nó một mực che ra dấu, sau lưng khẳng định cũng có người trợ lực. Ta hoài nghi là kiếm tử tiên trần ở ghim ngươi, ngươi mau dẫn luân hồi thiên kiếm rời đi, mau. Trước đây, Thanh Sam Ngạn và rất nhiều đạo tông cường giả, một mực đang siêu tầm năm đuôi, nhưng không có chút nào thu hoạch. Bọn họ một lần cho rằng, năm đuôi đã trốn chạy thiên tuần đảo. Nếu không, không thể nào liền một chút thiên cơ hơi thở cũng bắt không tới. Cho đến giờ phút này, năm đuôi xuất hiện, Thanh Sam Ngạn mới xác định, sau lưng có người ở che chở năm đuôi, hỗ trợ che giấu hơi thở. Vậy người sau lưng, trừ kiếm tử tiên trần bên ngoài, hắn chân thực không đoán được còn có ai. Hôm nay năm đuôi phát động tập kích, rất có thể cũng là kiếm tử tiên trần bày mưu đặt kế. Kiếm tử tiên trần, mới thật sự là bàn tay đen sau màn. Diệp Thần con người có giúp một cái, vậy trong phảng phất bắt được thiên cơ, biết sự việc không đơn giản. Hắn phải mau rời khỏi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm tới. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, vậy ở trong ao máu luân hồi thiên kiếm, nghe được hắn triệu hoán, lập tức hô đích một tiếng, từ trong ao máu bắn ra, trên không trung vạch qua một đạo lưu quang, trở lại trong tay hắn. Cầm luân hồi thiên kiếm, Diệp Thần thoáng chốc tới giữa, kiếm tâm sáng rực. Luân hồi thiên kiếm đi qua cường hóa sau đó, năng lượng nội tình đổi được cực kỳ hùng hồn, mũi nhọn ác liệt bá đạo, thần hy lượn lờ, kim quang nhô lên, vừa thấy cũng biết là tuyệt thế thần binh lợi khí. Diệp Thần là luân hồi thiên kiếm chủ nhân, hắn lần nữa chấp trưởng thanh kiếm này ẩn chứa hùng hồn năng lượng, vậy phụng dưỡng lại đến hắn trong thân thể. Oanh! Ngay tức thì, Diệp Thần quanh thân khí lưu nổ, trong cơ thể linh khí cấp tốc xoay tròn, nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá. Diệp Thần tu vi, ở luân hồi thiên kiếm trợ lực hạ, lập tức liền từ tiên đế trung cấp, đột phá đến cao cấp tiên đế bước. Cuồn cuộn luân hồi kim quang, phóng lên cao, kinh động ngũ vĩ xích long. Diệp Thần muốn đi, nhưng ngũ vĩ xích long trên không nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt liệt hỏa phun ra, khổng lồ long khu từ thiên bay hạ xuống, móng vuốt hung hăng chụp vào Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, người máu thịt, ta thức ăn. Chịu chết đi. Hung mãnh long chảo, mang đôi thú uy nghiêm, cứ như muốn xuyên qua tinh không, muốn vạch trần Diệp Thần thân thể. Ở ngũ vĩ xích long cuồng bạo uy thế hạ, đứng ở Diệp Thần bên người Thanh Sam Ngạn, bị chấn động được liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ không cách nào đứng. Luân hồi chi chủ, chú ý. Giang Cửu Tiêu hét lớn một tiếng, mang mấy cái tùy thân cường giả, gào thét tới, phải bảo vệ Diệp Thần. Hắn nhưng mà đã đáp ứng Nguyên Thiên Đế, đối hắn mà nói, Diệp Thần an nguy vượt qua sinh mạng mình giá trị.
phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ngũ vĩ xích long móng vuốt chấn áp xuống, cuồng bạo oai rồng nổ tung, kinh thiên cương phong cuồn cuộn. Ở dưới áp lực cực lớn, Giang Cửu Tiêu bên người mấy người tùy tùng, thân thể tại chỗ bạo diệt, chết oan uổng, thảm thiết chết bất đắc kỳ tử. Giang Cửu Tiêu chấn động chỉ, nhưng vì bảo vệ Diệp Thần, vẫn là không sợ chết vậy, động thân che chở Diệp Thần, kêu lên, luân hồi chi chủ, đi, mau. Một câu lời còn chưa nói hết, ngũ vĩ xích long bén long chảo, phốc xích một tiếng, liền vạch trần tim hắn. Nhất thời, Giang Cửu Tiêu gương mặt vặn vẹo, chỉ cảm thấy cả người sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Ngũ vĩ xích long thu hồi móng vuốt, Giang Cửu Tiêu thân thể liền ngã xuống, sống chết không biết. Tiểu tiểu con kiến hôi, đường cánh tay ngăn cản xe. Ngũ vĩ xích long khinh thường nhếch mép. Giang cung chủ. Diệp Thần thấy Giang Cửu Tiêu ngã xuống, nhất thời sắc mặt chấn động, ánh mắt mang theo giận dữ nhìn chằm chằm năm đuôi, nắm chặt luân hồi thiên kiếm tay, gân xanh nổi lên, lực lượng dâng trào. Hắn liền muốn sử dụng nguyên thiên đế cho hắn sử thần phù chiếu, liều chết đánh một trận. Lúc này, lại nghe bầu trời bên trong, suy suy vang dội, từng đạo thần quang từ phương xa phóng tới. Nhưng gặp Thanh Sam Thiên Hải, mang rất nhiều đạo tông cường giả, đuổi tới cứu viện. Cha! Thanh Sam Ngạn thấy Thanh Sam Thiên Hải tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Sam Thiên Hải ánh mắt liếc một cái, thấy ngũ vĩ xích long họa loạn tàn phá bừa bãi hình dáng, không khỏi được mi đầu đại chiếu, hướng về phía Diệp Thần kêu lên. Luân hồi chi chủ, người mau tránh ra. Dừng một chút, lại hướng bên người đạo tông cường giả nói. Vải thiên la địa võng, bắt xúc sinh này. Đạo tông đám người mạnh kêu, Chỉ gặp từng cái đạo tông cường giả, phân tản ra, kết thành trận thế, mỗi người thi triển ra đạo tông chú binh thuật, liên hiệp chung một chỗ, đúc ra một tấm thiên la địa võng, phù văn xen lẫn, thần hy lóe lên, trên không hướng ngũ vĩ xích long bao phủ đi xuống. Diệp Thần thấy vậy, lập tức rút người ra tránh. Ngũ vĩ xích long thân thể khổng lồ, khó mà xê dịch, mắng một tiếng, đáng chết. Vậy tấm thiên la địa võng, cũng đã bao phủ xuống, đem nó thân thể bao lại. Lưới cách thật sâu xiết đi xuống, như đao kiếm cắt kim loại vậy, ở trên người nó ấn cắt ra đáng sợ vết thương, máu chảy như suối. Hống! Đau đớn kịch liệt, để cho được ngũ vĩ xích long tức giận gầm hét lên. Thanh Sam Thiên Hải gương mặt vững chắc, không có động tĩnh. Hắn cái này tấm thiên la địa võng, chính là ngũ vĩ xích long thiết kế, lợi dụng đạo tông chú binh thuật đúc thành, mang theo mãnh liệt nhằm vào hiệu quả. Luân hồi chi chủ! Người lập tức rời đi thiên tuần đảo. Ta đã chuẩn bị xong phi thuyền, ở đảo bên ngoài chờ ngươi. Thanh Sam Thiên Hải ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nói. Cái này ngũ vĩ xích long, xuất hiện được đột ngột, hắn hoài nghi là kiếm tử tiên trần đang dở trò. Phải lập tức đưa đi Diệp Thần, nếu không, Diệp Thần có thể sẽ không đi được. Đa tạ. Diệp Thần gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, liền thấy có một chiếc phi thuyền. Đã ở đảo bên ngoài chờ hắn. Chỉ cần leo lên phi thuyền, hắn là có thể rời đi thiên tuần đảo. Lập tức, Diệp Thần không do dự, bước chân đạp một cái, lập tức hướng bên ngoài bay vút đi. Ngũ vĩ xích long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gầm thét vùng vẫy, tựa hồ rất không cam lòng. Nhưng càng giãy giụa, Thanh Sam Thiên Hải bày ra thiên la địa võng, hãy thu xúc càng chặt, vặn được nó cả người máu thịt mơ hồ, thương tích khắp người. Không thiếu vết thương sâu thấy tới xương. Luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi chết. Bỗng nhiên, ngũ vĩ xích long con ngươi lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, cả người một phiến phiến vảy rồng, phù văn xen lẫn, rồi sau đó từ phiến phiến vảy rồng bên trong, tóe ra từng đạo kiếm khí, hung hãn vô cùng hướng ra phía ngoài chém tới. Vậy từng đạo kiếm khí, thần vận ngất trời, ác liệt cường hãn, mang theo thiên đế chém phàm trần bá đạo khí thế. Hoàn toàn không giống như là một đầu đuôi thú, có thể bộc phát ra hơi thở. Đây là, kiếm tử tiên trần khí tượng. Thanh Sam Thiên Hải thất kinh, từ vậy từng đạo kiếm khí bên trong, lại là bắt được kiếm tử tiên trần khí vận. Vốn là hắn bảy thiên la địa võng, đã bắt ngũ vĩ xích long. Nhưng cái này một tí, ngũ vĩ xích long trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, tại chỗ liền đem hắn phong tỏa lưới lớn, hoàn toàn chảm phá. Hống! Ngũ vĩ xích long gầm thét, máu thịt mơ hồ thân thể, như cũng mang hung mãnh vô cùng khí thế, cuồng như vậy hướng Diệp Thần bay tập kích đi. Thấy một màn này, toàn trường người cả kinh thất sắc,
đây chẳng lẽ là luân hồi chi chủ nguy cơ sinh tử sao? Phải biết, Diệp Thần tu vi, dẫu sao chỉ có vô lượng cảnh 9 tầng trời, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một mình cùng rơi vào cuồng bạo đuôi thú đối kháng. Xích long móng nhọn, huyết khí bàng bạc, thậm chí mỗi một cây móng vuốt, cũng ẩn hiện lên kiếm khí, quay đầu hướng Diệp Thần đánh tới, muốn đem hắn nhất kích giết chết. Cái này một tí nổi lên biến cố, ai cũng không cách nào ngăn trở cùng cứu viện. Diệp Thần thấy ngũ vĩ xích long tập kích tới, con người nhất thời kịch liệt co rút lại, bất quá hắn phản ứng thật nhanh, lập tức sử dụng một đạo phù chiếu. Vậy phù chiếu, hắc ám dơ bẩn, phía trên hiện đầy từng cái côn trùng vậy ma đạo khí lưu, chính là Nguyên Thiên Đế ban cho Diệp Thần sử thần phù chiếu, có thể dùng làm phòng thân. Nguyên Thiên Đế ban thưởng phù này chiếu, chính là vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần lập tức không chút do dự nào, lập tức đem phù chiếu lau ở luân hồi thiên kiếm phía trên. Sử thần phù chiếu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thấm vào nhập Diệp Thần luân hồi thiên kiếm bên trong. Hạ một sát, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, toát ra kinh thiên thần mang, cuồn cuộn thủy hà nhô lên, một cổ hoàn mỹ, tràn đầy trật tự, hài hòa sử thi khen ca, từ trong thân kiếm chảy ra. Thấy cái màn này khí tượng, Diệp Thần sợ ngây người. Hắn nguyên vốn cho là, sử thần phù chiếu bộc phát ra năng lượng, nhất định là tràn đầy dơ bẩn cùng kinh tởm. Nhưng nào nghĩ tới, hôm nay toát ra khí tượng, nhưng lại như là này thần thánh huy hoàng, sáng chói thủy hà ngất trời, ở Diệp Thần đỉnh đầu huyễn hóa ra một tôn thiên đế chủ thần vĩ đại hư ảnh. Đó là truyền thuyết bên trong, Mỹ Thần bóng người. Mỹ Thần hai tay khép lại trước, con mắt khép hờ, giống như là ở là Diệp Thần cầu nguyện chúc phúc, từng luồng ánh sáng ôn nhu chút xuống, rơi vào Diệp Thần trên mình, ôn nhu được giống như tình nhân vuốt ve. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, rõ ràng là sử thần phù chiếu, làm sao nhưng bạo phát ra Mỹ Thần khí tượng. Những người ở chỗ này, thấy Mỹ Thần bóng người, cũng là sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua xinh đẹp như vậy, như thế cao khiết thần linh. Ngũ vĩ xích long thấy Mỹ Thần ra bóng người, cũng là kinh ngạc thất thần. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau này, nó phát ra uy nghiêm gầm thét, ánh mắt không thèm chú ý đến hết thảy, long chảo tiếp tục hướng Diệp Thần đánh chết đi. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lập tức một kiếm chém ra. Hắn luân hồi thiên kiếm, đã cường hóa hoàn thành, giờ phút này lại đạt được Mỹ Thần ban phúc, lực sát thương đơn giản là khủng bố, mũi nhọn lộ ra. Ở Mỹ Thần chúc phúc dưới, Diệp Thần cảm thấy mình thủ pháp xuất kiếm, là như vậy hoàn mỹ. Hắn nơi vung ra một kiếm, có thể nói là không tồn tại hậu thế hoàn mỹ kiếm pháp, không có một chút tỉ vết nào. Suy rồi. Diệp Thần tinh chuẩn một kiếm, ngay ngắn như nhau, đem ngũ vĩ xích long cắt ra thành hai phiến. Ngũ vĩ xích long thân thể chia hai phiến, nội tạng ruột rớt xuống đất, máu tươi cuồn cuộn. Những cái kia rơi xuống bộ phận, suy suy vang dội, hóa thành nguyên thủy đuôi thú năng lượng khí tức. Huyết long, nuốt. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức đem huyết long cho gọi ra tới, đi chiếm đoạt ngũ vĩ xích long đuôi thú năng lượng, miễn được lãng phí. Huyết long gầm thét một tiếng, điên cuồng chiếm đoạt hấp thu, rất nhanh đem ngũ vĩ xích long một nửa năng lượng khí tức, toàn bộ cắn nuốt hết. Ngũ vĩ xích long còn dư lại một nửa thân thể, có vẻ kinh hoàng, đung đưa một tí, hóa thành một đoàn huyết quang, liền vạn phần hoảng sợ đi bên ngoài chạy thục mạng. Người điên, Mỹ Thần, người cái này người điên. Người làm sao sẽ quy thuận luân hồi chi chủ. Năm đuôi nhìn bầu trời dần dần không nhìn thấy Mỹ Thần hư ảnh. Phát ra không cam lòng gầm thét. Diệp Thần thấy năm đuôi chạy trốn, liền muốn nâng kiếm đuổi theo, nhưng thân thể nhưng một hồi chột dạ. Mới vừa mượn dùng Mỹ Thần lực lượng, chém bại năm đuôi, Diệp Thần tiêu hao vậy là đặc biệt kịch liệt, không cách nào lại đuổi theo giết năm đuôi. Mà Thanh Sam Ngạn, Thanh Sam Thiên Hải các loại, tại chỗ tất cả người, cũng lâm vào to lớn khiếp sợ kinh ngạc bên trong, cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại, năm đuôi đã hoàn toàn chạy trốn rời đi. Không thấy bóng dáng. Luân hồi chi chủ, người mới vừa một kiếm kia, thật là hoàn mỹ à? Là vị nào thần linh ban phúc cho ngươi? Cái đó xinh đẹp thần linh, nàng tên gì? Thanh Sam Ngạn nhanh chóng đi tới Diệp Thần bên người, khen ngợi liên tục, vừa tò mò hỏi nói. Mỹ Thần bóng người, mang cho hắn to lớn rung động. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có nói quá nhiều, đổi câu chuyện, nói Thanh Sam huynh. Các ngươi đi nhanh đuổi bắt năm đuôi cho thỏa đáng.
hắn đã để cho huyết long nuốt trọn năm đuôi một nửa năng lượng, nếu như huyết long có thể tiêu hóa, thực lực khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà năm đuôi một nửa kia năng lượng, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Được. Thanh Sam Ngạn gật đầu, liền lập tức muốn mang người đi đuổi bắt năm đuôi. Xuy xuy xuy. Nhưng lúc này, động trời một màn xuất hiện. Chỉ gặp trên bầu trời, có một cái cầm cự kiếm hạ xuống. Ngàn cầm vạn cầm cự kiếm, giống như chí cao thần linh hàng giận, ùng ùng vang dội, xen lẫn thiên địa tiếng sấm gió, bạo rơi xuống, cắm ở thiên tuần đảo bốn phía, lại là hình thành một cái kiếm thật lớn trận, đem toàn bộ thiên tuần đảo đều phong tỏa ở. Bàng bạc kiếm khí bén nhọn, từ vậy một cái cầm cự kiếm truyền lên tới, để cho được toàn trường tất cả người, cũng không thở nổi. Cuồn cuộn kiếm khí sấm bên trong, hai đạo thân ảnh hiện lên, lại là kiếm tử Tiên Trần cùng thiên nữ. Thấy kiếm tử Tiên Trần cùng thiên nữ xuất hiện, toàn trường người đều là kinh hãi. Kiếm bên trái dùng, người đang làm gì? Thanh Sam Thiên Hải gặp toàn bộ thiên tuần đảo, đều bị cự kiếm phong tỏa, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Kiếm tử Tiên Trần cười híp mắt nói, thiên tuần đảo có đuôi thú làm loạn, các người Thanh Sam gia tộc bắt nhiều ngày, cũng không có bắt, thậm chí thiếu chút nữa thì để cho xúc sinh kia, gây thành kinh thiên họa loạn. Ta quyết định, rơi xuống kiếm trận. Hoàn toàn phong tỏa thiên tuần đảo, đang bắt đến đầu kia đuôi thú trước, cũng không ai chính xác rời đi. Dừng một chút, kiếm tử Tiên Trần vung tay lên, sau lưng hư không nứt ra, có từng cái võ giả tu sĩ, từ hư không trong khe đi ra. Những cái kia võ giả tu sĩ, toàn bộ ăn mặc mạn đà sơn trang phục trang, lại đều là hoa tổ thủ hạ đệ tử. Thiên tuần đảo đã phong tỏa, vậy đuôi thú chắp cánh khó khăn bay, các người đi nhanh lùng bắt. Kiếm tử Tiên Trần phát ra lệnh. Hắn hàng năm ẩn cư đúc kiếm, dưới quyền không có gì người có thể xài được, những người này là từ hoa tổ trong tay mượn tới. Ừ, vậy rất nhiều võ giả tu sĩ, cung kính lĩnh mệnh, liền văng tứ tán, đi tìm kiếm năm đuôi. Thanh Sam Thiên Hải trầm giọng nói, kiếm bên trái dùng, ngươi là muốn tiếp quản thiên tuần đảo công việc. Nhưng có đại chủ tể thủ lệnh. Kiếm tử Tiên Trần cười ha ha một tiếng. Nói các ngươi Thanh Sam gia tộc làm việc bất lực, còn muốn cái gì thủ lệnh? Cùng bắt đuôi thú sau đó, ta tự nhiên sẽ đích thân hướng đại chủ tể phân nói rõ ràng, không nhọc ngươi bận tâm. Thanh Sam Thiên Hải đã mơ hồ cảm thấy không đúng, nhìn xem phong tỏa hòn đảo vô số cự kiếm, nói kiếm bên trái dùng, đã như vậy, vậy mời ngươi trước mở kiếm trận phong tỏa, để cho nhà ta Ngạn mà, còn có luân hồi chi chủ, rời khỏi nơi này trước nói sau. Qua mấy ngày chính là đại lộ tranh phong ngày. Bọn họ cũng không thể bị vây ở chỗ này. Vậy kiếm trận phong tỏa, liền Thanh Sam Thiên Hải đều cảm thấy áp lực, mơ hồ nghẹt thở. Nếu như kiếm tử Tiên Trần không chịu ra tay mở cửa, vậy ai cũng không khả năng đột phá rời đi. Kiếm tử Tiên Trần sờ một cái râu, thở dài nói, đây có thể khó làm. Nếu là ta mở ra phong tỏa, đuôi thú không cẩn thận chạy ra ngoài, vậy có thể gặp phiền toái. Luân hồi chi chủ, người và Thanh Sam Ngạn. Liền trước ở lại chỗ này đi, chờ ta bắt đuôi thú nói sau. Thanh Sam Thiên Hải trầm giọng nói, đại lộ tranh phong không mấy ngày, nếu là chưa bắt được đuôi thú, chẳng lẽ muốn đem bọn họ một mực phong tỏa ở chỗ này sao? Vạn nhất bỏ lỡ thời gian. Kiếm tử Tiên Trần thở dài nói, nếu là thời gian trì hoãn, đó cũng là không có cách nào sự việc. Luân hồi chi chủ, Thanh Sam chất nhi, thật là xin lỗi. Nếu không phải may mắn trễ nãi các ngươi tham gia đạo tông thi đấu, ta sẽ cho các ngươi bồi thường đầy đủ. Lời nói này nói được 10 phần bất đắc dĩ cùng thành khẩn, nhưng Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn nghe được, đều cảm thấy rối trá làm bộ. Bọn họ thật giống như nghe được kiếm tử Tiên Trần trong xương tiếng cười nhạo. Cái gì bắt đuôi thú, chỉ là mượn cớ thôi. Kiếm tử Tiên Trần chân chính mong muốn, là hoàn toàn đem Diệp Thần, phong tỏa ở thiên tuần đảo trên. Ngăn cản hắn đi tham gia đạo tông thi đấu. Thanh Sam Ngạn chỉ là bị liên lụy. Kiếm tử Tiên Trần muốn nhằm vào, là Diệp Thần. Thiên nữ đột nhiên thanh thúy kêu lên, sư phụ, vậy ta cũng phải bị phong tỏa ở chỗ này sao? Kiếm tử Tiên Trần diễn cảm nhất thời động lại, theo bản năng nói, ngươi và bọn họ làm sao sẽ giống nhau? Lời nói này nói ra, người người đều cảm thấy không đúng. Kiếm tử Tiên Trần nói rõ chính là ở nhằm vào Diệp Thần. Sợ Diệp Thần cùng thiên nữ tranh đoạt hạng nhất, cho nên dứt khoát cầm Diệp Thần phong tỏa ở chỗ này. Thanh Sam Thiên Hải ác cười lạnh một tiếng, nói kiếm bên trái dùng, người cứ như vậy sợ luân hồi chi chủ sao?
Kiếm tử Tiên Trần nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tóm lại, tại chưa có bắt vậy đuôi thú trước, cũng không ai chính xác rời đi Thiên Tuần Đảo. Cô bé, chúng ta đi. Dứt lời, kiếm tử Tiên Trần mang thiên nữ, biến dạng hư không rời đi, đi tới Thiên Tuần Đảo bên ngoài trên biển. Thiên nữ mang trên mặt chút lo lắng, nói, sư phụ, chúng ta làm như vậy, không tốt lắm đâu. Ngươi không để cho Diệp Thần tham gia thi đấu, vậy ta coi như lấy được hạng nhất, lại có ý gì? Kiếm tử Tiên Trần nói, cô bé, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đạo tâm ngàn vạn đừng đắp lên bụi bẩm. Ta sớm cùng ngươi nói qua, cái này thế gian, chính là xấu như vậy ác, khắp nơi tràn đầy ngươi ngu ta gạt. Sư phụ cũng là kinh tởm người, không có thuốc nào cứu được, ngươi sớm ngày thăng thiên, là được đạt được giải thoát. Còn như sư phụ, ha ha, cùng vậy siêu phẩm thiên kiếm núp đi ra, sư phụ có thể bên ngoài chém chư thiên kinh tởm, bên trong chém đạo tâm tội nghiệt, đến lúc đó, sư phụ cũng có thể thăng thiên giải thoát, tới đây bồi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, kiếm tử Tiên Trần giọng rất nhiều thê lương ý. Hắn âm mưu tính toán Diệp Thần, ánh mắt vốn là lộ ra một vẻ mịt mờ tàn bạo cùng đùa cợt, nhưng lúc này ánh mắt nhưng đổi được vô cùng trong suốt. Thiên nữ vẻ mặt tiêu điều, vô hình cảm thấy một hồi bi thương, yên lặng gật đầu. Mà lúc này, Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Thanh Sam Thiên Hải các người, đều bị kiếm tử Tiên Trần bày ra kiếm trận, phong tỏa ở Thiên Tuần Đảo trên. Thanh Sam Thiên Hải dùng hết toàn lực, thử nghiệm đánh kiếm trận, nhưng không có chút nào tác dụng, hoàn toàn không cách nào dung chuyển, thậm chí mình cũng thiếu chút nữa bị kiếm trận kiếm khí giết ngược. Còn như Mặc Ngọc, ở cường hóa hoàn luân hồi thiên kiếm sau đó, hắn cũng đã hoàn toàn rơi vào yếu ớt bên trong, không cách nào giúp bất kỳ bận bịu. Giang Cửu Tiêu lại là thê thảm, bị năm đuôi xuyên qua tim, phần lớn thời gian tuyến cũng mất đi, chỉ còn lại một điều cuối cùng thời gian tuyến, may mắn bất diệt, sau lưng có thể là có Nguyên Thiên Đế che chở, nhưng hắn sâu bị thương nặng, cũng không lực làm được bất kỳ sự việc. Cái này một tí, Diệp Thần coi như là rơi vào hoàn toàn tuyệt cảnh bên trong đi. Có đạo tông quy củ hạn chế, kiếm tử Tiên Trần dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn tính mạng hắn. Nhưng là, cầm hắn phong tỏa ở chỗ này, không để cho hắn tham gia đạo tông thi đấu, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Vì chàng này thi đấu, Diệp Thần không biết chuẩn bị bao lâu. Hắn luân hồi huyết mạch, nội tình phong phú, tấn thăng đột phá xa so với người thường khó khăn, thi đấu vô địch khen thưởng, thiên đế thần nguyên, là hắn mơ tưởng cầu mong thần vật, có thể cực lớn phụ trợ hắn tu luyện. Hồng Quân Lão Tổ, Võ Tổ, Phật Tổ cùng các đại nhân vật, bọn họ cũng từng cầm lấy đại lộ tranh phong hạng nhất, lấy được thiên đế thần nguyên, cuối cùng trở thành cao cấp thiên đế. Diệp Thần không muốn bỏ qua, hắn sau này muốn trở thành là cao cấp thiên đế nói, ngày trước đế thần nguyên, vậy là đặc biệt mấu chốt đồ. Hơn nữa, hắn và Hoàng Lão ước định qua, hắn phải lấy được hạng nhất, nếu không sẽ bị đá ra khỏi cục, sau này lại cũng không cách nào biết được. Hoàng Lão nơi ý nghĩ trung cực trật tự, rốt cuộc là cái gì? Vội vã ba ngày trôi qua, khoảng cách đại lộ tranh phong bắt đầu, còn dư lại cuối cùng mấy ngày. Cái này ba ngày thời gian, kiếm tử Tiên Trần người bên dưới, ở ung dung tìm kiếm đuôi thú. Mà Diệp Thần, Thanh Sam gia tộc người bên dưới, chính là toàn bộ phát động đi ra ngoài, đào một mét vậy tìm kiếm. Chỉ cần có thể tìm được đuôi thú, là có thể chặn lại kiếm tử Tiên Trần miệng. Để cho hắn giải trừ phong tỏa. Nhưng rất đáng tiếc, bỏ mặc Diệp Thần các người, cố gắng như thế nào, cũng không tìm được đuôi thú chút nào bóng dáng. Chủ nhân, đầu kia năm đuôi, ngay tại kiếm tử Tiên Trần trên mình. Lúc này, Huyết Long thanh âm mang nặng nề, cho biết Diệp Thần tin tức. Ngươi nói gì sao, phô? Diệp Thần ra mặt quất rút ra. Huyết Long nói, mấy ngày nay thời gian, ta tiêu hóa năm đuôi bộ phận năng lượng, có thể bắt được. Còn lại một nửa đuôi thú năng lượng, ở kiếm tử Tiên Trần trên mình, bị hắn cất giấu. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời cười khổ, nói, kiếm tử Tiên Trần sẽ không thừa nhận, hắn là ở nhằm vào ta, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt ta tham gia thi đấu hy vọng. Coi như hiện tại Diệp Thần đi cùng kiếm tử Tiên Trần đối chất, vậy không có chút nào tác dụng. Cho dù năm đuôi núp ở kiếm tử Tiên Trần trong cơ thể, chỉ cần chính hắn không chủ động bại lộ, vậy ai cũng không khả năng moi ra. Huyết Long tự nhiên cũng biết một điểm này, nhất thời vậy như đưa đám xuống, nói. Chủ nhân, thật không có biện pháp sao? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, nếu như kiếm tử Tiên Trần, thật cố ý muốn phong tỏa,
vậy ta triệu hoán nhâm tiền bối hạ xuống, có lẽ có thể phá cuộc. Nhưng chỉ sợ vậy kiếm tử tiên trần, dầu muối không vào, ai mặt mũi cũng không chịu cho, vậy thì phiền toái. Huyết Long thở dài một cái, lại nữa lời nói. Thời gian lại qua một ngày, Diệp Thần nhưng thấy, một chiếc to lớn thiên thuyền, từ ngoại giới chạy nhanh đến Thiên Tuần Đảo. Một cái ông già, đứng ở thuyền thủ trên, lại là Hoang Lão. Kiếm tử tiên trần, ngươi cho ta cút ra đây. Ngươi đang làm gì, lại phong tỏa Thiên Tuần Đảo. Ai cho phép ngươi làm như vậy? Hoang Lão giận dữ, lớn tiếng gào thét hô. Diệp Thần thấy Hoang Lão xuất hiện, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu là Hoang Lão có thể phá kiếm tử tiên trần phong tỏa, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Kiếm tử tiên trần mang thiên nữ xuất hiện, bay đến trên trời, cười híp mắt nhìn Hoang Lão, nói, Hoang tự tại, ngươi làm sao tới? Hoang Lão trầm hát nói, Diệp Thần là ta đệ tử, ngươi phong tỏa hắn làm gì? Ngươi muốn để cho thiên nữ đoạt cúp, lại đùa bỡn cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn, thật là xương bậy tông sư tiền bối. Kiếm tử tiên trần không có động tính, nói ta chỉ là muốn bắt đuôi thú, hắn không cẩn thận bị phong tỏa đi vào, đó là bất ngờ. Hơn nữa, chàng này đại lộ tranh phong, nhiều người như vậy nhằm vào luân hồi chi chủ, nếu là hắn đi tham gia, chỉ sợ là một con đường chết. Để cho hắn ở lại Thiên Tuần Đảo trên, còn có mạng sống cơ hội. Ha ha, Hoang tự tại, ngươi cần gì phải đẩy hắn đi chịu chết? Hoang Lão mắng to, đánh rắm, ngươi lập tức cho ta thả người. Kiếm tử tiên trần nói, xin lỗi, kiếm trận này phong tỏa, không thể mở ra, nếu bị năm đuôi chạy ra ngoài, vô cùng hậu hoạn. Hoang Lão ra mặt co giúp, nói, kiếm tử tiên trần, ngươi không nên ép ta động thủ. Kiếm tử tiên trần lạnh nhạt nói, ngươi có thể động thủ, thậm chí có thể giết ta, nếu như ngươi có bản lãnh nói. Nhưng, muốn gọi ta mở ra phong tỏa, nhưng là tuyệt đối không thể. Hoang Lão phổi đều sắp bị tức bể phổi, không nghĩ tới kiếm tử tiên trần như thế không để ý thân phận, lại có thể tự mình đi tính toán Diệp Thần một tên tiểu bối. Rất tốt, ta kêu đại chủ tể tới trị ngươi. Hoang Lão cắn răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Kiếm tử tiên trần thân phận không phải chuyện đùa, là đạo tông hai đại hộ giáo sứ giả một trong, không tới cuối cùng. Hoang Lão cũng không tiện xé rách ra mặt. Hắn chỉ muốn mời đại chủ tể ra mặt, giải quyết chuyện này. Kiếm tử tiên trần thấy Hoang Lão rời đi, khóe miệng gợi lên lau một cái độ cong. Hắn biết, muốn mời động đại chủ tể, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đại lộ tranh phong, ngày mốt thì phải bắt đầu, Hoang Lão coi như thật có thể mời đại chủ tể rời núi, sợ rằng thời gian vậy không còn kịp rồi. Chỉ cần Diệp Thần bỏ lỡ dự thi cơ hội, vậy thì lại cũng không có người có thể uy hiếp được thiên nữ. Thiên Tuần Đảo trên, Diệp Thần thấy Hoang Lão rời đi, cảm giác sâu sắc lo lắng. Đêm đến, Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Thanh Sam Thiên Hải, Mạc Ngọc, Giang Cửu Tiêu các người, tề tụ một đường, thương lượng đối sách. Kiếm tử tiên trần kiếm trận phong tỏa, 10 phần vững chắc, vậy thủ đoạn không cách nào đột phá. Giang Cửu Tiêu nói muốn hiến tế tự bạo, cưỡng ép phá sập phong tỏa, nhưng bị bác bỏ. Dẫu sao hắn hôm nay, chỉ còn lại một điều cuối cùng thời gian tuyến, coi như tự bạo, chỉ sợ cũng bạo không phát ra được nhiều ít uy lực. Đề nghị bị bác bỏ, Giang Cửu Tiêu có chút không biết làm sao. Mà sau đó, hắn ánh mắt chớp động, thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Mạc Ngọc, nói. Mạc Ngọc, ta nhớ ngươi trước kia, đã từng thử nghiệm thoát đi Thiên Tuần Đảo, triệu hoán liền một miếng hắc ám cửa xuống. Vậy hắc ám cửa, đi thông ngoại giới. Hoặc giả là một cái rời đi con đường. Mạc Ngọc cau mày nói, vậy hắc ám cửa. Ừ, là ta hướng hồn thiên đế đại nhân cầu nguyện, khẩn cầu hắn rơi xuống ban phúc, giúp ta trốn bay lên trời cửa. Thế nhưng cánh cửa, ta không dám bước vào. Bởi vì, ta cảm giác được, ở đó hắc ám cửa sau lưng, là một người vô cùng hắn đáng sợ hỗn loạn thế giới, tràn đầy vô số không rõ cùng u ám. Coi như là ta cái này hồn tộc lãnh chúa. Nếu là tùy tiện bước vào vậy hắc ám cửa, chỉ sợ cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt. Dừng một chút, hắn ánh mắt lại nhìn hướng Thanh Sam Thiên Hải, nói. Hơn nữa, năm đó vậy hắc ám cửa hạ xuống, cũng bị Thanh Sam Thiên Hải phát hiện, hắn phong tỏa cánh cửa kia, đoạn tuyệt ta chạy trốn hy vọng. Thanh Sam Thiên Hải tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, vậy phiến hắc ám cửa. Đúng là quá mức nguy hiểm, ta đã hoàn toàn phong ấn. Thanh Sam Ngạn vội nói cha.
vậy cũng lấy mở ra phong ấn sao? Ngày mốt chính là đại lộ tranh phong ngày, nếu là ta và luân hồi chi chủ, lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, vậy sẽ phải bỏ qua thời gian. Thanh Sam Thiên Hải lắc lắc đầu nói, vậy phong ấn là phong kín, muốn mở ra, đặc biệt khó khăn, không phải một hai ngày có thể làm được. Hơn nữa, vậy hắc ám cửa sau lưng thế giới, ta dòm ngó qua. Đó là một cái hắc ám hỗn loạn, tràn đầy vô số ma thần quái vật hỗn loạn thế giới, hơn nữa thật nhiều kiếm khí gió bão, không ngừng nổi lên, ta bắt được một cổ đáng sợ cổ xưa hơi thở, tựa hồ và thiên đấu lớn đổ sát kiếm có liên quan. Nghe được Thanh Sam Thiên Hải mà nói, Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Mặc Ngọc các người trố mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Diệp Thần nói, thiên đấu lớn đổ sát kiếm, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên đấu lớn đổ sát kiếm, là 33 thiên thần thuật, hạng thứ 3 tồn tại, Diệp Thần đã bước đầu nắm giữ, là hắn trung cực một trong những lá bài tẩy, lực sát thương to lớn. Thanh Sam Thiên Hải nói, nếu như ta đoán không lầm, vậy hắc ám cửa sau lưng thế giới, là thiên đấu sát thần chế tạo ra thế giới. Mà thiên đấu sát thần, chính là truyền thuyết bên trong, thiên đấu lớn đổ sát kiếm người sáng tạo. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người đều chấn động. Thiên đấu sát thần. Diệp Thần nỉ non danh tự này, nhưng cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, mơ hồ truyền tới chấn động. Cái này cổ chấn động, để cho được Diệp Thần kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, cái này thiên đấu sát thần, chính là luân hồi mộ địa bên trong đại năng sao? Là thiên đấu lớn đổ sát kiếm chân chính người sáng tạo. Thanh Sam Thiên Hải nói, thiên đấu sát thần danh tự này, đặc biệt bí mật, ngoại giới người biết, đặc biệt thiếu. Ta cũng là lớn nắm giữ nói cho ta, mới biết. Ngày trước đấu sát thần, là sáu đạo cổ thần một trong. Lần này đại lộ tranh phong, đại chủ tể phỏng đoán sẽ tỏ rõ sáu đạo cổ thần bí ẩn. Cái này sáu đạo cổ thần, đã sớm chết, thiên đấu sát thần cũng không ngoại lệ. Sau khi hắn chết, hắn sáng tạo thế giới, bị vô biên hắc ám nuốt mất, khắp nơi đều tư sinh ra ma thần cùng quái vật. Nói tới chỗ này, Thanh Sam Thiên Hải nhìn Mặc Ngọc một mắt. Ngươi năm đó cầu hồn thiên đế giúp ngươi chạy ra khỏi thiên tuần đảo, hắn nhưng ban thưởng một đạo đi thông thiên đấu sát thần thế giới hắc ám cửa. Ngươi nếu là bước vào cánh cửa kia, vậy hơn phân nửa sẽ bị sát thần thế giới hắc ám, hoàn toàn cắn nuốt hết. Ha ha, hồn thiên đế là muốn để cho ngươi chết, hấp thu nữa ngươi tánh mạng tinh hoa. Mặc Ngọc trầm mặc xuống, diễn cảm phức tạp. Hắn tuy là hồn thiên đế tín đồ, nhưng còn không có xả thân cung phụng quyết tâm. Mà hồn thiên đế thủ đoạn âm ngoan, vậy để cho hắn cảm thấy lòng nguội lạnh. Cái loại này thần minh, thật đáng tín ngưỡng sao? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trầm tư một hồi, hướng Thanh Sam Thiên Hải nói, tiền bối, vậy phiến hắc ám cửa, người phòng ấn ở địa phương nào? Thanh Sam Thiên Hải nâng tay trái lên, nói, ở nơi này. Chỉ gặp hắn bàn tay trái trong lòng, đóng dấu trước một bức hắc ám đồ đằng, là một đạo vòng tròn hình dáng hắc ám cửa. Phía trên có quy luật dây xích đường chéo phong tỏa. Cái này phiến hắc ám cửa sau lưng, mới là đã sụp đổ hủy diệt, bị bóng tối che phủ sát thần thế giới, ma vật hoành hành, quái dị tràn ngập. Ta sợ cánh cửa kia sau lưng quái vật, sẽ chạy đến, họa loạn thiên tuần đảo, cho nên, liền đem cánh cửa này, phong ấn ở trên người mình, để giám quản. Nhưng, ta hẳn là suy nghĩ nhiều quá, cái này phiến hắc ám cửa, phong tỏa cực kỳ vững chắc. Hơn nữa sau cửa quái vật, tựa hồ có cực mạnh ý thức lãnh địa, chúng sẽ không rời đi mình lãnh địa, nhưng, ai dám đến gần chúng lãnh địa nói, sợ rằng sẽ gặp phải tàn khốc ngược giết. Thanh Sam Thiên Hải linh khí bơm vào tới tay trưởng, hắn trưởng trong lòng đồ đằng, liền toát ra sáng chói hắc mang. Vậy phiến hắc ám cửa, chậm rãi chóc ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, khuấy động khí lưu, ầm ầm vang dội. Hắc ám cửa phía trên, từng cái quy luật phong tỏa. Liền như màu đen xích sắt vậy, đường chéo quấn vòng quanh. Những thứ này phong tỏa xích sắt, là như vậy vững chắc, quấn quanh không rõ, liền bày phong tỏa Thanh Sam Thiên Hải, mình cũng không cách nào lại giải khai. Cái này phong tỏa, ta ngược lại là có thể chém ra. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vừa nhìn thấy những cái kia phong tỏa xích sắt, cũng biết nếu như mình toàn lực bùng nổ luân hồi thiên kiếm mũi nhọn nói, có thể trực tiếp chặt đứt. Thanh Sam Thiên Hải nói, dùng luân hồi thiên kiếm sao? Diệp Thần nói, Thanh Sam Ngạn mừng rỡ nói, luân hồi chi chủ, nếu là ngươi chặt đứt phong tỏa, vậy chúng ta có thể dọc theo cánh cửa này đi ra ngoài.
Thanh Sam Thiên Hải nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, Ngạn mà, người không cho phép đi. Thanh Sam Ngạn nói, tại sao? Thanh Sam Thiên Hải nói, cái này hắc ám cửa sau thế giới, tràn đầy ma vật cùng hỗn loạn, là một cái đã sụp đổ, bị hắc ám thâm uyên cắn nuốt thế giới. Luân hồi chi chủ có đại khí vận, hắn có lẽ có thể sống xuyên Việt. Nhưng, nếu là ngươi tiến vào, chỉ có một con đường chết. Thanh Sam Ngạn nói, cha, vậy làm sao bây giờ? Còn khác biệt đường ra sao? Thanh Sam Thiên Hải nói, coi như không có đường ra, ngươi cũng không thể đi giết thần thế giới chịu chết. Lần này đại lộ tranh phong, bỏ qua liền bỏ lỡ, đó cũng là không có cách nào sự việc. Diệp Thần gặp Thanh Sam Thiên Hải, tình nguyện Thanh Sam Ngạn bỏ qua đại lộ tranh phong, cũng không cho hắn từ hắc ám cửa rời đi, trong lòng rét một cái, nói. Tiền bối, cái này hắc ám cửa sau thế giới, có như thế đáng sợ sao? Thanh Sam Thiên Hải sắc mặt nặng nề, nói thiên đấu sát thần chế tạo ra thế giới, dĩ nhiên đáng sợ, hơn nữa lại bị hắc ám nuốt mất. Người bình thường đi vào, chỉ có một con đường chết. Luân hồi chi chủ, người có đại khí vận, người là có cơ hội còn sống chuyển kiếp, nhưng nhà ta Ngạn mà thì không được. Thanh Sam Ngạn kêu lên, cha. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, đoán Cát Hung. Hắn có luân hồi đại khí vận, hơn nữa lại tu thành thiên đấu lớn đổ sát kiếm, cùng trời đấu sát thần có duyên phận, coi như vậy sát thần thế giới nguy hiểm, hắn đều có chuyển nguy thành an có thể. Nghĩ tới đây. Diệp Thần tâm thần hơi định, liền hướng Thanh Sam Thiên Hải nói, tiền bối, vậy ta tự mình một người xuyên Việt rời đi là được. Còn như Thanh Sam huynh, các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Thanh Sam Ngạn một hồi phiền muộn, cũng chỉ tốt tiếp nhận thực tế, nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nư một tiếng, lại hướng Thanh Sam Thiên Hải hỏi, tiền bối, ngươi nói thiên đấu sát thần, là sáu đạo cổ thần một trong, vậy sáu đạo cổ thần, vậy là cái gì tồn tại? Thanh Sam Thiên Hải nói, đó là sáu vị đặc biệt cổ xưa đại thần, bọn họ từng chính mắt vây xem Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế quyết chiến. Còn như vậy sáu vị cổ thần cụ thể nhân quả, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, đại chủ tể sẽ công bố. Đại chủ tể tỏ rõ sáu đạo cổ thần bí mật, nhất định là có thâm ý của hắn, nhưng hắn mưu đồ, cũng không phải chúng ta có thể theo dõi. Sáu đạo cổ thần, cái này bốn chữ, giống như mang theo vô cùng là thâm thúy cổ xưa khí tức thần bí. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, hắn luân hồi mộ địa bên trong, có sáu khối mộ bia, có hơi chấn động, tựa hồ cùng vậy sáu đạo cổ thần, có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vậy sáu vị cổ thần, đều là luân hồi mộ địa bên trong đại năng? Diệp Thần trong lòng giật mình, tinh thần câu thông độc thủ dược thần. Độc thủ tiền bối, ngươi nghe qua sáu đạo cổ thần sao? Độc thủ dược thần cau mày nói, sáu đạo cổ thần sao? Ta thật giống như nghe qua chỉ miếng vải móng, nhưng biết quá mức thiếu, cái này thế gian, liên quan tới bọn họ thiên cơ dấu vết, quá ít. Ta không biết sáu đạo cổ thần đều có ai, nhưng mới vừa nghe được các ngươi nói tới thiên đấu sát thần, ta bắt được cực kỳ đáng sợ sát khí, liền núp ở cái này phiến nghĩa địa bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhìn vòng quanh luân hồi mộ địa từng cục mộ bia, nói thiên đấu sát thần, hắn thần hồn, ở nơi này sao? Độc thủ dược thần lộ ra đặc biệt ngưng trọng dè chừng và sợ hãi diễn cảm, nói. Ngày trước đấu sát thần, không nghi ngờ chút nào, chính là luân hồi mộ địa trăm vị một trong cường giả, chỉ là không biết lúc nào thức tỉnh. Ta cảm giác được, hắn vô cùng cường đại đến ngoại hạng bước, coi như là đỉnh cấp thời điểm ta, cũng phải bị hắn nhất niệm tiêu diệt. Diệp Thần con người gian xuất hiện một màn ngưng trọng và chấn động, lẩm bẩm nói, nhất niệm tiêu diệt. Đỉnh cấp thời điểm độc thủ dược thần, cũng là cao cấp cường giả, lại muốn bị thiên đấu sát thần nhất niệm tiêu diệt. Ngày trước đấu sát thần, rốt cuộc cường đại đến cái gì bước? Hoàng lão từng là luân hồi mộ địa ở giữa thế gian cấm kỵ, đã rất kinh khủng. Hôm nay lại là đạo tông hoang tổ. Bất quá cái này thế gian cấm kỵ giải thích hiển nhiên là nhằm vào thế giới hiện thật mà nói. Nhưng thế giới hiện thật và vô vô thời y không giống như và trời, chênh lệch cực lớn. Tự mình tới đến vô vô thời ý không, chứng kiến quá nhiều cường giả, như vậy tới xem, luân hồi mộ địa nước vẫn là rất sâu. Độc thủ dược thần nói, đúng vậy, thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn à, ta không nghĩ tới cái này thế gian, lại có thể sẽ có như thế cường đại tồn tại. Vị kia thiên đấu sát thần, không hổ là sáng tạo ra thiên đấu lớn đổ sát kiếm vĩ đại tồn tại,
ta chỉ có thể nói là phục sát đất, vô cùng bội phục. Hắn coi như chỉ còn lại thần hồn cũng là vô cùng mạnh đại khủng bố, phỏng đoán trong thời gian ngắn, là không thể nào thức tỉnh hiện thân. Bởi vì, hắn một khi hiện thân, đáng sợ kia thần hồn sát khí, sẽ trực tiếp nghiền nát ngươi tinh thần. Ngươi là mộ chủ, hắn đương nhiên là không thể tổn thương ngươi, ha ha. Có lẽ, chờ ngươi tăng lên tới cửu đỉnh cảnh sau đó, thiên đấu sát thần mới biết chân chính thức tỉnh. Diệp thần ngẩn ngơ, nói cửu đỉnh cảnh, đó không phải là thượng vị thần cảnh giới sao. Trước mắt diệp thần tu vi, chỉ là vô lượng cảnh 9 tầng trời, trong khoảng cách vị thần, ở giữa còn kém thần đạo cảnh và thiên nguyên cảnh, khá là xa xôi. Độc thủ dược thần nói, đúng vậy, người ít nhất phải đạt tới thượng vị thần cảnh giới, mới có thể chịu đựng ở thiên đấu sát thần thần hồn hơi thở. Cái này thiên đấu sát thần, thật là quá đáng sợ, ta phỏng đoán hắn là 6 đạo cổ thần bên trong, cường đại nhất tồn tại. Thật là ngoại hạng à, thế gian tại sao có thể có như thế cường đại tồn tại? Diệp thần vô cùng chấn động, xem ra vô vô thời không, so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, lại có thiên đấu sát thần như thế cường đại tồn tại. Nếu hắn là luân hồi mộ địa đại năng, vậy ta xuyên việt hắn thế giới, sẽ không phải chịu tổn thương chứ? Diệp thần ánh mắt nhìn về trôi lơ lửng ở giữa không trung hắc ám cửa, vậy hắc ám cửa sau lưng, chính là thiên đấu sát thần sáng tạo thế giới. Độc thủ dược thần nói, khó nói, dẫu sao hắn đã chết, hắn sát thần thế giới, vậy đã sớm bị hắc ám chìm ngập, khắp nơi đều là ma vật. Nguy hiểm nhất định là có, nhưng bất kể như thế nào nguy hiểm, người dưới mắt cũng chỉ có con đường này, nếu không thời gian trì hoãn đi xuống, bỏ lỡ đại lộ tranh phong, đó cũng không hay. Thật may người luân hồi thiên kiếm, đã cường hóa hoàn thành, hôm nay có thể nói là đời này nhất lưu thần binh lợi khí. Mượn luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, muốn đến có thể ích dịch ma vật, giúp người thuận lợi thoát hiểm. Đây là, tiểu cấm yêu từ gió tiếng nói hồ tiên ló đầu ra, nói, phụ thân, còn có ta. Hắn trước đây cắn nuốt nửa cái nguyên mạch, thực lực tăng cường thật nhiều, có hắn trợ lực nói, diệp thần phải mặc càng sát thần thế giới, vậy sẽ ung dung rất nhiều. Được, cứ quyết định như vậy. Đầm rồng hang hổ, ta đều phải xông vào một lần. Diệp thần ánh mắt hiển lộ ra ý chí chiến đấu, tâm ý đã quyết, liền hướng Thanh Sam Thiên Hải, Thanh Sam Ngạn, Mạc Ngọc đám người nói. Các vị, cái này hắc ám cửa, xem ra là ta đường ra duy nhất, bất kể như thế nào hung hiểm, ta cũng không có lựa chọn khác. Dứt lời, Diệp thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, một kiếm hướng trong hư không hắc ám cửa chém tới. Suy, bén kiếm mang vạch qua, vậy hắc ám cửa phong ấn xiềng xích, nhất thời bị chém đứt, hóa thành hắc khí tiêu tán đi. Đám người gặp Diệp thần luân hồi thiên kiếm, như vậy sắc bén, đều là lấy làm kinh hãi, lại gặp vậy hắc ám cửa, phong ấn xiềng xích chém ra sau đó, thì có từng tia sương mù vậy ma khí, lặng lẽ từ sau cửa tràn ngập ra, mọi người thần sắc liền chuyển là ngưng trọng. Thanh Sam Thiên Hải nói, luân hồi chi chủ, chúc ngươi may mắn. Diệp thần gật đầu, tạm biệt đám người, rồi sau đó không do dự nữa, mở ra hắc ám cửa, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào đi vào. Ở Diệp thần tiến vào hắc ám cửa sau đó, Thanh Sam Thiên Hải lập tức lần nữa phong tỏa cửa, hình như là rất sợ sát thần thế giới ma khí, sẽ xâm nhập tới đây vậy. Mà lúc này Diệp thần, ở xuyên qua hắc ám cửa sau đó, liền thuận lợi bị truyền đến sát thần thế giới. Cái thế giới này, lãnh thổ mênh mông. Bầu trời tựa hồ vĩnh viễn đều là u tối màu sắc, hiện đầy khói mù. Mặt đất trải rộng vặn vẹo rừng cây, những cái kia chùm trong rừng, có giống vậy vặn vẹo ma vật, ở lẫn nhau cạnh tranh săn giết, tiếng hô thỉnh thoảng truyền tới. Mỗi một khắc đều có đại lượng ma vật chết đi, lại có mới ma vật, từ hắc ám địa mạch bên trong sản sinh ra tới, vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng nghỉ, giống như vô gian địa ngục đau khổ luân hồi. Nhất để cho người ngạc nhiên. Chính là ở mảnh thế giới này trong hư không, nổi lơ lửng từng cái sứa. Những cái kia sứa, to lớn, trong suốt, kiềm tràn đầy sức sống, trên không trung lơ lửng nhảy lên, nhìn như 10 phần lộng lẫy, hình như là sử thi thần trong lời nói mộng, lại hình như là cái gì cổ xưa đồ đằng. Ồ, là thủy mẫu đế cơ khí tượng, nàng từng đã tới nơi này sao? Còn để lại sâu như vậy dày nhân quả. Độc thủ dược thần nhìn vậy từng cái sứa, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thủy mẫu đế cơ cái danh hiệu này, Diệp thần đã nghe hắn đề cập tới rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không có giải thích rõ.
Diệp Thần biết mình coi như hỏi lại, cũng sẽ không đạt được câu trả lời, dứt khoát cất bước về phía trước bay vút đi, nói. Độc thủ tiền bối, tiểu cầm yêu, các ngươi thay ta hộ pháp, không bao nhiêu thời gian, ta phải mau sớm xuyên việt mảnh thế giới này. Tiểu cầm yêu nói, tốt phụ thân. Độc thủ dược thần cũng là gật đầu một cái, toàn bộ tinh thần chăm chú duy trì cảnh giác. Diệp Thần tốc độ như nhanh như tia chớp, đi về trước bay vút, hư không không ngừng bể tan tành, nhưng cái này phiến sát thần thế giới, cực kỳ mênh mông, cho dù là phá hư mà đi, cũng không khả năng ngay lập tức vượt qua. Cái thế giới này ma vật, cực kỳ hung tàn thích giết chóc, Diệp Thần người đi đường thời điểm, vô số ma vật nổi điên vậy hướng hắn đạp chết tới. Hắn hoài nghi, cái thế giới này, có thể lưu lại có bữa đấu sát thần giết hại ý chí. Những cái kia ma vật bị giết hại ý chí bị nhiễm, cho nên đổi được cực kỳ cuồng bạo. Cũng may Diệp Thần có tiểu cấm yêu và độc thủ dược thần trợ lực, vậy ma vật vậy không đả thương được hắn. Hắn không ngừng huy động luân hồi thiên kiếm, chém chết ma vật, tự thân vết thương chồng chất, ở máu tươi và mệt mỏi bên trong, hướng sắp bắt đầu đại lộ tranh phong đi. Trong tay luân hồi thiên kiếm, thì đang không ngừng ẩm huyết. Cường hóa đúc lại sau luân hồi thiên kiếm, và Diệp Thần phối hợp, bộc phát hòa hợp. Phụ thân, người xem, nơi đó có một pho tượng. Đột nhiên, tiểu cấm yêu chỉ hướng phía trước. Diệp Thần ánh mắt híp lại, hết tầm mắt nhìn lại, liền thấy phương xa, ở trùng trùng khói mù bao phủ hạ, tựa hồ đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn. Linh khí bơm vào đôi mắt, Diệp Thần nhìn chăm chăm lại xem, liền thấy pho tượng kia, đỉnh thiên lập địa, to lớn nguy nga. Ở pho tượng trên mình, khắc vẽ từng đạo chữ viết, còn có chút kiếm quyết hình vẽ, khí cơ vận chuyển tuyến đường. Những cái kia chữ viết hình vẽ tụ lại, chính là một môn kiếm pháp. Diệp Thần một mắt liền nhận ra, pho tượng trên có khắc ấn kiếm pháp, lại là thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Thiên đấu lớn đổ sát kiếm, đó là thiên đấu sát thần pho tượng sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới pho tượng kia. Pho tượng mặt ngoài, là một cái chống kiếm đứng to lớn nam tử, thân hình cao ngất, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy rõ ràng. Diệp Thần tiếp xúc tới pho tượng ánh mắt, nhưng cảm thấy mình cặp mắt đau nhói. Pho tượng lên ánh mắt, khác hẳn có thần, giống như là sống, sát khí lộ ra, thấm ra động trời duệ mang. Diệp Thần đưa mắt nhìn cặp mắt kia thời điểm, linh hồn đều giống như bị xuyên thấu, cả người lạnh như băng. Tốt sát khí nồng nặc. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, ở hắn ngắm nhìn pho tượng thời điểm, luân hồi mộ địa lại chấn động lên, tựa hồ cùng pho tượng kia, sinh xảy ra cái gì đồng tình. Cảm thấy được nghĩa địa chấn động. Độc thủ dược thần lộ ra một cái rẻ chừng và sợ hãi diễn cảm, trầm giọng nói. Thiên đấu sát thần, bây giờ không phải là ngươi lúc tỉnh lại. Ngươi hơi thở, quá mạnh mẽ, ngươi hẳn là siêu thiên trên cường giả chứ. Lớn mạnh như vậy tồn tại, ngươi nếu là hiện tại liền tỉnh lại, ta và mộ chủ, đều phải bị thần hồn của ngươi sát khí, trực tiếp nghiền nát. Ở độc thủ dược thần thanh âm sau khi rơi xuống, luân hồi mộ địa chấn động, dịu xuống một chút đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền dự định đi vòng pho tượng kia, tiếp tục đi tới trước. Bởi vì hắn phát hiện, có vô số cường đại ma vật, hội tụ ở trên trời đấu sát thần pho tượng bốn phía, chúng gầm thét tranh đấu trước, nổi điên vậy đi pho tượng trên mình leo đi, hình như là muốn leo lên pho tượng chóp đỉnh. Tất cả ma vật, còn có rất nhiều bẩn thỉu dơ bẩn đồ, không ngừng leo đến pho tượng phía trên. Nhưng làm người ta khiếp sợ là, pho tượng kia, cho dù nhận chịu vô số dơ bẩn cùng hắc ám, vậy không có chút nào hủy tổn dấu hiệu, khác ở pho tượng lên thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí quyết, mỗi một chữ cũng không có so rõ ràng. Phụ thân, pho tượng bên kia tựa hồ có cơ duyên gì, nha, là rất thích hợp ta. Tiểu cấm yêu cặp mắt sáng lên, nhìn pho tượng phương hướng, thiếu chút nữa muốn chảy nước miếng. Hắn cảm giác được, pho tượng bên kia, cất giấu một đạo cùng yêu tộc tương quan cơ duyên, đối hắn rất có ích lợi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ theo sau lại lắc đầu, nói. Không thời gian, đại lộ tranh phong cũng nhanh bắt đầu, chúng ta phải lập tức rời đi. Tiểu cấm yêu có chút không cam lòng nói, nhưng mà vậy đạo cơ duyên. Diệp Thần nói, cùng đại lộ tranh phong kết thúc, lại tới thu lấy cũng không muộn. Tiểu cấm yêu rũ cúi đầu, nói, được rồi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, không có đến gần pho tượng, mà là lựa chọn xa xa đi vòng. Nơi này có lẽ tồn tại cơ duyên gì, nhưng hôm nay cũng không phải là thu lấy thời điểm.
Chí ít, phải chờ tới đại lộ tranh phong sau khi kết thúc nói sau. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, đi sát thần thế giới cuối đi tới. Ở đi ước chừng một ngày sau, hắn rốt cuộc đi tới thế giới biên hoang. Sát thần thế giới tinh bích hệ, ngay tại trước mặt hắn, chỉ phải phá tinh bích hệ, là có thể rời đi nơi này. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Diệp Thần tâm tình một hồi kích động, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, nóng dực kiếm khí biểu chém ra, trực tiếp đem vậy tinh bích hệ, chém ra một cái to lớn kẽ hở. Rồi sau đó, hắn liền muốn dọc theo cái khe này đi ra ngoài. Hu hu hu. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Theo Diệp Thần chém rách tinh bích hệ, sát thần thế giới trong hư không, vô số nổi lơ lửng to lớn sứa, xem nổi điên vậy hướng hắn bay nhào tới. Những cái kia sứa, một bay đến hắn bên người, liền lập tức nổ. Từng cái sứa điên cuồng nổ, may là Diệp Thần có độc thủ dược thần và tiểu cấm yêu che chở. Nhưng ở tiếp liền không ngừng nổ dưới sự xung kích, vậy cảm thấy khí huyết sôi trào, đầu ông tác hưởng. Đáng chết, những nước này mẫu, làm sao đột nhiên công kích ta? Diệp Thần không rõ cho nên, chỉ cảm thấy cổ quái. Ngươi kinh động thủy mẫu đế cơ, nàng muốn giết ngươi. Mau, mau thi triển thiên đấu lớn đồ sát kiếm. Độc thủ dược thần gào thét hô, cảm thấy không ổn. Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi. Cả người linh khí hội tụ, mạnh nữa mở luân hồi nguyên thể. Oanh! Luân hồi nguyên thể mở, cuồng bạo luân hồi thiên uy, từ Diệp Thần trên mình nổ tung ra, từng cục bắp thịt đổi được to lớn đứng lên, tràn đầy lực lượng, trên da dâng lên nham đất kim trường ánh sáng màu, cùng trong tay luân hồi thiên kiếm lẫn nhau đồng tình. Thiên đấu lớn đồ sát kiếm. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong lòng sát khí, ý chí chiến đấu, chiến ý, toàn bộ sôi trào bốc cháy. Tất cả năng lượng khí tức, hội tụ tới trong tay luân hồi thiên kiếm phía trên. Lao một cái hung hãn, điên cuồng, mang cao nhất tàn sát cùng giết hại uy năng kiếm khí, hung hăng từ Diệp Thần trên thân kiếm bạo chém ra. Đây là thiên đấu lớn đồ sát kiếm kiếm khí. Thiên đấu lớn đồ sát kiếm, là đương kim thế gian, trên lý thuyết cường đại nhất một kiếm. Còn như chỉ thủy kiếm nói, đó là đột phá nhân quả suy luận tồn tại, và thiên đấu lớn đồ sát kiếm hoàn toàn không cùng. Nói riêng về giết hại khí thế nói, thiên đấu lớn đồ sát kiếm là đời này kiếm thứ nhất. Một kiếm này thi triển ra sau đó, Diệp Thần thân thể tựa như bị rút sạch. Mà một kiếm này bùng nổ, uy năng quá kinh khủng, toàn bộ sát thần thế giới cũng lay động, chư thiên thời không tựa như đều phải nổ, cuồn cuộn sấm gào thét, vô số ma vật mất đi, kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, bầu trời giống như sụp đổ, lớn đất phảng phất vậy không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí. Khắp nơi rạn nứt, nhô lên ra nham thạch nóng chảy. Đây là thiên đấu lớn đồ sát kiếm hung mãnh, thế gian tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở một kiếm này mũi nhọn. Trôi lơ lửng ở sát thần thế giới không trung sứa, số lượng thiên thiên vạn vạn. Nhưng, làm Diệp Thần một kiếm này chém ra, tất cả sứa cũng giải tán, hóa thành nhỏ vụn lưu quang, theo gió đi. Ho! Một kiếm rơi xuống. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người gân cốt biến dạng vậy đau đớn, cả người đều giống như nứt ra. Thi triển thiên đấu lớn đồ sát kiếm, giá quá lớn. Thật may hắn đã thức tỉnh luân hồi nguyên thể, thể chất cường hãn, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng ở, chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi nữa một đêm, hắn trạng thái có thể khôi phục đến đỉnh cấp. Đi, đi mau. Độc thủ dược thần gặp tất cả sứa, đều bị Diệp Thần chém chết, e sợ cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Lật đật thúc giục Diệp Thần rời đi. Diệp Thần gật đầu, lập tức bay khỏi sát thần thế giới. Mới vừa hắn thiên đấu lớn đồ sát kiếm, uy năng quá kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ sát thần thế giới tinh bích hệ, cũng cắn nát. Xuất hiện ở sát thần thế giới sau đó, Diệp Thần liền muốn gọi ra Titan thần hạm, trở lại thần kiếm đế quốc. Mới vừa ở sát thần trong thế giới, hắn không có triệu hoán hạm thuyền, là sợ kinh động ma vật, tự nhiên đâm ngang. Hiện tại đã thuận lợi rời đi, vậy cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Diệp đại ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được một hồi quen thuộc tiếng kêu. Hắn thiếu mục vừa thấy, nhưng thấy có một chiếc phi thuyền, nhanh chóng hướng hắn bay tới. Vậy lại là Hoàng lão phi thuyền. Hoàng lão ngay tại thuyền thủ trên, bên tay trái đứng một cái phong thần anh tuấn chàng thanh niên, chính là Nhâm Phi Phàm. Bên kia là cái cô gái xinh đẹp. Uyển chuyển dáng vẻ, ăn mặc mây khói đan rực rỡ vậy hoa lệ quần áo,
kim văn đóng dấu, phượng hoàng đồ đằng bay lên trời, lộ vẻ được tôn quý đặc biệt, lại là Tân Tinh Nhã. Mới vừa chính là Tân Tinh Nhã đang kêu gọi Diệp Thần. Tân Tinh Nhã là tụ bảo thương hội thiên kim tiểu thư, bề ngoài tướng mạo cùng Mỹ Thần giống nhau như đúc, Diệp Thần cùng nàng trải qua không ít chuyện, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải nàng. Nhâm tiền bối, Hoàng lão, Tinh Nhã tiểu thư, các ngươi làm sao tới? Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, thân thể một cước, liền bay đến chiếc kia trên phi thuyền. Tân Tinh Nhã nói, chúng ta tới đón ngươi à, cảm ơn trời đất, Diệp đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Ngày mai đại lộ tranh phong liền muốn bắt đầu. Nàng gặp Diệp Thần gương mặt mang một chút yếu ớt, trong lòng mười phần ân cần. Ta không có sao, mới vừa hao phí chút khí lực, nghỉ ngơi một đêm cho giỏi. Diệp Thần cười nói. Nhâm Phi Phàm tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát Diệp Thần, lại bắt thiên cơ, gương mặt nhất thời lay động một tí, nói, ngươi kinh động thủy mẫu đế cơ, thiếu chút nữa thì bị nàng giết lầm, thật may ngươi có bản lãnh, lại có thể chạm phá nàng khí tượng, trốn bay lên trời. Giọng mang điểm may mắn ý. Diệp Thần cơn sóng trong lòng chào đãng, liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, ngươi cũng biết thủy mẫu đế cơ. Cái đó thủy mẫu đế cơ, rốt cuộc là người nào? Nhâm Phi Phàm nói, nàng là hồn thiên đế đầy tớ gái, cũng là hồn thiên đế tâm ma. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, hồn thiên đế, đầy tớ gái, tâm ma. Nhâm Phi Phàm khoát khoát tay, nói, được rồi, dính líu tới hồn thiên đế, nhân quả rất đáng sợ, người tạm thời không phải biết cho thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ngày mai đại lộ tranh phong liền muốn bắt đầu, hắn tự nhiên bất tiện lại dính cái gì nhân quả. Nếu không đến lúc đó tất nhiên xuất hiện tai vạ, sợ rằng 10 phần chết chắc sẽ trước thời hạn hạ xuống. Lập tức, Diệp Thần cũng chỉ tốt kềm chế nội tâm tò mò. Hoàng lão cười hắc hắc, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Diệp Thần nừ một tiếng, liền ngồi trước Hoàng lão phi thuyền, trở lại Thần Kiếm Đế Quốc. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng biết chuyện ngọn nguồn. Lúc đầu, kiếm tử tiên Trần phong tỏa thiên tuần đảo. Hoàng lão khó mà đột phá, liền muốn đi mời đại chủ tể ra mặt. Nhưng đại chủ tể rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hắn vội vàng tới giữa, cũng không cách nào tìm được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi Thương Lôi Sơn, tìm kiếm đạo tông một vị khác hộ pháp sứ giả, Phách Đao Thương Lôi trợ giúp. Nhưng mà, Phách Đao Thương Lôi lại nói, Diệp Thần đã rời đi thiên tuần đảo, ở sát thần thế giới. Cho nên, Hoàng lão lập tức liền chạy đến. Nhâm Phi Phàm lo lắng Diệp Thần an nguy, vậy đi theo tới đây. Còn như Tân Tinh Nhã, nàng là muốn cùng Diệp Thần cùng nhau tham gia đại lộ tranh phong, sớm ở hơn nửa tháng trước, liền đã tìm được Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, muốn thông qua bọn họ, liên lạc Diệp Thần. Bất quá thời điểm đó Diệp Thần, còn ở thiên tuần đảo trên, không cách nào liên lạc. Cho nên, bây giờ biết Diệp Thần tin tức sau đó, nàng lập tức đi theo Nhâm Phi Phàm cùng nhau tới đây. Phi thuyền phá toái hư không, cực nhanh chạy, rất mau liền trở về Thần Kiếm Đế Quốc. Trở về đến Thần Kiếm Đế Quốc sau đó, Diệp Thần liền ở trong tẩm cung nghỉ ngơi, Tân Tinh Nhã ở tại hắn cách vách, cùng trưa mai, chính là lớn đạo tranh phong chính thức bắt đầu ngày. Diệp Thần ở trong tẩm cung nghỉ ngơi một hồi, trạng thái tinh thần thật to khôi phục. Đông đông! Lúc này, bên ngoài nhưng truyền đến tiếng gõ cửa, còn có Tân Tinh Nhã thanh âm êm ái. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, ngày mai sẽ là ngày thi đấu, Tân Tinh Nhã không nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng đến tìm hắn, không biết có chuyện gì. Két. Một cái tay trắng thon thon, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh trăng chút xuống đi vào, rồi sau đó liền gặp Tân Tinh Nhã bể bước nhẹ nhàng, như chân đạp ánh trăng vậy đi vào. Diệp Thần nhìn ánh trăng ở giữa Tân Tinh Nhã, trong mắt lướt qua ánh sáng. Tân Tinh Nhã vốn là đặc biệt xinh xắn, thời khắc này nàng, lại là chuyên tâm lối ăn mặc qua, đổi lại một bộ thanh nhã màu xanh lá cây quần áo, phấn nhẹ lau, mặt mũi tựa như họa, da thịt trong suốt như ngọc, 3000 tóc xanh rủ xuống đến nàng nở nang eo tới giữa, nơi lộ ra phong vận khí chất, động lòng người hết sức. Tinh Nhã tiểu thư, có chuyện. Diệp Thần nghĩ đến ngày hôm qua mình còn ở sát thần thế giới chạy, hôm nay đã là an nhàn ở tại trong cung điện. Còn có một đại mỹ nhân ở trước mắt, không khỏi có chút như mộng như ảo. Tân Tinh Nhã cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, mặt đẹp dâng lên một chút đỏ ửng, nói, Diệp đại ca, ngày mai sẽ là tỷ thí,
ta có chuyện, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Diệp Thần nói, à, chuyện gì? Tân Tinh Nhã hít sâu một hơi, để cho tâm tình mình bình phục một ít, nói, ngươi còn nhớ mẫu thân ta sao? Diệp Thần trong lòng hơi rung, nói, nhớ. Hắn còn nhớ, Tân Tinh Nhã nương thân, bởi vì nghe Sửu Thần tên chữ, chết oan uổng. Sửu Thần tên chữ, tựa hồ mang theo loại nào đó đáng sợ nguyền rủa, ban đầu Tân gia người, phàm là đã nghe qua Sửu Thần tên chữ, ngày thứ hai toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, trạng thái chết thảm thiết, không một ngoại lệ. Tân Tinh Nhã muốn sống lại mẹ nàng, Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phù Trần, còn cam kết cầm ra cửu chuyển hoàn mệnh đan, thay sống lại, chỉ cần Tân Tinh Nhã nguyện ý gả cho hắn. Nhưng cuối cùng, viên kia cửu chuyển hoàn mệnh đan, Thanh Phù Trần nhưng là mình dùng. Sau đó, Diệp Thần lại cùng Tân Tinh Nhã cùng nhau, thông qua Thiên Đan Tháp khảo hạch. Tân Tinh Nhã vì sống lại nương thân, một mình điều nghiên cửu chuyển hoàn mệnh đan đan phương. Diệp Thần xem nàng hình dáng, muốn đến là tu luyện có hiệu quả. Tân Tinh Nhã nói, ta ở trên trời đan nhưng tháp bên trong, đã nhân sâm mài rõ ràng cửu chuyển hoàn mệnh đan phương pháp luyện chế. Luyện chế cửu chuyển hoàn mệnh đan dược liệu, trong nhà ta phần lớn cũng có thể tìm được, nhưng có một bụi dược liệu, đã tuyệt chủng, không cách nào lại tìm. Nếu như tập không đủ dược liệu, vậy cửu chuyển hoàn mệnh đan, cũng không cách nào thuận lợi luyện chế được. Diệp Thần nói, Tinh Nhã tiểu thư, ngươi là muốn gọi ta giúp ngươi tìm dược liệu. Tân Tinh Nhã gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, Diệp đại ca, ngươi trước hết nghe ta nói. Dược liệu ta muốn, kêu âm dương thần phách chi, thế gian đã sớm diệt tuyệt, nhưng ở một chỗ còn có. Chỗ đó, chính là sáu đạo sao xa giới, cũng gọi vẫn tinh thế giới, truyền thuyết là sáu đạo cổ thần rơi xuống địa phương, cũng là lần này đại lộ tranh phong, thi đấu cử hành sân chỗ. Chủ thế giới đã diệt tuyệt âm dương thần phách chi, ở vẫn tinh thế giới bên trong còn có. Nhưng, ngươi là muốn tranh đoạt vô địch, ta không dám quấy rầy ngươi. Ta chỉ muốn cầu ngươi một chuyện, làm ta hải đăng, có được hay không? Chỉ cần ta có hải đăng, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu sau đó, bỏ mặc gặp phải cái gì ma chướng, ta đều sẽ không bị lạc. Chỉ cần ta có thể giữ thanh tỉnh, ta có thể bằng vào mình lực lượng, bắt được âm dương thần phách chi. Nói xong lời cuối cùng, Tân Tinh Nhã mắt đẹp cũng là toát ra nóng bỏng kiên quyết thần sắc, lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, lúc đầu ngươi là muốn để cho ta làm ngươi hải đăng. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, ta đã từng là hải đăng, là ta nương thân, nhưng nàng đã không có ở đây. Cho nên, hôm nay ta cần một tòa mới hải đăng. Diệp đại ca, ngươi có thể làm ta hải đăng sao? Vô vô thời ý không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, phần lớn người đều cần xác lập hải đăng, bảo đảm đạo tâm của mình, không sẽ bị lạc. Lúc đầu chỉ là làm ngươi hải đăng, vậy cũng rất dễ dàng, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần cũng không do dự cái gì, rất sảng khoái đáp ứng. Có thể trở thành Mỹ thần hải đăng, hắn vậy cảm thấy vô cùng quang vinh. Tân Tinh Nhã vui vẻ nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng vừa nói, tay trắng một bên nhẹ rõ ràng la thường, tơ lụa đan thành quần áo, nước vậy từ nàng đầy đặn mà mềm mại trên người tuột xuống. Nhất thời, một cái trắng như ngọc thân thể, liền song đẹp không sứt mẻ phơi bày ở Diệp Thần trước mặt. Ở ánh trăng ánh chiếu hạ, cái này cái thân thể, lại là lộ ra kinh tâm động phách đẹp. Tinh Nhã tiểu thư, ngươi làm gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Diệp Thần trợn to hai mắt, kinh ngạc thất sắc. Hắn chân thực không nghĩ tới đối phương sẽ đến như thế vừa ra. Tân Tinh Nhã gò má đỏ ửng, lộ ra một vẻ ngượng ngùng, nói, Diệp đại ca, nếu ngươi đều là ta hải đăng, vậy chúng ta còn chưa muốn giống như trước như vậy lạnh nhạt cho thỏa đáng. Nếu là có thể thân cận một ít, ta có lẽ cũng có thể được ngươi luân hồi đại đạo ban phúc. Nàng thanh âm nhẹ như văn nột, nhưng biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Diệp Thần ngẩn ngơ, rồi sau đó cười khổ, lắc đầu liên tục nói, không được, không được, ngươi thân phận ngươi quá đặc thù, ta không thể tùy tiện dính nhân quả. Tân Tinh Nhã có lòng kích động, nói, ừ, là bởi vì là ta là Mỹ thần sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần gật đầu, lại thở dài một cái, nói, ngươi nhanh lên một chút mặc vào quần áo, ngày mai sẽ là ngày thi đấu, không cần loạn ta đạo tâm. Nếu như tầm thường cô gái, coi như cởi hết ở Diệp Thần trước mặt khiêu vũ, hắn cũng sẽ không chút nào kích động.
nhưng Tân Tinh Nhã, nhưng là mỹ thần hóa thân, nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng thấm ra kinh tâm động phách đẹp. Coi như là Diệp Thần, đối mặt ôn nhu tuyệt đẹp nàng, cũng khó mà cầm giữ. Dẫu sao, hắn là cái bình thường người đàn ông. Tân Tinh Nhã chán nản nói, sợ ta loạn ngươi đạo tâm sao? Diệp Thần cười khổ nói, ta không phải cái ý này, tóm lại, ngươi trước mặc vào quần áo nói sau. Ta có thể làm ngươi hải đăng, nhưng không cần ngươi hiến thân. Ngày mai đại lộ tranh phong, chúng ta có thể chung nhau tiến thối. Nghe Diệp Thần lời nói này, Tân Tinh Nhã an tâm rất nhiều nhiều, lúc này nhặt lên áo quần nhẹ nhàng mặc vào, gò má như cũ mang mắc cỡ đỏ ửng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nói cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Vậy, ta đi trước. Tân Tinh Nhã xoay người đi bên ngoài phòng đi tới, nhưng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lại quay đầu chạy đến Diệp Thần bên cạnh, một đôi cánh tay ngọc ôm hắn cổ, cúi người ở môi hắn trên hôn một tí. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, Tân Tinh Nhã bờ môi mềm mại và nóng bỏng. Hắn nhìn Tân Tinh Nhã ánh mắt, Tân Tinh Nhã vậy đang nhìn hắn, ánh mắt mang theo nóng bỏng, xấu hổ, thấp thỏm, bức xúc cùng ý, rồi sau đó thẹn thùng chạy ra, rất nhanh rời đi gian phòng, biến mất ở màn đêm ánh trăng bên trong. Diệp Thần sờ một cái bị hôn qua môi, có chút bật cười khanh khách, trong lòng lại xông lên một hồi nhiệt huyết. Âm dương thần phách chi sao? Ta sẽ giúp ngươi tìm được. Sáng sớm hôm sau, đại lộ tranh phong bắt đầu ngày, rốt cục thì đến. Ngày này, vô vô thời y không chủ thế giới, có vô số nhân vật, đi vẫn tinh thế giới chạy tới. Đạo Tông đã công bố vẫn tinh thế giới tọa độ, rất nhiều thiên cơ nhân quả, vậy đi theo từng cái hiển lộ. Vậy phiến vẫn tinh thế giới, là sáu đạo cổ thần đất chôn xương. Mà sáu đạo cổ thần, là thời kỳ viễn cổ, vô cùng cường đại sáu vị thần linh. Bọn họ truyền thuyết dấu vết, thế gian đã sớm không còn tồn tại, đám người bắt thiên cơ, chỉ biết là một chuyện. Đó chính là nói, cái này sáu vị cổ thần, cũng từng đích thân xem qua Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế quyết chiến. Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, năm đó quyết chiến thời điểm, tản ra một chút chiến đấu dư âm, cũng đủ để nghiền diệt Thiên Đế. Nhưng, vậy sáu đạo cổ thần, nhưng là khoảng cách gần xem cuộc chiến, không có bị tổn thương chút nào, có thể gặp bọn họ thực lực cường hãn. Đồng thời, đám người vậy cảm giác được, một kiện đáng sợ sự việc. Đó chính là, cái gọi là Thiên Đế cảnh, cũng không phải là tu luyện cực hạn. Thậm chí là siêu phẩm Thiên Đế, đều không phải là cực hạn. Hoặc là nói, những thứ này cảnh giới cực hạn, chỉ là người định cực hạn. Chân chính tới cảnh giới cao, không phải là người định, không cách nào dùng lời nói đi miêu tả. Đó là siêu thiên trên cảnh giới, bất kể là dùng thực tế ngôn ngữ, vẫn là không không thế giới ngôn ngữ, đều không cách nào đi miêu tả cái cảnh giới kia mạnh mẽ, là một cái không thể nói cảnh. Mọi người đem Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, định là siêu phẩm Thiên Đế, thật ra thì không quá chính xác thực. Cái này là mọi người để cho tiện hiểu, định nghĩa cảnh giới thôi. Đỉnh cấp thời điểm Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, thực lực vượt ra khỏi chư thiên tưởng tượng của mọi người, cuối cùng vô vô thời y không quy luật lời nói, cũng không cách nào chân chính miêu tả bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ cảnh giới, là không thể nói cảnh. Còn như sáu đạo cổ thần, vậy sáu vị xem cuộc chiến các thần linh, bọn họ thực lực cảnh giới, rốt cuộc như thế nào, đã không cách nào dò thám biết, nhưng sẽ không so Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, kém đi nơi nào. Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao độc thủ dược thần biết nói, cho dù là đỉnh cấp thời điểm hắn, cũng không ngăn nổi thiên đấu sát thần nhất niệm. Độc thủ dược thần đỉnh cấp thời điểm, có thể nói là nhất lưu thiên đế, nhưng cũng chỉ là đứng ở người là định nghĩa cảnh giới trong phạm vi. Mà thiên đấu sát thần, có thể đã mò tới không thể nói cảnh. Loại cảnh giới này mạnh mẽ, cường đại đến không thể nói, không cách nào tưởng tượng. Coi như thiên đấu sát thần đã chết, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, núp ở luân hồi mộ địa bên trong, hắn đều không thể tùy tiện thức tỉnh hiện thân. Nếu không, hắn khí tức cường đại, rất có thể sẽ nghiền bạo Diệp Thần, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Đang cảm giác đến sáu đạo cổ thần nhân quả sau đó, toàn bộ vô vô thời ý không, hoàn toàn rung động. Phần lớn người, vẫn là lần đầu tiên biết, lúc đầu còn có lớn mạnh như vậy cảnh giới kia mạnh mẽ, đảm nhiệm hàng ngôn tiếng nói đều không cách nào chính xác miêu tả. Thiên địa tạo hóa cực hạn, chính là không thể nói cảnh, không có so cảnh giới này, cường đại hơn tồn tại. Vô số người chào hướng vẫn tinh thế giới,
muốn đích thân tới cảm thụ sáu đạo cổ thần mạnh mẽ. Từng chiếc phi thuyền, hướng Vẫn Tinh thế giới bay đi. Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, Nhâm Phi Phàm, ngồi trước Hoang Lão phi thuyền, bay về phía Vẫn Tinh thế giới. Ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, là Kiếm Tử Tiên Trần phi thuyền. Kiếm Tử Tiên Trần và Thiên Nữ, đều ở đây trên phi thuyền mặt. Thấy Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn hình dáng, Kiếm Tử Tiên Trần sắc mặt trước đó chưa từng có khó khăn xem. Hắn muốn đem Diệp Thần, phong tỏa ở Thiên Tuần Đảo, nhưng cái kế hoạch này, nhưng là hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Diệp Thần, sớm à. Nhưng mà, Thiên Nữ nhưng là một bộ hiền hòa hình dáng, khóe miệng mang ôn hú nụ cười, hướng Diệp Thần lên tiếng chào. Sớm. Diệp Thần cười đáp lại. Thiên Nữ cười nói, nếu ngươi từ Thiên Tuần Đảo đi ra, vậy lần này tranh phong thi đấu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, bắt được hạng nhất. Diệp Thần nghe Thiên Nữ nguyên khí tràn đầy ý chí chiến đấu lời nói, luôn cảm giác không quá chân thực, xem là mộng ảo vậy, cười một tiếng cũng không nói lời nào. Thiên Nữ trước kia chém hết, hiện tại coi như cầm hắn xem đối nghịch tay, cũng không có trước kia ân oán tình cừu, chỉ là bình thường cạnh tranh. Kiếm Tử Tiên Trần hừ một tiếng, ánh mắt liếc về hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta để cho ngươi ở lại Thiên Tuần Đảo, là cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lén chạy ra ngoài, vậy thì không trách ta. Dừng một chút, hắn hướng trời nữ nói, cô bé, nhớ lời ta, liên lạc những thiên tài khác, cùng bắt đầu tranh tài sau đó, thủ trước hết giết thằng nhóc này. Hắn ngay trước Diệp Thần mặt, trực tiếp cởi trần sát ý, không chút nào tránh kỵ. Thiên Nữ vừa không đáp ứng, vậy không kháng cự, nói, sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Hoàng lão cười hắc hắc, nói, vậy thì đi nhìn đi, xem ai có thể đoạt cúp. Hắn không nói nhảm nữa, tăng nhanh thúc giục phi thuyền, đi Vẫn Tinh thế giới bay đi. Nhâm Phi Phàm suy tính chốc lát, mở miệng nói, Thiên Nữ là cái uy hiếp, Diệp Thần, người không muốn một mình tác chiến, tu được liên hiệp đồng minh. Tân Tinh Nhã đứng ra, nói ta gặp mặt Diệp đại ca cùng nhau. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, đa tạ, Tân tiểu thư. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại nhìn hướng Diệp Thần nói, cùng bắt đầu tranh tài sau đó, nhớ liên lạc Hàn Diễm, hắn đã trở về. Hắn dẫu sao là kiếm ma chuyển thế, có thể trở thành ngươi trợ lực, giúp ngươi nghịch chuyển 10 phần chết chắc vận mệnh. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, nói, Hàn Diễm trở về. Trước đây Hàn Diễm nhập ma, hoàn toàn bị lạc, Diệp Thần vì tìm hắn, còn đặc biệt chạy đi hướng Đông Phương Sóc bói quẻ. Đông Phương Sóc lại nói, Hàn Diễm sẽ không có cái gì đáng ngại, ngược lại có thể nhân họa đắc phúc, lấy được cơ duyên gì. Hiện tại, Nhâm Phi Phàm nói Hàn Diễm đã trở về, vậy muốn đến là không việc gì. Nhâm Phi Phàm nói, ta nhận được Thiên Đao gia tộc tin tức, Hàn Diễm từ một cái kêu là Quang Minh nguyên giới địa phương trở về, hắn bị Quang Minh thần tộc cứu, đã khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần nói, Quang Minh nguyên giới, Quang Minh thần tộc. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, vậy Quang Minh thần tộc, là Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ, gìn giữ có chế tạo Quang Minh lòng nguyên vẹn bản vẽ, nội tình 10 phần thâm hậu, bất quá rất ít cùng ngoại giới lui tới, khá là thần bí. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, nói, nguyên lai là Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ sao? Trước đây, Đạo Tông Bát Tổ bên trong Mạc Kim Lão Tổ, đã từng nói, cùng tranh phong thi đấu sau đó, sẽ mang Diệp Thần đi gặp Quang Thần Thiên Tôn một chi hậu duệ, lấy được chế tạo Quang Minh lòng bản vẽ. Vậy Quang Minh chi tâm, là Diệp Thần phá bóng tối chỗ mấu chốt, hắn muốn chế tạo nguyên vẹn, bản vẽ tất không thể thiếu. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, vậy Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ, Quang Minh thần tộc, hắn còn không gặp phải, Hàn Diễm trước hết gặp, thậm chí lấy được cứu. Hàn đệ vận khí thật đúng là tốt, lại lấy được Quang Minh thần tộc cứu. Diệp Thần nói. Nhâm Phi Phàm nhưng mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, không, Đao Thiên Đế nói, Hàn Diễm đúng là lấy được một ít cơ duyên, nhưng sau lưng vậy cất giấu mối họa, không dễ giải quyết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói cái gì mối họa? Nhâm Phi Phàm nói, ngươi tạm thời không cần lo lắng, lần này tranh phong thi đấu, vậy mối họa còn không sẽ bùng nổ, ngươi cùng Hàn Diễm liên thủ, hơn nữa Tân tiểu thư, đủ để đối kháng cái khác địch nhân. Diệp Thần nói, ừ. Còn có ta. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo, từ Diệp Thần phía sau truyền tới. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng sau khi thấy mới có một chiếc phi thuyền lái tới, trên phi thuyền mặt người,
lại là Thanh Sam Thiên Hải và Thanh Sam Ngạn. Luân hồi chi chủ, hơn nữa ta làm đồng minh của ngươi. Thanh Sam Ngạn cười nói. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, nói, Thanh Sam huynh, ngươi từ Thiên Tuần đảo đi ra. Thanh Sam Xuất Ngạn gật đầu nói, ừ, ngươi rời đi sau đó, kiếm tử Tiên Trần gặp ngươi chạy, sấm sét giận dữ, nhưng cũng không thể thế nào. Ngươi nếu đi, lại ngăn khóa Thiên Tuần đảo, vậy không ý nghĩa, hắn liền giải khai liền phong tỏa, năm đuôi vậy chộp được, hắn cung phụng cho thẩm phán chủ, tiến cử Hoa Tổ làm chủ trọng tài. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Hoa Tổ muốn làm chủ trọng tài sao? Thanh Sam Ngạn nói, đúng vậy, tin tức này còn không công bố, nhưng ta tối hôm qua đã nhận được tình báo, không có sai. Đại chủ tể Rồng Thần thấy đầu không thấy đuôi, tùy tiện sẽ không lộ mặt, đạo tông nồng cốt quyết sách, giống như là giao cho thẩm phán chủ xử lý. Lần này đại lộ tranh phong, cũng là thẩm phán chủ trì, phỏng đoán ở trước khi bắt đầu tranh tài, nàng liền sẽ công bố chủ trọng tài thí sinh, chính là Hoa Tổ. Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, nếu là Hoa Tổ làm chủ trọng tài, vậy đối với chúng ta có thể to lắm lớn bất lợi. Thanh Sam Ngạn nói, đúng vậy, hôm nay cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Hoàng lão hừ một tiếng, nói, lúc đầu kiếm tử Tiên Trần lão đầu kia, lại vẫn hướng thẩm phán chủ, tiến cử Hoa Tổ, cái này nói rõ là muốn nhằm vào chúng ta à. Vốn là, lần này tranh phong thi đấu chủ trọng tài, chính là Hoàng lão. Nhưng, Hoàng lão trước đây nhúng tay Diệp Thần và Hoa Tổ ân oán, đem Diệp Thần từ Mạn Đà trong sơn trang cứu ra, đã hư đạo tông quy củ, bị rút lui hết chủ trọng tài thân phận. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng chủ trọng tài quyền bính, lại có thể rơi xuống Hoa Tổ trong tay. Nhâm Phi Phàm ngược lại là bình tĩnh, nói, bỏ mặc ai làm chủ trọng tài, hết sức thi đấu là được. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, chỉ cần mình đường đường tránh tránh, sẽ không sợ Hoa Tổ nhằm vào. Ước chừng sau nửa giờ, Hoàng lão phi thuyền, xuyên qua trùng trùng hư không, bình phong che chở, ngân hà, cấm chế tinh bích, bị lạc khu vực, rốt cục thì đi tới Vẫn Tinh thế giới. Coi như là Hoàng lão và Nhâm Phi Phàm, loại cấp bậc này cường giả, lịch duyệt vô số, cũng là lần đầu tiên bước vào Vẫn Tinh thế giới. Đây là một cái vô cùng thế giới thần bí, là ngày xưa sáu đạo cổ thần rơi xuống địa phương, trước kia đều bị đại chủ tể che giấu, cho tới hôm nay công bố tọa độ, làm là đại đạo tranh phong nơi so tài. Cái này phiến Vẫn Tinh thế giới, lãnh thổ vô biên vô tận, minh mông, vật hoa thiên bảo, long quang ngất trời, sản vật phong phú, khắp nơi phơi bày ra phồn hoa sức sống, có rất nhiều ngoại giới không có dược liệu, quáng vật vân. Vân, sáu đạo cổ thần chết đi, bọn họ hài cốt, tàn lưu lại chất dinh dưỡng, bồi bổ ra Vẫn Tinh thế giới sầm uất. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, đạo tông có rất nhiều tài nguyên tài bảo, đều là đại chủ tể trực tiếp từ Vẫn Tinh thế giới điều lấy. Cái thế giới này, có thể nói là đại chủ tể bảo khố. Hơn nữa còn là chỉ có hắn một cái người biết bảo khố. Hôm nay, đại chủ tể mở cửa Vẫn Tinh thế giới, dùng làm nơi so tài, cũng không người nào biết hắn mưu đồ. Cho dù đến ngày hôm nay bắt đầu tranh tài, đại chủ tể đều không từng lộ mặt. Hoặc là nói, đại chủ tể thực lực quá mạnh mẽ, hắn khẳng định chỉ ít mò tới không thể nói cảnh ngưỡng cửa. Hắn nếu là hiện thân, chỉ là trên người hắn ẩn chứa đáng sợ khí thế, cũng đủ để đem thượng vị thần trở xuống tồn tại, toàn bộ động chết. Ở mấy cái đón khách trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần, Hoàng lão, Nhâm Phi Phàm, Tân Tinh Nhã, Thanh Sam Ngạn đoàn người, đi tới một phiến to lớn lộ thiên trên quảng trường. Cái này phiến quảng trường 10 phần rộng rãi, để từng tờ một ghế ngồi, trong hư không lơ lửng tầng tầng màu vàng thạch đài, bất kể là trên đất ghế ngồi, vẫn là không trung thạch đài, đều ngồi đầy đứng đầy người. Các phương xem cuộc so tài khách mời, tuyển thủ dự thi, lục tục đến, tình cảnh đặc biệt náo nhiệt. Chàng này đại lộ tranh phong, có thể nói là ngày hôm nay toàn bộ vô thời ý không, long trọng nhất thịnh thế, cho nên chư thiên người có mặt mũi, cũng đi tới hiện trường. Đại chủ tể chú trọng kiêm dung cũng bao, không bài xích bất kỳ tư tưởng phái đừng, ngoại giới thế thành nước lửa đối lập tông phái, ở hắn trong mắt, đều có thể bao dung. Cho nên, Diệp Thần thấy được rất nhiều trận doanh nhân vật, đều ở đây trên quảng trường. Đầu tiên, Diệp Thần thấy được Thiên Khư Thần Điện. Thiên Khư Thần Điện tới rất nhiều người, hộ pháp Dạ Xoa, cao tầng trưởng lão, lớn Chu gia tộc và Hùng Bá gia tộc, tất cả loại nhân vật lớn đều tới. Diệp Thần thấy được hồi lâu không thấy Vũ Hoàng Cổ Đế.
Vũ Hoàng Cổ Đế đang ngồi ngay ngắn ở một tấm hoàng kim bảo chỗ ngồi, hắn chỉa vào một gương mặt người chết, cả người thiên đế khí tràn ngập, thấm ra một cổ quỷ dị âm tà hơi thở. Thân thể này, không phải hắn thân thể, là đà đế cổ thần thân thể. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, nội tâm âm thầm cục cục. Hắn biết, tại Đại Chu gia tộc dưới sự an bài, Vũ Hoàng Cổ Đế và đà đế cổ thần, đã hợp hai là một. Dung hợp sau thân thể, chủ yếu là đà đế cổ thần thân thể, như cũ có cao cấp thiên đế thực lực, nhưng tinh thần tư tưởng, lại trở thành Vũ Hoàng Cổ Đế mình tư tưởng. Lớn Chu gia tộc như vậy an bài, là muốn đem Vũ Hoàng Cổ Đế biến thành con rối, thuận lợi điều khiển. Giờ phút này, lớn Chu gia tộc nắm giữ Chu Mục Thần, đang đứng ở Vũ Hoàng Cổ Đế phía sau, một bộ xuôi tay khiêm nhường khiêm tốn hình dáng. Và thiên đế tà khí vòng quanh Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, Chu Mục Thần lộ vẻ được thu liễm rất nhiều, một bộ không hiện núi, không lọt nước hình dáng. Nhưng Diệp Thần biết, người này cực kỳ khủng bố, thậm chí năm đó đà đế cổ thần, liền chủ yếu là hắn chế tạo ra. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt lướt qua một chút che lấp, nhưng chợt liền nghiêng đầu đi, không cùng Diệp Thần đối mặt. Ban đầu ở thế giới hiện thật thời điểm, hắn thua ở Diệp Thần dưới quyền, coi như hôm nay đi tới vô vô thời ý không, dung hợp đà đế cổ thần thân thể, cũng bất quá là thành lớn Chu gia tộc con rối, không cách nào có được tự do, nơi nào có Diệp Thần như thế tự nhiên. Diệp Thần có thể nhìn ra, Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định là không cam lòng bị thao túng, hắn dẫu sao là đã từng đỉnh thiên lập địa cường giả, làm sao có thể cam tâm khuất phục dưới người. Chỉ bất quá, hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng là không có thoát khỏi lớn Chu gia tộc nắm trong tay cơ hội. Đứng ở Vũ Hoàng Cổ Đế phía sau Chu Mục Thần, giống vậy cảm giác được Diệp Thần ánh mắt. Chu Mục Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫy vẫy tay, một người thanh niên người đi tới hắn bên người. Thanh niên kia người chính là Chu Võ Hoàng, thần mộ bảng xếp hạng thứ nhất. Diệp Thần thấy Chu Võ Hoàng hình dáng, so với trước kia trầm ổn không thiếu, từ thiếu niên người biến thành thanh niên, điều này đại biểu hắn thực lực, lại cường đại mấy phần. Đỉnh cấp thời điểm Chu Võ Hoàng, nhưng mà thiên đế cảnh cao thủ, chỉ là sau đó từ chém tu vi, mới đánh rơi đến thần đạo cảnh. Hắn là lần này đại lộ tranh phong, nhất là hấp dẫn đoạt cúp thí sinh, dẫu sao hắn đã từng, chính là trời đế, bất kể là tu vi nội tình, quy luật nắm trong tay, thần thông tạo hóa, cũng so với người thường lợi hại quá nhiều. Chu Mục Thần ở Chu Võ Hoàng bên tai, dì tai mấy câu, thấp giọng giao phó chút gì. Chu Võ Hoàng gật đầu, trong mắt mang một chút hung hãn, bắn về phía Diệp Thần, lộ ra vẻ lãnh khốc nụ cười. Diệp Thần diễn cảm rửng rưng, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một chỗ khác treo lơ lửng trên không trung trên thạch đài. Đó là ngoại thần liên minh trận doanh, lấy Hồng Quân lão tổ cầm đầu. Lần này đại lộ tranh phong, Hồng Quân lão tổ tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua. Thiên đế thần nguyên chân quý như vậy, hắn không thể nào tùy tiện để cho Diệp Thần bắt lại. Để cho Diệp Thần bất ngờ, chính là Hồng Quân lão tổ bên người, đứng một bóng người quen thuộc cô gái. Bùi Vũ Hàm, nàng làm sao ở Hồng Quân lão tổ bên người? Diệp Thần thấy Bùi Vũ Hàm, nhất thời rất giật mình. Trước đây, Bùi Vũ Hàm vì né tránh cổ tinh môn đuổi giết, cũng vì tu luyện chui luyện, truy tìm trí nhớ của kiếp trước, nàng tạm biệt Diệp Thần, đi rừng rậm bóng tối. Nhưng Diệp Thần không nghĩ tới, thời khắc này Bùi Vũ Hàm lại có thể ở Hồng Quân lão tổ bên người. Chẳng lẽ, nàng từ rừng rậm bóng tối sau khi ra, liền đầu phục Hồng Quân lão tổ? Bùi Vũ Hàm thấy Diệp Thần đang nhìn mình, thân thể mềm mại hơi run run một tí, thấp giọng hướng Hồng Quân lão tổ xin phép mấy câu. Hồng Quân lão tổ nhìn Diệp Thần một mắt, diễn cảm phức tạp, gật đầu một cái. Bùi Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên trời bay xuống xuống, đi tới Diệp Thần bên người. Luân hồi chi chủ. Bùi Vũ Hàm nhẹ nhàng kêu gọi, diễn cảm hơi có vẻ bức xúc. Diệp Thần cười nói, ngươi hẳn kêu ta chủ nhân. Dựa theo ước định, ở tương lai ngàn năm trong thời gian, Bùi Vũ Hàm đều là Diệp Thần nữ tỳ. Chính nàng có lẽ ử thề qua, cho dù trí nhớ kiếp trước tỉnh lại, vậy tuyệt không cùng Diệp Thần là địch. Bùi Vũ Hàm nhìn xem Diệp Thần sau lưng, Hoang Lão, Nhâm Phi Phàm, Thanh Sam Ngạn các người, mười phần quẫn bách, nhưng vẫn là cúi đầu kêu lên, ừ, chủ nhân. Diệp Thần cười một tiếng, nói, được rồi. Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Rồi sau đó, hắn lại nghiêm nghị hỏi, ngươi đầu phục Hồng Quân lão tổ.
Luân hồi trận doanh cùng Hồng Quân lão tổ trận doanh, tồn tại to lớn mâu thuẫn, Bùi Vũ Hàm là Diệp Thần nữ tỳ, nếu là đầu phục Hồng Quân, vậy ngang hàng là phản bội. Không, không phải. Bùi Vũ Hàm hoảng vội vàng giải thích, nói thật ra thì là như vậy, chủ nhân. Ta trước đi rừng rậm bóng tối, không ngừng lịch luyện, trí nhớ kiếp trước thật giống như có thức tỉnh dấu hiệu. Nhớ thức tỉnh ký ức lúc đó, ta đầu biến dạng vậy đau đớn, bị ma vật thừa dịp hư mà vào, thiếu chút nữa thì bị giết chết, thật may cuối cùng là Hồng Quân lão tổ hạ xuống cứu ta. Ta biết, hắn là người kẻ địch, ta tự nhiên sẽ không bỏ cho dựa vào hắn. Bất quá, ta thiếu hắn một mạng, phần này nhân quả, dù sao phải trả nợ. Diệp Thần nói, vậy ngươi dự định như thế nào trả nợ? Bùi Vũ Hàm nói, hắn ủy thác ta ở Vẫn Tinh thế giới, giúp hắn tìm ít đồ. Hắn tựa hồ đã sớm biết, đại lộ tranh phong nơi so tài, chính là Vẫn Tinh thế giới. Hơn nữa, sau đạo cổ thần truyền thuyết, hắn cũng là đã sớm biết. Diệp Thần ga một tiếng, mười phần bất ngờ, trong đầu nghĩ Hồng Quân lão tổ, quả nhiên lợi hại, lại còn biết Vẫn Tinh thế giới và sáu đạo cổ thần truyền thuyết. Hắn muốn gọi ngươi tìm thứ gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Bùi Vũ Hàm lộ ra biểu tình khổ sở, nói, hắn kêu ta giữ bí mật, chủ nhân, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt vô địch. Diệp Thần gặp Bùi Vũ Hàm khắp nơi bức xúc bộ dáng bất an, không khỏi cười một tí, nói, ngươi trí nhớ của kiếp trước, còn không thức tỉnh chứ. Bùi Vũ Hàm nắm vạt áo, vẫn là rất khẩn trương hình dáng. Nói thức tỉnh một ít, Hồng Quân lão tổ vậy nói cho ta kiếp trước chính là tử thần giáo đoàn ma nữ. Nhưng, những ký ức này, đối ta lại nói, hình như là mây khói vậy mờ ảo tồn tại, không đoán được. Trí nhớ của kiếp trước, đối ta lại nói, thật giống như là của người khác câu chuyện. Diệp Thần một hồi bất ngờ, lại cười nói, lúc đầu ngươi đã thức tỉnh, vậy ngươi hận ta sao? Bùi Vũ Hàm lật đật khoát tay, nói, không hận, không hận. Chuyện đã qua, cũng đã qua. Chủ nhân, người đối với ta rất tốt, ta cũng nhớ. Ta dự định cùng đại lộ tranh phong sau khi kết thúc, đi trở về rừng rậm bóng tối ẩn cư, sau này thì vĩnh viễn cùng sáu đuôi sống chung một chỗ, lại cũng không ra ngoài, cũng không để ý tới nữa thế tục phân tranh. Diệp Thần nghe được nàng nói đến sáu đuôi, ánh mắt nhất thời động một cái, nói cái gì sáu đuôi, là đuôi thú. Bùi Vũ Hàm nói, ừ. Ta ở rừng rậm bóng tối bên trong, gặp một đầu đuôi thú, chính là sáu đuôi, đã có thể hóa hình, là một cái 13-14 tuổi cô bé hình dáng. Nàng chân thân, là một đầu sáu đuôi thiên cẩu, ở rừng rậm bóng tối bên trong, giúp qua ta rất nhiều lần, chúng ta là bạn rất thân. Nàng nói lần này đại lộ tranh phong, nàng vậy sẽ tới tham gia thi đấu, nhưng hơn phân nửa là nói đùa sao. Cùng tranh tài kết thúc, ta sẽ trở về rừng rậm tìm nàng. Diệp Thần nói, ừ, rất tốt, ngươi không cùng ta là địch, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Xem ở võ tổ mặt mũi, Diệp Thần cũng không muốn giết Bùi Vũ Hàm, nếu như nàng có thể trở về đến trong rừng rậm ẩn cư, vậy dĩ nhiên là cực tốt sự việc. Bùi Vũ Hàm gật đầu, muốn nói thêm gì nữa, nhưng nàng diễn cảm đột nhiên đọng lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, thật giống như thấy được vật gì đáng sợ. Diệp Thần dọc theo nàng ánh mắt nhìn, liền thấy một chiếc phi thuyền. Từ chân trời phương xa bay tới. Đó là cổ tinh môn phi thuyền. Trên phi thuyền mặt, đứng rất nhiều cổ tinh môn đệ tử. Cầm đầu, là ba tôn cường đại thiên đế cao thủ. Ở giữa một người, tóc trắng bù xù, gương mặt mang mãi mãi lạnh lùng và chết lặng, ánh mắt cũng giống như là tử vong vậy chết lặng, tựa như chư thiên vạn giới, không có bất kỳ vật gì, có thể kích động hắn tâm cảnh. Hắn tinh xích trên người, triển lộ ra pho tượng hoàn mỹ bắp thịt đường cong. Sau lưng xương bả vai có hai căn cốt gai, nhọn gai chảy ra vượt trội, sắc bén như đao, đón mặt trời hiện lên lạnh lùng vệt trắng sáng bóng. Chính là cốt thiên đế. Ở cốt thiên đế bên trái, là một cái tóc muối tiêu áo bảo cho thiên đế chí tôn, tóc bạc mặt hồng hào, da sáng bóng, nhưng nhìn kỹ lại mà nói, là có thể thấy hắn ánh mắt, tràn đầy hỗn loạn dơ bẩn, đặc biệt đục ngầu, lại thấm ra một chút quỷ dị. Bùi Vũ Hàm thấy cái này tóc muối tiêu áo bảo cho thiên đế chí tôn, thân thể liền cứng ngắc được lợi hại, đặc biệt sợ. Diệp Thần từ Bùi Vũ Hàm diễn cảm, cũng biết cái đó thiên đế chí tôn, chính là cổ tinh môn năm đại thiên đế bên trong ban thiên đế. Trước đây, Bùi Vũ Hàm gặp phải ban thiên đế đệ tử đuổi giết, đạo tâm gặp ma ban thiên lão quyết ăn mòn,
rơi vào sợ hãi tan vỡ chi địa. Cho nên, nàng bây giờ thấy Ban Thiên Đế bóng người, sâu trong nội tâm sợ hãi, liền bị thức tỉnh. Không có chuyện gì. Diệp Thần nhẹ đánh một tí Bùi Vũ Hàm đầu vai, nơi này là tranh phong thi đấu nơi so tài, không cho phép đấu nhau. Thế lực khắp nơi, coi như có thâm cửu đại hận gì, cũng không thể ở chỗ này làm khó dễ. Cho nên, coi như Ban Thiên Đế đích thân tới, Bùi Vũ Hàm vậy không cần phải sợ chút gì. Bùi Vũ Hàm quay đầu lại, nhẹ khẽ gật đầu, trạng thái tinh thần tốt hơn chút. Diệp Thần ánh mắt híp lại, tiếp tục nhìn về cổ tinh môn phi thuyền. Trừ Cốt Thiên Đế và Ban Thiên Đế bên ngoài, thuyền thủ bên trên, còn đứng một cái ông già, cả người đóng đầy rắn độc, cả người thật giống như đều là do từng cái rắn độc cấu trúc lên, thân thể từ đầu đến chân cũng hiện ra khí tức quỷ dị. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là năm đại thiên đế bên trong rắn thiên đế. Cổ tinh môn năm đại thiên đế bên trong, Vũ Thiên Đế bị giết, phần lớn thời gian tuyến đều bị nghiền diệt, có thể nói là thành phế nhân. Còn dư lại bốn vị thiên đế, lại có thể tới ba cái, có thể gặp cổ tinh môn đối chàng này tranh phong thi đấu coi trọng. Cốt Thiên Đế, Rắn Thiên Đế, Ban Thiên Đế ba người, dưới quyền tất cả có thiên tài cường giả, chuẩn bị tham dự vào chàng này thi đấu bên trong. Nhâm huynh, Luân Hồi Chi Chủ, thật lâu không gặp. Ta có một người, muốn cho các người xem. Cốt Thiên Đế ánh mắt nhìn xuống đi xuống, thấy được Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, ôn hú mỉm cười lên tiếng chào. Xem Cốt Thiên Đế bề ngoài hiền hòa hình dáng, người không biết, còn lấy là hắn và Diệp Thần, có giao tình gì. Ở Cốt Hình Thiên Đế đánh xong gọi sau đó, hắn hậu phương mấy tên vệ binh, từ trong khoang thuyền áp giải một người đi ra. Đó là một tên tù phạm, đầu bù xù mặt dơ bẩn, trên mình mang gông xiềng, nhưng thân hình to lớn, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không cúi đầu cùng khuất phục. Diệp Thần vừa nhìn thấy tù phạm kia, nhất thời kinh hãi. Kêu lên, võ tổ sư tôn. Tù phạm kia chính là võ tổ. Theo hắn biết, võ tổ bị kẹt ở cổ tinh môn một cái trong cấm địa, tương tự tôn di bị kẹt ở trên trời ma tinh biển, tuy bị tù khốn, nhưng cũng không có bị chân chính bắt, còn có trình độ nhất định tự do. Hiện tại, Diệp Thần thấy võ tổ người khoác không xiềng, đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng, trong lòng dĩ nhiên là kinh ngạc, chỉ cho rằng hắn đã chân chính bị bắt. Cốt Thiên Đế phất tay một cái. Vậy mấy tên vệ binh, lại đem võ tổ áp giải đi. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, ngươi là muốn cầm võ tổ làm con tin. Cốt Thiên Đế cười nói, không dám, ta chỉ biết là các ngươi lo lắng võ tổ, cho nên liền mang hắn tới đây, cho các người xem. Hắn ở ta nơi này ăn ngon tốt ở, các ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của hắn. Lời nói này nói được bình tĩnh, nhưng Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là người thông minh. Bọn họ có thể nghe ra Cốt Thiên Đế lời nói sau lưng uy hiếp ý. Tranh phong thi đấu hạng nhất, cổ tinh môn hiển nhiên cũng là chí ở tất được. Nếu như Diệp Thần dám tranh đoạt, vậy Cốt Thiên Đế khẳng định sẽ tổn thương võ tổ, nói rõ là cầm võ tổ làm con tin, chỉ là ở đạo tông trên địa bàn, không có nói rõ thôi. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng. Đó không phải là chân trời chân thân. Đột nhiên, Bùi Vũ Hàm mở miệng lên tiếng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cốt Thiên Đế, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy ngụy trang. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một tí. Bùi Vũ Hàm nói, đó không phải là chân trời chân thân, chỉ là chân trời một cái tóc biến thành. Bọn họ không có bắt được chân trời, bất quá là cướp đoạt đến một cái tóc thôi. Dừng một chút, nàng lại ai yêu một tiếng thét kinh hãi, lẩm bẩm nói. Ta làm sao dám gọi Thiên Chiêu Võ Thần tên thật, đúng rồi. Ta kiếp trước trung tình tại hắn, sau đó lại bởi vì yêu sinh hận, thật là oan nghiệt. Võ tổ, lại kêu Thiên Chiêu Võ Thần, tên thật kêu Võ Thiên Nhai. Vào giờ khắc này, Bùi Vũ Hàm cảm thấy trí nhớ của kiếp trước, như sơn hô hải khiếu vậy vọt tới, đầu một hồi đau nhức. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, đều là lấy làm kinh hãi. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, lúc đầu vậy chỉ là võ tổ tóc hóa thân sao. Cốt Thiên Đế. Ngươi thiên cơ che giấu rất khá, lại có thể liền ta cũng lừa gạt được. Coi như là Nhâm Phi Phàm, mới vừa cũng không có phát hiện khác thường, Cốt Thiên Đế nhất định là hao tốn nhiều tâm huyết cùng giá phải trả, che giấu thiên cơ. Nhưng, hắn có thể lừa gạt được người ngoài, nhưng không giấu giếm được Bùi Vũ Hàm. Bởi vì, Bùi Vũ Hàm kiếp trước chính là ma nữ, cùng võ tổ quan hệ quá mật thiết.
Võ tổ khí tức trên người, cho dù là một cái cọng tóc thật nhỏ khác biệt, nàng đều có thể phân biệt rõ ràng. Thiên cơ điểm phá, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, lúc này đều biết mới vừa cái đó võ tổ, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tóc phân thân. Võ tổ chân thân, còn cất giấu, cũng không có bị cổ tinh môn bắt. Cốt thiên đế âm mưu bại lộ, định lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Thần kế hoạch, lúc này rơi vào khoảng không, không khỏi được thốt nhiên giận dữ, hướng về phía Bùi Vũ Hàm quát lên. Ma nữ, dám xấu xa ta chuyện tốt, tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là không để ý thân phận, cũng không lo đạo tông quy củ, ngang nhiên ra tay, một căn cốt mâu ở trong tay hội tụ mà thành, suy đích một tiếng, từ trời cao bay ném ra, hung hăng hướng Bùi Vũ Hàm bắn tới, phải đem nàng đánh chết. Cái này một căn cốt mâu, sát phạt ác liệt, vô cùng hung hãn. Trên quảng trường rất nhiều các tân khách, đều là kinh hãi. Bởi vì cho tới bây giờ không có ai, dám ở đại lộ tranh phong nơi so tài trên ra tay, đây quả thực là ở xúc phạm và khiêu chiến nói tông uy nghiêm. Cốt thiên đế là cái đầu tiên. Rắc rắc. Nhưng mà, hắn cốt mâu, còn không bắn tới Bùi Vũ Hàm trên mình, liền có một đạo thần quang, như đao kiếm vậy phá không tới, ra sau tới trước, trực tiếp đem cốt mâu chặt đứt. Ùm ùm. Phía sau, một chiếc to lớn phi thuyền, lôi cuốn kinh thiên khí lưu lái tới. Đó là đạo tông phi thuyền. Rất nhiều đạo tông đại nhân vật, cũng đứng ở trên phi thuyền mặt. Hoa tổ, phù tổ, mạc kim lão tổ, binh tổ, huyết đao tà tổ vân. Vân. Còn có đạo tông tự mình mời tới khách quý, như nham thần thiên tôn đế cản khôn, thủy thần thiên tôn lạc thanh ly, lôi thần thiên tôn ân làm thật vân. Vân, cũng ở trên thuyền. Đứng ở đầu thuyền, nhưng là một người mặc màu xanh nhạt tao nhã váy cô gái. Nàng thân hình cao gầy, giữ lại màu trắng nhạt mái tóc dài, da thịt trắng nõn, có thiếu nữ khuôn mặt cùng dáng vẻ, nhưng diễn cảm nhưng đặc biệt nghiêm túc, một chút không qua loa, kim màu nâu trong con ngươi mặt, tựa hồ vĩnh viễn mang theo vững chắc bình tĩnh uy nghiêm, cùng thiếu nữ bề ngoài hoàn toàn không cùng. Mới vừa chính là nàng ra tay, một đạo thần quang, chặt đứt cốt thiên đế cốt mâu. Thiên pháp lộ tháng. Cốt thiên đế thấy cô gái kia, gương mặt đột nhiên biến sắc, thân thể lại là run rẩy, hiện ra to lớn dè chừng và sợ hãi cùng sợ hãi. Thẩm phán chủ tới. Thẩm phán chủ thật đúng là trẻ tuổi à, phong thái vạn thế không giảm, vĩnh viễn cũng sẽ không mài mòn cùng già yếu. Cốt thiên đế xong rồi, hắn lại dám ở nơi so tài gây chuyện, đây không phải là khiêu chiến thẩm phán đứng đầu uy nghiêm sao? Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở đó một tóc trắng thiếu nữ trên mình. Bởi vì vậy đại biểu thẩm phán. Nàng chính là thẩm phán chủ, thiên pháp lộ tháng. Diệp Thần ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về thiên pháp lộ tháng, nhưng không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt. Thiên pháp lộ tháng ánh mắt, mang uy nghiêm cao cao tại thượng cùng lạnh lùng, coi như là Diệp Thần, cũng không cách nào nhìn thẳng, nếu không, linh hồn có thể cũng sẽ bị xuyên thấu. Ở lớn đạo tranh phong thi đấu hội trường gây chuyện, tự mình động võ, ỷ mạnh hiếp yếu, không thèm chú ý đến đạo tông quy củ, nên như thế nào luận xử. Thiên pháp lộ tháng nhẹ nhàng nói ra, hướng bên cạnh một cái đạo tông trưởng lão hỏi. Thiếu nữ thanh âm như không cốc hoàng oanh, nhưng tản ra cảm giác bị áp bách, đủ để cho thiên đế cũng bỏ lồm ngồm run rẩy. Trưởng lão kia sắc mặt kính cẩn, mang sợ hãi, hướng trời pháp lộ tháng nói, hồi thẩm phán chủ, này tội, giữ luật làm chém. Thiên pháp lộ tháng gật đầu một cái, hướng cốt thiên đế nói, cốt thiên đế, ngươi nghe chưa? Ta cố niệm ngươi mới phạm lần đầu, cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Tự đoạn một cánh tay, ta có thể tha tội của ngươi qua. Nghe thiên pháp lộ tháng mà nói, toàn trường người đều an tĩnh lại, yên lặng như tờ, ánh mắt lại nhìn hướng cốt thiên đế. Cốt thiên đế sắc mặt trầm xuống, kêu hắn tự hủy hoại tay chân, lại làm sao có thể. Hắn tuy biết thiên pháp lộ tháng lợi hại, nhưng cũng không thể có thể bởi vì đối phương một câu nói, liền trực tiếp chặt đứt tay mình cánh tay. Ta không muốn xúc phạm đạo tông, chỉ là không cẩn thận phạm vào điểm không may, ta có thể dùng hoàng kim nguyên ngọc bồi thường. Cốt thiên đế trầm giọng nói. Thiên pháp lộ tháng nói, không cần, ta chỉ cần ngươi tự đoạn cánh tay, nếu như mình không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Cốt thiên đế ha ha cười một tiếng, nói thiên pháp lộ tháng, không nên lấn hiếp người quá đáng, một chút chuyện nhỏ, ngươi thì phải ta chặt đứt cánh tay. Thiên pháp lộ tháng nói, quy củ chính là quy củ, người bất kỳ phạm sai lầm,
cũng phải tiếp nhận luật pháp xử phạt. Cốt Thiên Đế hừ một tiếng, nói cái này luật pháp không quá thỏa đáng, người bình thường phạm chuyện cũng không sao, chẳng lẽ ta thân làm Thiên Đế chí tôn, phạm vào điểm sai lầm nho nhỏ, cũng phải cùng người bình thường như nhau, tiếp nhận giống nhau trừng phạt sao? Thiên Pháp Lộ Thắng nói, đúng vậy, tự đoạn cánh tay, người nếu không chịu, vậy phía sau còn có càng xử phạt nghiêm khắc. Cốt Thiên Đế cười lạnh nói, làm sao, người muốn giết ta? Thiên Pháp Lộ Thắng nói, ngươi là cao cấp Thiên Đế cao thủ, coi như ta có thể lùng giết ngươi, vậy phải hao phí giá cực lớn, hôm nay là tranh phong ngày thi đấu, ta không cùng ngươi tranh đấu. Nếu ngươi cự tuyệt nhận sai tha tội, vậy ta không thể làm gì khác hơn là hướng đại chủ tể bẩm báo, cùng thi đấu sau khi kết thúc, đại chủ tể sẽ đích thân gặp ngươi. Cốt Thiên Đế trầm mặc, tự đoạn cánh tay, gặp mặt đại chủ tể, vô luận là cái nào, đều không cách nào chịu đựng. Thiên Pháp Lộ Thắng đã làm tốt xử phạt, liền không để ý nữa Cốt Thiên Đế, trong trẻo lạnh lùng trong mắt đảo mắt nhìn toàn trường, rồi sau đó lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, nói. Các vị, hoan nghênh các người đến. Hôm nay tranh phong thi đấu, do ta chủ trì. Còn như tranh tài chủ trọng tài, thì do Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà đảm nhiệm. Nàng làm một cái động tác tay, ánh mắt nhìn về Hoa Tổ. Hoa Tổ lớn bước ra ngoài, hướng bốn phía tân khách chắp tay một cái, nói, nhờ có thẩm phán chủ nâng đỡ, hôm nay thi đấu, lão phu đảm nhiệm chủ trọng tài, nhất định công chính nghiêm minh, tuyệt không làm việc thiên tư. Phía dưới, liền do lão phu đơn giản cho mọi người giới thiệu tranh tài quy tắc. Thiên Pháp Lộ Thắng cắt đứt Hoa Tổ nói chuyện, nói, Hoa Tổ, tranh tài quy tắc, cùng tuyển thủ dự thi đều đến đông đủ, lại tuyên đọc cũng không muộn. Hoa Tổ nói, ừ, hiện tại vẫn là buổi sáng. Mà tranh phong thi đấu chính thức bắt đầu thời khắc, là phải đến buổi trưa. Bất quá bởi vì cái này trận thi đấu, 10 phần trọng yếu, cho nên phần lớn tuyển thủ dự thi, sáng sớm liền chạy đến, nhưng cũng có một ít trận doanh thế lực, hoặc là bởi vì chỗ xa xôi, hoặc là bởi vì người tập hợp rườm rà, cho nên còn chưa tới tới. Chí ít, Diệp Thần Luân hồi trận doanh đại quân, còn chưa tới tới. Đợi một hồi, ước chừng 15 phút sau đó, rốt cuộc. Diệp Thần thấy một chiếc phi thuyền, ùng ùng lái vào Vẫn Tinh thế giới. Trên phi thuyền mặt, là một tấm gương mặt quen thuộc lỗ. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Gia Gia, Thích Già Phật Tổ, Thần Độ Uyển Nhi Vân. Vân, đều tới. Còn có Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Lâm, Võ Giao, còn có Diệp Thần trước kia vài bằng hữu, như Long Tổ Tôn Nữ Long Tuyết Hiên, Thiên Đan Tháp Thánh Nữ Thanh Phủ Tuyết, Nguyệt Thần Thiên Đế Hậu Duệ Từ Hữu Dung, Ba Đuôi Gió Gian Mộng các loại. Cũng đã đến. Nhược Tuyết và Kỳ Lâm, còn có Võ Giao, các nàng làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết cùng Kỳ Lâm, trong lòng có vẻ giật mình. Nhâm Phi Phàm mỉm cười nói, thừa dịp ngươi ở Thiên Tuần Đảo thời điểm, ta phái người tiếp các nàng đi lên, cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất quá, các nàng bên trong rất nhiều người là vượt biên tiến vào vô vô thời ý không, còn không quá thích ứng nơi này quy luật hoàn cảnh, tu được từ từ tu luyện. Ngoài ra, Huyền Hàn Ngọc cũng tới, bất quá nàng không cần vượt biên, là mình phi thăng đi lên, bất quá nàng còn ở khắp nơi lịch luyện mạo hiểm, có thể phải chậm một chút mới sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần giạt rào vui mừng, nói, Nhâm tiền bối, đây thật là thật cảm ơn ngươi. Lập tức, Diệp Thần bay đến luân hồi trận doanh trên phi thuyền, cùng Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Kỷ Tư Thanh chư nữ đoàn tụ, không khỏi vui mừng. Kỷ Tư Thanh là hỏa thần, Ngụy Dĩnh là băng thần. Diệp Lạc Nhi là phong thần, các nàng khi lấy được chủ thần quyền bính sau đó, không ngừng dung hợp, tu vi không ngừng tăng lên, hôm nay đã đổi được khá là mạnh mẽ. Bất quá, các nàng cũng không có nhận được đại lộ làm, hoặc giả là bởi vì các nàng thân phận quá đặc thù, đạo tông cũng không có cho các nàng hiển thị lệnh bài. Bất quá, các nàng vậy không ngại, ngày hôm nay chỉ là tới xem thi đấu, là Diệp Thần kích động cổ động, thuận tiện đoàn tụ. Diệp Thần cùng chư nữ vui vẻ đoàn tụ. Vô cùng vui vẻ. Ở luân hồi trận doanh đến không lâu sau, Thiên Đan Tháp, Người Ngu Hoang Dã, Tử Thần Giáo Đoàn, Thiên Đao Người Gia Tộc, vậy lục tục đến. Tất cả tuyển thủ dự thi, chính là tuyên cáo chính thức đến đông đủ. Diệp Thần ở Thiên Đao Người Gia Tộc nhóm bên trong, liếc mắt liền thấy được Hàn Diễm. Đại ca! Hàn Diễm cũng nhìn thấy Diệp Thần, hưng phấn chạy tới chào hỏi, một như thường lệ nhiệt tình nóng rực. Diệp Thần gặp Hàn ánh mắt trong suốt, lại nữa nhập ma, thoáng giải sầu. Nhưng gặp mặt hắn bàng trên,
so trước kia nhiều hơn một đạo đao sẹo, vậy đao sẹo mang bóng tối hơi thở, hơi có chút dữ tợn. Hàn đệ, người chịu khổ. Diệp thần biết hắn nhập ma sau đó, nhất định là bị không thiếu đau khổ khổ sở, thật may cũng đã qua. Hàn Diễm không câu chấp cười nói, đại ca, ta không có sao, ta còn nhân họa đắc phúc đâu, thu hoạch không thiếu cơ duyên. Diệp thần cười một tiếng không nói lời nào, hắn đã nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, Hàn Diễm rơi vào quang minh nguyên giới, bị quang minh thần tộc cứu, thời gian tuy được cơ duyên, thế nhưng cơ duyên sau lưng, nhưng cũng cất giấu mối họa. Nhưng thật may, cái này mối họa, trong thời gian ngắn sẽ không bùng nổ. Lần này tranh phong thi đấu, Hàn Diễm vẫn là Diệp thần trọng yếu trợ lực. Các vị, lúc này, theo tất cả người dự thi tập trung đông đủ, Hoa Tổ hắng giọng một cái, ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, nói. Phía dưới, do ta tuyên bố đang tiến hành tranh hiện phong thi đấu quy tắc tranh tài. Lần này thi đấu, cộng phân chia 4 bánh. Vòng thứ nhất, là sinh tồn sàng lọc cuộc chiến. Vòng thứ hai, là tìm bảo cuộc chiến. Vòng thứ ba, là mạo hiểm cuộc chiến. Vòng thứ tư, là cuối cùng lôi đài tỉ thí. Xông qua 4 bánh, cuối cùng ở lôi đài tỉ thí người thắng, chính là lần này đại lộ tranh phong hạng nhất. Hạng nhất có thể lấy được thiên đế thần nguyên khen thưởng, cũng do đại chủ tể tự tay quán đỉnh, còn có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo tài nguyên, thần công bí tịch vân. Vân, mà trừ hạng nhất ra, đang tiến hành thi đấu hạng trước 10 người, đều có tưởng thưởng phong phú. Còn như 4 bánh thi đấu, mỗi người cụ thể quy tắc, sẽ có tương ứng trọng tài, hướng các người phân nói rõ ràng. Dừng một chút, Hoa Tổ lại tuyên bố 4 bánh thi đấu tương ứng trọng tài. Vòng thứ nhất sinh tồn sàng lọc cuộc so tài trọng tài, là Diệp thần người quen, chính là Nham thần Thiên Tôn. Vòng thứ hai và vòng những thứ ba trọng tài, chính là đạo tông bên trong cao tầng trưởng lão. Còn như quyết định cuối cùng thắng bại hạng vòng thứ tư, trọng tài chính là Hoa Tổ mình. Sau cùng ban thưởng nghi thức, để cho thẩm phán chủ thiên pháp lộ thắng chủ trì. Ở ban thưởng sau khi kết thúc, hạng nhất người đoạt giải, lấy được đại chủ tể cảm cho đòi, trực tiếp tự mình đi gặp mặt đại chủ tể, tiếp nhận thiên đế thần nguyên quán đỉnh. Nghe được Hoa Tổ tuyên đọc hoàn quy tắc, toàn trường người xem bầu không khí, vậy đi theo đổi được nóng rực liền đứng lên, vô số người trông mong mà chờ mong, cũng chờ thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả người dự thi, bằng đại lộ làm truyền tống đi nơi so tài. Đang so thi đấu bên trong, nếu như người dự thi cảm thấy không cách nào chống đỡ tiếp, muốn buông tha nói, có thể bóp vỡ đại lộ làm, là được lập tức chuyển đưa ra, gìn giữ tánh mạng. Tranh phong thi đấu nguy hiểm trùng trùng, các vị người dự thi xin lượng sức mà đi, không thể miễn cưỡng, nếu không nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Hoa Tổ lại phát ra cảnh cáo, dừng một chút, cuối cùng chính là cao giọng nói. Như vậy, hiện tại xin tất cả người dự thi truyền tống đi vòng thứ nhất tranh tài sân. Vẫn tinh thế giới lớn vô cùng, Nam Bắc ngang dọc triệu dặm hơn, phân chia từng cái giới vực, các người địa phương muốn đi, kêu lưỡi đao vực, là 6 đạo cổ thần bên trong, lưỡi đao nữ hoàng mở ra giới vực, cũng là nàng vùng đất vẫn lạc, chúc các người may mắn. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, trong hư không, thần quang phun trào, xuất hiện một miếng to lớn cửa truyền tống. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường, thiên địa trên dưới, một phiến cánh hoa múi tung bay lên, thải tiếng đại bác động, bốn phía đạo tông vệ binh lôi thiên cổ, thổi đại pháp loa, đem toàn trường bầu không khí, thúc đẩy đến đỉnh cấp, tất cả người xem cũng hoan hô ủng hộ đứng lên. Nham thần Thiên Tôn trước nhất bay lên trời, hướng toàn trường nhân đạo, tất cả người dự thi, mời theo ta tới. Hắn dẫn đầu tiến vào cửa truyền tống, truyền đưa cho vòng thứ nhất nơi so tài. Một cái người dự thi, liền đi theo bay đến bầu trời cửa truyền tống đi. Nối đuôi truyền tống rời đi. Lần này đại lộ tranh phong người dự thi, chừng mấy chục ngàn người, cạnh tranh kịch liệt, tình cảnh náo nhiệt. Diệp thần thấy từng đạo quen thuộc bóng người, Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Thanh Phù Trần, Độc Cô Già La, Địch Giã, Lâm Chấn Nhạc, Mộ Thiên Châu, Vân Thương Trùng, Thiên Sát Tinh Diệp Thu Vân. Vân, cũng lần lượt bước vào cửa truyền tống, nội tâm nhiệt huyết nhất thời một hồi sôi trào. Như thế nhiều đối thủ, Diệp thần không những không sợ, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu. Tại tất cả người dự thi bên trong, bề ngoài nhất là chói mắt nhìn chăm chú, là tử thần giáo đoàn thứ 6 tiệc hộ pháp, Hoàng Hôn Cự Nhân. Hoàng Hôn Cự Nhân là thượng vị thần, nhưng lần này tranh phong thi đấu, tử thần giáo đoàn dùng thủ đoạn thần bí, đem hắn khắp mọi mặt trạng thái,
áp chế đến thần đạo cảnh, đạt được dự thi cơ hội. Coi như đã áp chế đến thần đạo cảnh, nhưng hoàng hôn người khổng lồ thân thể, vẫn là chừng 10 mét cao, to lớn nguy nga như núi, ở một đám người dự thi bên trong, lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. Không nghi ngờ chút nào, hắn cũng sẽ là lần này thi đấu đoạt cúp hấp dẫn. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không sợ, ngược lại bộc phát hưng phấn. Nếu như vậy dưới tình huống, hắn khẳng định không phải hoàng hôn người khổng lồ địch thủ. Nhưng hiện tại, vì tham gia thi đấu, hoàng hôn cự nhân khắp mọi mặt trạng thái, đều bị áp chế đến thần đạo cảnh, nếu như đánh nhau, Diệp Thần hoàn toàn không sợ hãi. Chủ nhân, ta đi trước. Đây là, Bùi Vũ Hàm áy náy hướng Diệp Thần cung kính khom người, rồi sau đó yên lặng bay đến trên trời, ngoại thần liên minh có hơn 30 người dự thi, tới đón nàng, đi theo nàng cùng nhau, tiến vào cửa truyền tống bên trong. Hàn đệ, Thanh Sam huynh, Tinh Nhã tiểu thư, chúng ta vậy lên đường đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Hàn Diễm đám người nói. Hàn Diễm hào hứng nói, đại ca, đều nghe ngươi an bài. Diệp Thần cười một tiếng, liền bay về phía cửa truyền tống, Hàn Diễm các người đi theo ở phía sau. Mà lúc này, lại có mười mấy người dự thi, bay đến Diệp Thần bên người, khom người hướng Diệp Thần thi lễ, bái kiến luân hồi chi chủ. Lại hướng Tân Tinh Nhã thi lễ, bái kiến đại tiểu thư. Diệp Thần sửng sốt một chút, gặp cái này mười mấy người dự thi, đều mặc trước tụ bảo thương hội phục trang, trong lòng nhất thời rõ ràng liền cái gì. Tân Tinh Nhã mắt đẹp lưu chuyển, mang một chút không thôi, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ta phải đi về tộc nhân ta bên cạnh, đa tạ ngươi chịu làm ta hải đăng. Cùng thi đấu bắt đầu sau đó, ta cũng không nhọc đến ngươi chiếu cố, có ngươi cho ta hải đăng, ta tin tưởng, bỏ mặc tại thi đấu bên trong, gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ không bị lạc. Nói xong, nàng liền trở lại vậy mười mấy người dự thi bên người. Những người này, đều là của nàng tộc nhân. Rất nhiều tân gia tộc nhân, nghe được Diệp Thần đã thành Tân Tinh Nhã hải đăng, đều là chấn động. Ở tụ bảo thương hội đại bản doanh bên trong, rất nhiều thương hội nhân vật cao tầng, thần sắc cũng là âm tình biến ảo không chừng. Diệp Thần đầu óc bên trong, hồi tưởng lại tối hôm qua, Tân Tinh Nhã tiến vào hắn gian phòng, bộ kia ôn nhu hiến thân tư thái, không khỏi được tâm thần hơi lay động, cười nói, vậy chúc ngươi may mắn, vậy chúc chúng ta may mắn. Tân Tinh Nhã gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng ngư một tiếng, liền dẫn tộc nhân của nàng, tiến vào cửa truyền tống. Diệp Thần ngoắc tay, vậy mang Thanh Sam Ngạn và Hàn Diễm, xuyên qua cửa truyền tống đi vòng thứ nhất tranh tài sân. Ở xuyên qua cửa truyền tống sau đó, Diệp Thần chính là đi tới một phiến mênh mông vô tận thiên địa, bầu trời xanh thẳm như một khối tinh khiết không rảnh ngọc thạch, mây trắng một phiến phiến, tập tục nhẹ nhàng khoan khoái, mà hết tầm mắt nhìn về nơi xa, là có thể thấy một mảng lớn liên miên vô tận cổ xưa rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối, lại có ngàn trượng cao, có thể cùng đỉnh núi tướng đủ, mảng lớn chim bay lượn lướt qua, réo rắt tiếng hót vang vọng thiên địa rừng rậm tới giữa. Trong rừng rậm, lại thỉnh thoảng truyền ra hung thú chém giết tiếng gầm gừ, chấn động tâm hồn người. Cổ xưa, thần bí, hoang vu hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tâm linh. Tầm mắt vượt qua rừng rậm, ở càng địa phương xa xôi, Diệp Thần tựa hồ thấy được một tòa nhọn tháp, không biết cao bao nhiêu, đâm rách thương khung, thần bí lộng lẫy. Mấy chục ngàn người dự thi, đã trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Đang lúc mọi người trung tâm, chính là một vòng này tranh tài trọng tài, Nham Thần Thiên Tôn. Nơi này hình ảnh, vậy lấy một bức bức màn sáng hình thức, xuất hiện ở người xem trên quảng trường. Rất nhiều người xem, ở mắt thấy vậy phiến thần bí rừng rậm vĩ đại hạ, đều là một hồi khen ngợi, không biết trong rừng rậm ẩn giấu nhiều ít nguy hiểm cùng cơ duyên. Các vị, ta là một vòng này tranh tài trọng tài, Nham Thần Đế Càn Khôn. Tiếp theo, ta đơn giản cho mọi người nói một chút một vòng này tranh tài quy củ. Nham Thần Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, toàn trường người nhất thời nghiêm nghị, ngưng thần lắng nghe. Vòng thứ nhất thi đấu, kỳ hạn 10 ngày, là sinh tồn sàng lọc thi đấu. Các ngươi muốn ở nơi này 10 ngày bên trong, sống được, hơn nữa xuyên qua rừng rậm, đến xâm lâm tẫn đầu Long Thần Tiêm Tháp. Nham Thần Thiên Tôn chỉ hướng phương xa, từng tầng một sương mù dày đặc tản đi, phương xa xâm lâm tẫn đầu nhọn tháp, cũng là rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người. Tòa kia nhọn tháp, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, so sánh với, nơi đây ngàn trượng cao rừng rậm gỗ lớn, cũng giống như chỉ là thấp lùn cây nhỏ mầm. Nhọn tháp bên trên,
phù văn xen lẫn, chiếm cứ một cái cổ xưa rồng thần, ánh sao lưu chuyển, nhật nguyệt lóng lánh chói lọi, thấm ra mênh mông vĩ đại hơi thở. Diệp thần nhìn tòa kia nhọn tháp, sơ lược tính toán, từ chỗ này đi nhọn tháp, ít nhất có xa vạn dặm. Chỉ cần có thể còn sống, cũng thuận lợi đến long thần tiêm tháp người, liền có thể vào vòng thứ hai. Mà sống tích chữ, lại cũng không chuyện dễ. Chỗ này, kêu lưỡi đao vực, là lưỡi đao nữ hoàng mở ra thế giới. Lưỡi đao nữ hoàng, là sáu đạo cổ thần một trong, trừ nàng ra, còn có hư không quỷ diệt, đúc tinh long thần, chín thương cổ hoàng, tan vỡ chủ, thiên đấu sát thần, mỗi một cái đều là xa thời xưa đại thần, ở vô vô thời ý không còn không sinh ra thời điểm, bọn họ cũng đã ra đời. Trong đó, lưỡi đao nữ hoàng lại kêu bách thú hoàng, nàng trưởng ngự bách thú, ở nơi này phiến lưỡi đao vực trong rừng rậm, cất giấu vô số hung hãn cự thú viễn cổ, những cái kia cự thú viễn cổ, có chút thực lực đã xa xa vượt ra khỏi thần đạo cảnh, các ngươi là rất khó đối kháng. Nham thần thiên tôn nói tới cái này phiến giới vực lai lịch, quanh thân thiên cơ quy luật hỗn loạn, ở trước người hắn ngưng tụ ra một bức cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một người có màu xanh da trời da, màu nâu ánh mắt, thân mặc da thú, đầu đội lông vũ trang sức, cầm song đao cô gái, đang cưỡi ở một đầu viễn cổ trắng trên lưng hổ, ở trong núi rừng xung phong gầm thét, truy đuổi săn mãnh thú, hình ảnh tràn đầy cổ xưa hồng hoang hơi thở. Cô gái kia, chính là lưỡi đao nữ hoàng, khỏe đẹp vóc người, thấm ra một cổ ngỗ ngược mỹ thái, sinh mạng lúc ban đầu sức sống, ở trên người nàng hoàn mỹ biểu dương. Diệp thần thấy bức họa này mặt, nội tâm chấn động một cái. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy luân hồi mộ địa, cũng ở đây chấn động, thật giống như có cái gì đại năng muốn hồi phục. Cái này lưỡi đao nữ hoàng, cũng là luân hồi mộ địa bên trong đại năng. Diệp thần bắt được thiên cơ, cảm giác được lưỡi đao nữ hoàng và luân hồi mộ địa liên lạc. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần bấm ngón tay suy tính, ở suy diễn sau lưng nhân quả mạch lạc, cau mày nói. Không chỉ là lưỡi đao nữ hoàng, rất có thể sáu đạo cổ thần, bọn họ tàn hồn, cũng núp ở cái này phiến nghĩa địa bên trong. Ta có dự cảm, cái này lưỡi đao nữ hoàng, rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Diệp thần cau mày nói, nàng nếu là thức tỉnh, sẽ không đem ta xé nát chứ. Độc thủ dược thần đã từng nói, sáu đạo cổ thần bên trong thiên đấu sát thần, cường đại đến đủ để nhất niệm tiêu diệt thiên đế bước, nếu như thức tỉnh, chỉ là thần hồn năng lượng mang tới đánh vào, liền có thể đưa tới đáng sợ hậu quả. Độc thủ dược thần nói, sẽ không, sáu đạo cổ thần bên trong, không phải mỗi một người, đều giống như thiên đấu sát thần cường đại như vậy. Lưỡi đao nữ hoàng thần hồn ý chí, người cũng có thể chịu đựng. Hơn nữa, người thân là mộ chủ, có tuyệt đối nắm giữ quyền. Nếu là cảm nhận được uy hiếp, ngươi có thể trong nhất niệm, nghiền diệt mộ trong đất tất cả thần hồn tồn tại, cho dù là thiên đấu sát thần, cũng không khả năng tiếm quyền ngươi quyền bính. Dĩ nhiên, chúng ta những người này, nếu có thể bị luân hồi mộ địa thu nhận, cũng sẽ tận tâm phụ tá ngươi, ngươi ngược lại không cần lo lắng cái gì. Diệp thần gật đầu, nói tiền bối, ta dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn các ngươi. Độc thủ dược thần khẽ mỉm cười, nói tốt lắm, chuẩn bị thi đấu đi. Nếu chỗ này, là lưỡi đao nữ hoàng mở ra thế giới, có lẽ ngươi có thể được cái gì chúc phúc vậy không nhất định. Diệp thần sự chú ý lần nữa hồi đi ra bên ngoài, liền thấy ngày trước cơ hội hình ảnh, chậm rãi tiêu tán đi. Nham thần thiên tôn lại sử dụng một khối đá bia, phía trên khắc một cái đạo chữ. Hắn ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nói. Hiện tại, phóng thích tinh thần lực của các ngươi, cùng khối này đạo bia, đạt được đồng tình. Đạo bia sẽ cho các ngươi chúc phúc, bởi vì lưỡi đao vực hoành hành hung thú, có chút quá mức mạnh mẽ, nếu như không có bất kỳ chúc phúc che chở nói, các ngươi không thể nào xông qua, càng không thể nào đến long thần tiêm tháp. Đám người nghe vậy, nhìn nhau xem, đang do dự sau một chút, chính là mỗi người lục tục thả ra tinh thần lực, chiếu đến đạo trên bia mặt, thử nghiệm cùng đạo bia thành lập đồng tình. Diệp thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn các người, vậy lần lượt phóng thích tinh thần lực. Cùng đạo bia đồng tình. Vù vù. Cộng minh quá trình, so Diệp thần tưởng tượng, còn thuận lệnh lợi hơn. Đạo bia tóe ra từng luồng thần mang, phân biệt chiếu đến tất cả người dự thi trên mình. Diệp thần cũng nhận được đạo bia chúc phúc, cảm thấy trán một hồi nóng bỏng, thật giống như hơn xảy ra điều gì đồ. Hắn nhìn xem bên cạnh Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, liền thấy trên trán của bọn họ, cũng nhiều hơn một cái năng lượng màu trắng dấu vết. Phơi bày phù văn cổ xưa hình dáng.
chung quanh tất cả người dự thi trên trán, vậy xuất hiện giống nhau dấu vết. Diệp Thần sờ một cái mình trán, muốn đến cũng là có giống nhau dấu vết. Cái này đạo ấn nhớ, lộ ra một vẻ thần bí năng lượng, đích xác có thể cung cấp một ít chúc phúc cùng che chở. Nham Thần Thiên Tôn nói, tốt lắm, hiện tại các ngươi tất cả người trên trán đều có đạo bia ban phúc năng lượng dấu vết. Cái này đạo năng lượng dấu vết là có thể tiến hóa. Mới bắt đầu là màu trắng, chỉ cần các ngươi săn giết lưỡi đao vực bên trong hung thú, liền có thể hấp thu máu hung thú khí tinh hoa, không ngừng tiến hóa năng lượng dấu vết, để cho hắn thăng cấp. Năng lượng dấu vết thăng cấp sau đó, sẽ dần dần biến thành màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu tím, màu đỏ, màu sắc càng đậm, che chở năng lực càng mạnh, cũng có thể cho ngươi cung cấp càng cường đại chúc phúc. Càng đến gần Long Thần Tiêm Tháp địa phương, hung thú thực lực, liền càng cường đại, dựa hết vào mới bắt đầu màu trắng dấu vết, các ngươi không thể nào đối kháng, phải nghĩ biện pháp không ngừng thăng cấp, để cho năng lượng dấu vết tiến hóa, cung cấp cường đại hơn chúc phúc, mới có thể chân tránh vượt qua trùng trùng hiểm trở, đến Long Thần Tiêm Tháp. Dĩ nhiên, trừ săn giết hung thú bên ngoài, đánh bại những người dự thi khác, cũng có thể cướp đoạt bọn họ con dấu năng lượng, thăng cấp mình dấu vết. Nói xong lời cuối cùng, Nham Thần Thiên Tôn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Người dự thi tới giữa, có thể lẫn nhau chiến đấu, cướp lấy đối phương dấu vết năng lượng, cái này thì đồng nghĩa với, cùng thi đấu chính thức bắt đầu, trừ hung thú ra, người dự thi còn phải đề phòng những người khác. Tất cả người, vừa là thợ săn, cũng là con mồi. Đám người nghe Nham Thần Thiên Tôn nói, sắc mặt đều là ngưng trọng xuống, xem ra lần này tranh phong thi đấu, tuyệt không đơn giản, chỉ là vòng thứ nhất thi đấu, giống như này hung hiểm, muốn từng tầng một vượt qua kiểm tra, xông đến vòng thứ tư trung cực tỉ thí, lại nói dễ vậy sao? Nham Thần Thiên Tôn nói tiếp. Ngoài ra, ta nhất định phải nói cho các ngươi, ở lưỡi đao vực hoạt động, buổi tối muốn phá lệ chú ý. Bởi vì, đến buổi tối, sẽ có rất nhiều quỷ dị ma vật hạ xuống. Những cái kia ma vật, phần lớn là sáu đạo cổ thần một trong, hư không quỷ diện chế tạo ra. Cái này phiến lưỡi đao vực, không chỉ là lưỡi đao nữ hoàng lãnh địa, cũng là hư không quỷ diện vùng đất vẫn lạc, hắn hải cốt âm sát nồng nặc, tư sinh ra vô số ma vật. Những cái kia ma vật, chỉ có mặt trái hiệu quả, sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ lợi nhuận, coi như đem chúng giết chết, các ngươi năng lượng dấu vết, cũng sẽ không tiến hóa. Nghe được Nham Thần Thiên Tôn nói, toàn trường nhất thời rối loạn rối loạn. Nếu như chỉ là đơn thuần hung thú, đánh chết sau còn có khen thưởng, có thể chiếm đoạt hung thú khí huyết, thăng cấp năng lượng dấu vết, nhưng đánh chết ma vật, cũng không sẽ có được bất kỳ tưởng thưởng gì. Có thể tưởng tượng, ban đêm hoành hành ma vật, sẽ cho tại chỗ những người dự thi, mang đến bao lớn nguy hiểm khốn ngăn trở. Diệp Thần nghe được chư không quỷ diện bốn chữ lúc đó, lại cảm thấy luân hồi mộ địa mơ hồ hỗn loạn. Xem ra không sai, vậy sáu đạo cổ thần, bọn họ tàn hồn, cũng ngủ say ở luân hồi mộ địa bên trong, chờ đợi thích hợp thời cơ thức tỉnh. Nham Thần Thiên Tôn cuối cùng nói. Cuối cùng, ta lại nói cho các ngươi, khi lấy được đạo bia ban phúc đồng thời, trên người các ngươi một ít lá bài tẩy thủ đoạn, có thể cũng bị hạn chế. Các ngươi đều là vô thời ý không thiên tài, mỗi cái người, chắc hẳn cũng cất giấu một ít lá bài tẩy thủ đoạn và bí mật, ví dụ như cái gì thần binh pháp bảo, sủng vật bảo bối, thậm chí sau lưng có thể có cổ xưa đại năng trợ lực. Nhưng ta nói cho các ngươi, vậy binh khí pháp bảo, thần công tuyệt chiêu các loại lá bài tẩy, có thể sử dụng, nhưng giống như là sủng vật các loại đồ, bọn chúng thực lực sẽ bị hạn chế đến thần đạo cảnh, đây là vì công bằng. Bất kỳ người dự thi, đều không có thể tự mình đánh vỡ những cái kia hạn chế, nếu không sẽ bị coi là vi phạm quy định, lập tức đuổi ra sân so tài. Nghe xong Nham Thần Thiên Tôn nói, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng độc thủ dược thần hỏi. Tiền bối, ngươi thực lực bị hạn chế sao? Độc thủ dược thần ánh mắt chuyển động, vận chuyển mình một chút hơi thở, nói, tựa hồ không có, xem ra luân hồi mộ địa quy luật, chí cao vô thượng, coi như là đạo tông quy củ, cũng không thể hạn chế. Tiểu Cấm Yêu nhưng từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong ló đầu ra, nói, phụ thân, ta hơi thở, thật giống như bị hạn chế. Diệp Thần bừng tỉnh, xem ra đạo tông hạn chế, đúng là có chút con đường, hẳn là tương tự nhân quả luật các loại đồ, im hơi lặng tiếng, Tiểu Cấm Yêu thực lực, lại bị hạn chế. Bất quá độc thủ dược thần không bị ảnh hưởng, bởi vì luân hồi mộ địa quy luật,
không phải bất kỳ thủ đoạn có thể hạn chế. Độc thủ dược thần trầm ngâm một tí, nói ta tuy không có bị hạn chế, nhưng cái này lần tranh phong thi đấu, ngươi còn chưa muốn mượn dùng ta lực lượng, nếu không có thể coi như là vi phạm quy định. Diệp thần gật đầu nói, được. Hắn vốn là không dự định mượn dùng độc thủ dược thần lực lượng, lần thi đấu này, hắn phải dựa vào chính mình thực lực, đường đường tránh tránh lấy được hạng nhất. Ở tuyên bố xong nơi có quy củ sau đó, Nham Thần Thiên Tôn nói. Tốt lắm, các vị người dự thi, chúc các ngươi may mắn. Các ngươi chỉ cần ở 10 ngày bên trong, xuyên qua rừng rậm, đến Long Thần Tiêm Tháp, chính là thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Nếu như chống đỡ không được nói, bóp vỡ đại lộ làm, các ngươi có thể lập tức chuyển đưa đi, ngàn vạn không nên miễn cưỡng, gìn giữ tánh mạng muốn chặt. Đám người cùng nói, ưm. Nham Thần Thiên Tôn cười nói, ngoài ra, nhắc lại các ngươi một câu, bầu trời là cấm địa, đừng nghĩ từ trên trời bay qua, cũng ngoan ngoãn xuyên việt rừng rậm đi đi, ha ha. Còn như bầu trời tại sao có cấm địa, chờ các ngươi đến vòng thứ ba thi đấu, dĩ nhiên là biết. Nếu không chạm bầu trời, nếu không các ngươi có thể sẽ chết tại chỗ. Dĩ nhiên, nếu như cảm giác được mình thực lực đủ cường đại mà nói, cũng có thể thử nghiệm xuyên việt bầu trời, nhưng nếu là chết, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hiện tại có ta che chở các ngươi coi như ở trên trời, cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không có ta bảo vệ, bầu trời tan vỡ lực lượng, sẽ lập tức đem các ngươi giết chết. Nghe được Nham Thần Thiên Tôn nói, không ít người ra mặt co quắp một tí. Không hề thiếu người dự thi, thật ra thì nghĩ tới từ trên trời bay đi Long Thần Tiêm Tháp, nhưng nghe đến Nham Thần Thiên Tôn cảnh cáo, những người này vừa sợ đứng lên. Tất cả đi xuống đi, bắt đầu từ bây giờ tính giờ, 10 ngày làm hạn định. Nham Thần Thiên Tôn nói. Mọi người đang sau khi do dự một chút, liền rối rít hướng phía dưới rừng rậm hạ xuống đi. Không ít người trên mặt đều mang dè chừng và sợ hãi thần sắc, thật giống như rất sợ bầu trời bên trong, sẽ bốc lên xảy ra cái gì yêu ma quỷ quái, đem bọn họ chiếm đoạt vậy. Nhưng thật may, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, một cái người dự thi, rất thuận lợi hạ xuống trong rừng rậm. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, vậy cùng nhau hạ xuống. Ở ba người hạ xuống sau không lâu, lại nghe được trên trời truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp có một người dự thi, tựa hồ tin tưởng thực lực của mình, lựa chọn từ bầu trời bay vượt rừng rậm. Mà hắn kết quả, nhưng là vô cùng thê thảm, tại chưa có Nham Thần Thiên Tôn dưới sự che chở, vừa chạm vào đạt tới bầu trời, hắn thân thể liền tại chỗ tan vỡ, xem khối vụn vậy nứt ra, lại bị khí tức quỷ dị đánh vào, chảy ra máu tươi, cũng toàn bộ hóa thành thâm trầm màu đỏ nhạt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Khi nhìn đến vậy người dự thi thảm trạng, trong rừng rậm đám người, đều là một hồi ra đầu tê dại. Xem ra Nham Thần Thiên Tôn xác thực nói không sai, bầu trời, là cấm địa. Cổ xưa rừng rậm, từng bụi đại thụ che trời đứng sừng sững, xum xuê cành lá che khuất bầu trời, cành lá hạ cất giấu vô tận hung hiểm, tiếng thú gào này thay nhau vang lên. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, ở trong rừng rậm tiến về phía trước, rất nhanh liền gặp phải một đầu hung thú. Đó là một đầu hoàng kim thần cá sấu, toàn thân kim quang tràn ngập, trên mình phủ đầy màu vàng kim đổ gai, cá sấu đuôi dao động để gặp, biến dạng khí lưu, hô hô vang dội, khí thế khá là hung hãn. Mà ở hoàng kim thần cá sấu cách đó không xa, còn có một đầu hung thú, là một đầu hổ to lớn sặc sỡ, da lông phơi bảy bảy màu, 10 phần lộng lẫy. Ở cảm thấy được Diệp Thần ba người đến gần sau đó, vậy hoàng kim thần cá sấu cùng hổ to lớn sặc sỡ, đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Đầu này cá sấu giao cho ta, các ngươi đi đối phó một đầu khác hung thú. Diệp Thần nhanh chóng quyết đoán, cái này hai đầu hung thú, cũng thấm ra khá là mãnh hãn hơi thở, tuyệt không phải loại hiền, vậy thần đạo cảnh võ giả tu sĩ, nếu là đụng phải, sợ rằng khó mà chống lại. Bất quá, Diệp Thần tin tưởng mình nơi này thực lực, đối phó cái này hai đầu hung thú, vẫn là dư sức có thừa. Keng! Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, lau một cái tươi đẹp kiếm khí, chính là phóng lên cao. Hắn khua kiếm chém ra, không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào thần thông, chính là bình thường không có gì lạ một kiếm chém thẳng. Đầu kia hoàng kim thần cá sấu, thấy Diệp Thần kiếm phong chém tới, nhất thời con người co rúm lại. Ở lưỡi đao vực hung thú, linh trí đều vô cùng cao. Đầu này cá sấu lớn, rõ ràng cảm thấy Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn quá mức ác liệt,
tuyệt không phải nó có thể chống lại. Hoàng kim thần cá sấu gầm nhẹ một tiếng, liền muốn nghiêng người né tránh. Nhưng Diệp Thần tốc độ cực nhanh, trường kiếm phá không, trong nháy mắt chém vào hoàng kim thần cá sấu trên người. Hoàng kim thần cá sấu vậy kim giáp vậy ra, nhất thời bị chém ra, máu thịt xương cốt vết nứt, cuồn cuộn máu tươi chảy ra, xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, sâu đến có thể thấy nó nội tạng. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, ở cường hóa sau khi hoàn thành, đổi được vô cùng sắc bén, coi như đầu này hoàng kim thần cá sấu, da dày thịt thô, cũng bị hắn một kiếm chém ra. Hống! Hoàng kim thần cá sấu bị đau, tức giận gầm hét lên, hai con ngươi đỏ tươi, dương ra máu địa bàn lớn miệng, hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Trảm thiên cửu kiếm, phá cho ta! Diệp Thần ra lại một kiếm, lần này vận dụng kiếm pháp thần thông, một đạo ác liệt như trảm thiên vậy mạnh mẽ kiếm khí, biểu chém ra, phốc xích một tiếng, đem hoàng kim thần cá sấu từ bên trong bổ ra, máu tươi nội tạng xì ra, vậy cá sấu lớn tại chỗ ô minh chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần trên trán năng lượng dấu vết, phát ra ông một tiếng hướng, tự động chiếm đoạt hấp thu hoàng kim thần cá sấu khí huyết, đổi thành thăng cấp năng lượng. Nguyên bản màu trắng nhạt dấu vết, màu sắc nhất thời liền sâu hơn chút. Mà vậy hoàng kim thần cá sấu, khí huyết bị hấp thu hết sau đó, liền trở thành khô héo thi hài. Đại ca lợi hại à! Hàn Diễm thấy Diệp Thần điện quang hỏa thạch tới giữa, liền giải quyết hết hoàng kim thần cá sấu. Không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ bội phục khen ngợi. Diệp Thần cười nhạt, ngón tay xóa sạch máu tươi trên thân kiếm. Sau khi cường hóa luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn so trước kia ác liệt nhiều, thi triển ra muốn gì được nấy, nước chảy mây trôi, chém chết hung thú liền như chém dưa cắt rau. Ô, một đầu khác hung thú, đầu kia hổ to lớn sặc sỡ, khi nhìn đến hoàng kim thần cá sấu bị chém chết sau đó, phát ra ô minh. Hoảng sợ cụp đuôi, đi bên ngoài chạy trốn đi. Đừng để cho nó chạy. Diệp Thần nói. Đại ca. Hàn Diễm rút ra trường kiếm, hướng vậy hổ to lớn sặc sỡ đuổi theo, Thanh Sam Ngạn cũng là rút kiếm đuổi theo. Diệp Thần cũng không có tham dự chiến đấu, đánh chết hung thú có thể lấy được thăng cấp năng lượng. Hắn đã vừa mới hấp thu hoàng kim thần cá sấu khí huyết năng lượng, từ không thể toàn bộ nuốt một mình, cũng phải chừa chút cho Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn hai người, trải qua một phen sau khi chiến đấu, cũng là thuận lợi đánh chết vậy hổ to lớn sặc sỡ. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn hấp thu hổ to lớn sặc sỡ năng lượng lúc đó, một bên trong rừng cây, đột nhiên có từng đạo bóng người lao ra. Từng tờ một phù lục, từ bọn họ trong tay bắn ra, trên không nổ. Nổ đợt khí, đem Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn đẩy lui. Những người đó vọt ra. Nhân cơ hội hấp thu hết hổ to lớn sặc sỡ khí huyết năng lượng. Thấy mình con mồi bị cướp, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Lâm Chấn Nhạc, là ngươi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn những thứ này lao ra bóng người, ước chừng có hơn 10 người. Một người cầm đầu, nhưng là phù tổ đệ tử, Lâm Chấn Nhạc. Trước đây ở trên trời Ma Tinh Biển, Diệp Thần cùng Lâm Chấn Nhạc tranh đấu qua, tiêu diệt đối phương đại lượng thời gian tuyến. Sau đó, Lâm Chấn Nhạc lại mời phù tổ ra mặt, trả thù Diệp Thần, đem Diệp Thần bắt được, giao cho Hoa Tổ xử trí. Ơn này oán, Diệp Thần tự nhiên sẽ không quên. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Lâm Chấn Nhạc lại còn dám chủ động xuất hiện, xúc phạm mình. Phải biết, Lâm Chấn Nhạc là bại tướng dưới tay của hắn, bàn về thực lực, cái trước xa xa không phải là địch thủ của hắn. Hi hi, Diệp Thần, thật lâu không gặp. Lâm Chấn Nhạc cười nhạt một tí. Trong mắt mang một chút thâm độc thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn từng bị Diệp Thần giết chết, thích người phụ nữ Sở Băng tiếng nói, lại cùng Diệp Thần có như vậy không nói được không nói rõ quan hệ, hắn đối Diệp Thần hận ý cùng oán niệm, có thể nói nồng nặc tới cực điểm. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Diệp Thần cũng cười, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn giết Lâm Chấn Nhạc mà nói, sợ rằng không cần ba chiêu. Lâm Chấn Nhạc cười hắc hắc nói, ta là không đánh lại ngươi. Nhưng ngươi chớ đắc ý, ta sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh một chút đồng môn đệ tử, nói, tới à, lập tức bố trí thiên bạo phong lôi trận. Nghe được Lâm Chấn Nhạc mà nói, đệ tử chung quanh, nhất thời kinh hãi. Sư huynh, cái này, bố trí thiên bạo phong lôi trận, cần phải hao phí đại lượng linh phù. Đây là chúng ta lá bài tẩy à, nếu là linh phù đều dùng hết, kế tiếp đường làm sao còn đi.
Chúng đệ tử lộ ra thần sắc khó khăn, bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Chấn Nhạc và Diệp Thần ân oán, nhưng muốn bọn họ hao phí đại lượng bảo toàn tánh mạng linh phù, công kích Diệp Thần, nhưng cũng là làm khó rất. Bọn họ đều là phù tổ đệ tử, cả người tu vi toàn ở linh phù phía trên, nếu như phù lục hao hết nói, phía sau muốn ở trong rừng rậm sống sót, ắt phải đổi được vô cùng khó khăn. Lâm Chấn Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói nhảm chút gì, mau bày trận. Coi như hao hết linh phù, chỉ cần có thể thương tổn tới thằng nhóc này, vậy đều đáng giá. Hi hi, chúng ta là muốn tự mình hy sinh tranh tài cơ hội, là Chu Võ Hoàng, đảm nhiệm thiên nữ bọn họ sáng tạo điều kiện à. Lâm Chấn Nhạc biết mình không thể nào đối kháng Diệp Thần, cho nên dự định hao hết tất cả linh phù, hy sinh tất cả lá bài tẩy, tổn thương nặng Diệp Thần, là Chu Võ Hoàng, đảm nhiệm thiên nữ cùng tuyệt đỉnh thiên tài, cung cấp cơ hội. Nếu là cuối cùng có thể thấy Diệp Thần bỏ mình, hắn coi như bỏ thi đấu, cũng là đáng. Chúng đệ tử nghe vậy, sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Lâm Chấn Nhạc như thế tàn bạo, vì tổn thương Diệp Thần, hoàn toàn bất kể giá phải trả. Muốn thương tổn đại ca ta, cũng không có cửa. Hàn Diễm cười gằn, cầm kiếm dậm chân cuồng xông lên, bộc phát ra vô sinh kiếm đạo, cổ xưa huy hoàng kiếm khí, như chém nhật nguyệt, nghiền diệt hết thảy sức sống, cuồn cuộn kiếm khí như thủy triều, hướng Lâm Chấn Nhạc các người gào thét đi. Cảm nhận được Hàn Diễm mạnh mẽ kiếm thế, toàn trường người thất kinh. Lâm Chấn Nhạc quát lên, mau bày trận. Hắn dẫn mới đầu quăng ra từng đạo thiên bạo phù, ở trong hư không phân tản ra, thân thể lui về phía sau. Rất nhiều phù tổ các đệ tử, đương thời giây phút, vậy không thể làm gì, e sợ cho bị Hàn Diễm kiếm khí giết chết, vội vàng đem tự thân cầm linh phù, toàn bộ tự nhiên ra. Chỉ gặp chi chít thiên bạo phù, phong lôi phù, kiếm phù đao phù, long hổ long tượng vân. Vân linh phù, mãn không bầy, rào 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 vang dội, không ngừng chuyển động, hình thành một cái cự đại khủng bố phù trận, vô số sáng chói đẹp lạ thường ánh sáng rực rỡ, từ trong phù trận bung ra. Ừ, Hàn Diễm cầm kiếm tiến vào phù trận bên trong, nhất thời cảm thấy không ổn. Chung quanh linh phù, chi chít, hội tụ thành trận pháp sau đó, năng lượng cuồng bạo dâng trào, như muốn phai mở thiên địa càn khôn, để cho được Hàn Diễm cũng là ra đầu tê dại. Hắn khua kiếm chém điên cuồng, đem một mảng lớn linh phù chém chết, nhưng linh phù số lượng, thực ra quá nhiều, thiên thiên vạn vạn, hắn hoàn toàn phá giải không hết. Nguy rồi! Hàn Diễm thần sắc đại biến, lập tức rút người ra muốn bay lui ra ngoài, nhưng đường đi đã bị từng đạo linh phù phong kín. Hàn đệ, mau ra đây! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay phải cầm kiếm, tay trái lại sử dụng chém hồn đao, đao kiếm đường chéo chém ra, một đạo kiếm quang, một đạo đao mang, đường chéo tạo thành một cái chữ thập, suy đích một tiếng, đi về trước biểu chém ra, đem linh phù kia đại trận, chém ra một cái lỗ hổng. Hàn Diễm vội vàng từ lỗ hổng kia bên trong, trốn chạy đến. Nhưng lúc này, Lâm Chấn Nhạc vậy phát động phù trận nổ. Thiên bạo phong lôi trận, cho ta diệt. Hắn nặn quyết động một cái, ngàn đạo vạn đạo linh phù, nhất thời cuồng bạo nổ, nổ kịch liệt đợt khí, đem mới vừa trốn chạy ra ngoài Hàn Diễm lật. Bình bịch bịch, tất cả linh phù, vào giờ khắc này hung mãnh nổ. Nổ đợt khí khuếch tán ra, đem Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, cũng nuốt sống. Hi hi, thằng nhóc này, coi như nổ không chết ngươi, cũng có thể cầm ngươi bị thương nặng, lần này ta mục đích coi như là đạt tới. Lâm Chấn Nhạc khóe miệng lộ ra lau một cái cười gằn. Thiên bạo phong lôi trận nổ, đặc biệt đáng sợ, làm nổ phát sinh sau đó, một đạo to lớn mây hình nấm, vậy đi theo phóng lên cao, cơ hồ là phải đem thương khung cũng làm vỡ nát. Từng bụi to lớn cây cối, trong nổ tung sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Nhưng mà, đợi được nổ bụi mù, chậm rãi tản đi, Lâm Chấn Nhạc nụ cười trên mặt, nhưng là đọng lại xuống, diễn cảm đổi được vô cùng cứng ngắc. Bởi vì, hắn thấy, đang nổ trung tâm, Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn mới vừa ở địa phương đó, chẳng biết lúc nào bắt đầu, lại xuất hiện một tòa lâu đài. Lâu đài ma khí lượn lờ, như có âm hồn quanh quẩn, tản mát ra khủng bố âm u hơi thở, chính là ngày xưa hồn thiên đế kiến trúc, thiên ma cổ bảo. Lại có thể cầm ta thiên ma cổ bảo, cũng cho nổ tổn, Lâm Chấn Nhạc, các ngươi xác thực có chút thủ đoạn. Diệp Thần đứng ở lâu đài bên trên, mắt lạnh quan sát Lâm Chấn Nhạc. Tại mới vừa to lớn nổ phát sinh lúc đó, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, gọi ra thiên ma cổ bảo phòng ngự.
Lúc này nổ chỉ tức, thiên ma cổ bảo khắp nơi hư hại, được nghiêm trọng tổn thương, có thể gặp ngày trước bạo phong lôi trận lợi hại. Nếu như không phải là có thiên ma cổ bảo phòng ngự, Diệp Thần ba người có thể thì phải bị thương nặng. Mà ở thiên ma cổ bảo dưới sự che chở, trừ Hàn Diễm bị thương nhẹ bên ngoài, Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn đều là không chút tổn hao nào. Lâm Chấn Nhạc thấy một màn này, thân thể kịch liệt run rẩy run, không dám tin tưởng. Đệ tử chung quanh cửa, cũng là người người sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn phòng ngự cường hãn như vậy, liền bọn họ hao hết lá bài tẩy nổ, cũng là chặn lại. Đi mau! Lâm Chấn Nhạc cảm thấy không ổn, lập tức sử dụng đại lộ làm, liền muốn bóp vỡ. Chỉ cần bóp nát đại lộ làm, hắn là có thể truyền đưa đi, đạt được an toàn. Muốn chạy! Diệp Thần ác liệt cười một tiếng, thiên ma cổ bảo bị lớn như vậy tổn thương, hắn cũng không sẽ để cho Lâm Chấn Nhạc như thế tùy tiện liền rời đi. Kinh Cức Vương tỏa năng lượng phát động, từng cái màu xanh bụi gai, như rắn độc vậy leo lên Lâm Chấn Nhạc thân thể, đem hắn hoàn toàn buộc chặt lại, vậy đoạn tuyệt hắn chạy trốn hy vọng, hắn đại lộ làm rơi xuống đất. À! Bụi gai gai nhọn đâm vào da thịt, ẩn chứa trong đó Diệp Thần tu luyện ra kịch độc, để cho được Lâm Chấn Nhạc tại chỗ kêu thảm lên. Diệp Thần không do dự, bụi gai co rút lại, đè ép, đi bên trong thu chặt, từng cái bụi gai rất nhanh xâm nhập Lâm Chấn Nhạc toàn thân, ở hắn xương cốt tạng phủ trên sống nhờ. Cũng chỉ mấy nháy mắt thời gian, Lâm Chấn Nhạc đã không nhìn ra hình người, thật giống như chỉ là một bị vô số bụi gai xuyên thấu tượng gỗ, hắn đã hoàn toàn chết. Liền một điều cuối cùng thời gian tuyến, cũng ở đây Diệp Thần bụi gai kịch độc hạ, hoàn toàn phai mờ, mất đi sống lại có thể. Về phần năng lượng dấu vết, tất cả tinh hoa năng lượng, tự nhiên cũng là lưu tán đi ra, bị Diệp Thần hấp thu. Đệ tử chung quanh cửa, thấy Lâm Chấn Nhạc chết thảm, đều là chấn động phố, sợ hãi Diệp Thần thủ đoạn, run lẩy bẩy nhìn hắn. Diệp Thần cũng không phải là lạm giết liền người, giết trừ Lâm Chấn Nhạc, đối hắn hắn đệ tử bình thường, ngược lại không có đuổi tận giết tuyệt, nhàn nhạt nói. Lưu lại các người dấu vết năng lượng, cũng cho ta cút đi. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt, coi như là cho phù tổ một cái mặt mũi. Đám người nghe Diệp Thần mà nói, nhưng lại như là lấy được đại xá, lật đật đem trán mình ở giữa dấu vết năng lượng, toàn bộ thả ra, đưa cho Diệp Thần, rồi sau đó rối rít bóp vỡ đại lộ làm, chật vật truyền tống đi. Từng luồng năng lượng màu trắng tinh hoa, chui vào Diệp Thần mi trái tim dấu vết bên trong. Hấp thu Lâm Chấn Nhạc và rất nhiều đệ tử dấu vết năng lượng, Diệp Thần dấu vết. Rốt cục thì thăng cấp, từ màu trắng biến thành màu xanh lá cây, thấm ra một chút trong suốt chói lọi. Cái này đạo màu xanh lá cây dấu vết, nhưng là mang theo hùng hồn chúc phúc, so màu trắng dấu vết cường hãn hơn. Mới vừa Diệp Thần ra tay, tiêu hao hết linh khí, ở con dấu chúc phúc hạ, lại là ngay tức thì khôi phục như cũ, tinh thần sáng láng. Đạo tông thủ đoạn, quả nhiên kỳ diệu. Diệp Thần sờ trán một cái lên dấu vết. Trong lòng cũng là âm thầm bội phục nói tông thủ đoạn. Đại ca, người thăng cấp. Hàn Diễm thấy Diệp Thần năng lượng dấu vết, chuyển biến thành màu xanh lá cây, nhất thời vui sướng chúc mừng. Diệp Thần cười một tiếng, nói các ngươi vậy nhanh lên một chút thăng cấp đi. Chuyện chỗ này, Diệp Thần mang Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, tiếp tục đi về phía trước vào. Bọn họ cùng Lâm Chấn Nhạc tranh đấu, cuối cùng Lâm Chấn Nhạc bị giết chết, cái này rất nhiều hình ảnh. Cũng xuất hiện ở người xem trên quảng trường. Rất nhiều người xem thấy được những hình ảnh này, đều là rung động Diệp Thần thủ đoạn. Mà đạo tông trận doanh bên trong, phù tổ thấy Lâm Chấn Nhạc bỏ mình, dưới quyền rất nhiều đệ tử, lại chật vật chạy về, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng xanh mét, đặc biệt khó khăn xem. Hoàng lão cũng ở đây đạo tông trận doanh chỗ ngồi, thấy phù tổ bộ dáng này, ha ha cười một tiếng nói. Phù tổ, Diệp Thần tên kia coi như là nương tay. Nếu không thủ hạ ngươi đệ tử, toàn đều phải chết. Phù tổ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm được lợi hại, ánh mắt lại thoáng động một cái, hướng bên cạnh hoa tổ tỏ ý. Hoa tổ yên lặng gật đầu, biết phù tổ ý. Có hắn ở đây, hắn tuyệt đối không thể nào để cho Diệp Thần ung dung đoạt cúp. Mang! Lưỡi đao vực trong rừng rậm, Diệp Thần mang Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn hai người, tiếp tục ở trong rừng rậm đi săn. Thông qua săn giết hung thú, thăng cấp năng lượng dấu vết. Bất quá điều này có thể tính dấu vết, cũng không phải tốt như vậy thăng cấp, bôn ba cả ngày, đến ban đêm, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, cũng còn không có thăng cấp. Diệp Thần năng lượng dấu vết,
vẫn là cấp thứ hai màu xanh lá cây, hắn có thể thăng cấp là bởi vì là săn được Liền Lâm Trấn Nhạc đám người linh khí. Săn cái khác người dự thi, đạt được lợi nhuận, có thể so với săn hung thú phong phú nhiều. Đáng tiếc, Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, cái đỉnh cái đều là danh tiếng cao nhân vật, phổ thông người dự thi đang cảm giác đến bọn họ hơi thở sau đó, lập tức tránh được xa xa, căn bản không cho bọn họ bất kỳ săn cơ hội. Điều này sẽ đưa đến, cả ngày xuống, trừ Lâm Trấn Nhạc cùng mắt không mở người bên ngoài, Diệp Thần không có săn đến người bất kỳ. Còn như Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân các người, tựa hồ có cái gì cố kỵ, cũng không có trực tiếp tới vây công Diệp Thần. Chớp mắt một cái lúc đó, màn đêm buông xuống. Nửa đêm là thời điểm nguy hiểm nhất, sẽ có đại lượng ma vật qua lại. Những cái kia ma vật, là sáu đạo cổ thần một trong, hư không quỷ diện chế sanh ra, mười phần quỷ dị tà ác. Ở giữa đêm đi, rất có thể sẽ gặp phải ma vật tập kích, hơn nữa coi như có thể giết ngược ma vật, cũng sẽ không lấy được bất kỳ lợi nhuận, có thể nói là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Cho nên, khi thấy màn đêm buông xuống sau đó, trong rừng rậm rất nhiều những người dự thi, liền rối rít xây dựng doanh trại, đóng giữ qua đêm, dự định cùng ban ngày lại đuổi đường. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, vậy châm xong doanh trại, vây ở một nơi bên đống lửa, ăn chút thức ăn nghỉ ngơi. Dưới màn đêm rừng rậm, liền hung thú tiếng gào vậy ngưng. Những thú dữ kia, vậy mười phần sợ hãi ma vật âm hồn tồn tại, màn đêm vừa xuống, liền rối rít trở lại trong sào huyệt, tuyệt không ngoài ra. Trong rừng rậm, chỉ có âm hồn trầm thấp tiếng rít, những cái kia ma vật quỷ hồn thanh âm, như có thể xuyên thấu người tinh thần, để cho người sau khi nghe được, hơi có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật may những cái kia ma vật âm hồn, sợ hãi ngọn lửa, chỉ cần đốt dậy đống lửa, vậy có thể tránh khỏi gặp tập kích. Nhưng nếu như bốc lên đêm người đi đường nói, vậy khẳng định là muốn gặp phải ma vật tập sát, cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần ba người vây quanh đống lửa, yên lặng nghỉ ngơi. Đây là, bên ngoài lại có một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền tới. Nghe được cái này tiếng bước chân, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, lập tức cảnh giác. Diệp Thần ngược lại là bắt được lau một cái quen thuộc hơi thở, lại là Độc Cô Già La. Là bạn của ta, đừng lo lắng. Diệp Thần đứng dậy, quả nhiên liền thấy một cái da trắng như tuyết, tướng mạo tươi đẹp cô gái, chống một cái màu đen dù giấy dầu, thận trọng đến gần tới đây, chính là Độc Cô Già La. Già La cô nương. Diệp Thần thấy Độc Cô Già La, trong lòng vui mừng, lên tiếng chào. Hắn và Độc Cô Già La là bạn rất thân. Đáng tiếc bởi vì nàng mẫu thân thần tuyết giao cơ, hai người không thể đi được quá gần, nếu không, có nàng trợ trận, Diệp Thần đối kháng 10 phần chết chắc vận mệnh, cũng có thể hơn một phần nghịch chuyển cơ hội. Luân hồi chi chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Độc Cô Già La thấy Diệp Thần, cũng là khá là kích động hình dáng. Diệp Thần nói, Già La cô nương, chuyện gì? Một mình ngươi sao? Lần này tranh phong thi đấu, Độc Cô Già La là lấy người ngu thần điện thánh nữ thân phận dự thi. Nàng mẫu thân thần tuyết giao cơ, đã không lại che giấu nàng thân phận, ban cho nàng người ngu thần điện thánh nữ quyền bính, có thể thật to tăng lên khí vận, đối thi đấu tranh phong có lợi. Ở Độc Cô Già La bên người, vốn là không hề thiếu người ngu thần điện tùy tùng, nhưng hiện tại chỉ có nàng một người. Độc Cô Già La ừ một tiếng, nói ta là lặng lẽ đi ra ngoài, luân hồi chi chủ, ta là muốn nói cho ngươi một chuyện. Lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng, đã liên lạc hoa tổ đệ tử. Thiên Tốc Tinh Đới Húc, còn có Tử Thần Giáo Đoàn Hoàng Hôn Cự Nhân, cùng với Cửu Họa Thương Long đệ tử Vân Thương Trùng, bọn họ thương lượng muốn liên thủ vây quét ngươi. Chu Võ Hoàng còn tìm được ta, muốn gọi ta cũng cùng nhau đối phó ngươi, nhưng ta không có đáp ứng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thật ra thì nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hắn hoành đè chư giới thiên kiêu vô địch, nhưng nếu là Chu Võ Hoàng, Thiên Tốc Tinh Đới Húc, Vân Thương Trùng các người liên hiệp, hắn lấy thiếu địch nhiều, vậy thì nguy hiểm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 10 phần chết chắc? Thiên nữ không gia nhập vào sao? Diệp Thần vừa tò mò hỏi. Độc Cô Già La lắc lắc đầu nói, không có, thiên nữ rất kỳ quái, nàng tựa hồ quên mất và ngươi ân oán, đối ngươi lại nữa mang theo sát ý và hận ý. Chu Võ Hoàng liên hiệp những thiên tài khác, muốn vây quét ngươi, nhưng thiên nữ không có đáp ứng, nàng nói hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu, không cần phải điên cuồng như vậy ghim ngươi. Diệp Thần gật đầu, xem ra thiên nữ trước kia chém hết sau đó, đích xác là lại nữa hận hắn.
Lần này tranh phong thi đấu, hắn và thiên nữ tuy là cạnh tranh quan hệ, nhưng thiên nữ vậy sẽ không dễ dàng liền xé rách ra mặt. Đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nếu như không có thiên nữ gia nhập liên minh, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người, coi như liên hiệp, cũng sẽ không nói có thể trực tiếp áp chế Diệp Thần, hắn còn có Chu Toàn ứng đối cơ hội. Độc Cô Già La nói, Luân Hồi Chi Chủ, tối nay ta đến tìm ngươi, là muốn gọi ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nói, ta biết. Độc Cô Già La lại cười nói, Chu Võ Hoàng bọn họ tạo thành liên minh, nhưng mỗi người tim mang ý xấu, cũng là buồn cười rất. Bọn họ không dám trực tiếp tới vây quét ngươi, bởi vì ngươi thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ nếu là tới đây vây quét, ai đánh trận đầu, ai liền có thể bị ngươi giết chết, cho nên bọn họ tất cả người, đều không nguyện dẫn đầu. Diệp Thần nghe đến chỗ này, vậy cười ha ha một tiếng, nói, bọn họ như thế sợ ta sao? Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là cũng vậy, lấy hắn thực lực, nếu như bạo phát, vậy dẫn đầu người, không chết cũng tàn phế. Coi như Chu Võ Hoàng đám người liên minh, cuối cùng có thể đánh bại Diệp Thần, bọn họ vậy ắt phải bỏ ra thảm thiết giá phải trả. Độc Cô Già La nụ cười lại thu liếm, lộ ra vẻ ngưng trọng ý, nói, bất quá, Luân Hồi Chi Chủ, Chu Võ Hoàng các người, dẫu sao thế lớn, cùng bọn họ giải quyết tốt nội bộ mâu thuẫn, nhất định là phải ra tay vây quét ngươi, ngươi không thể ngồi chờ chết. Diệp Thần gạt gạt đống lửa bên trong củi đốt, trong mắt ở ngọn lửa nổi bật hạ, sáng tắt không chừng, nói. Không ngồi chờ chết, ngươi là muốn gọi ta chủ động đánh ra. Độc Cô Già La hoảng hốt vội nói, không phải, không phải, chủ động đánh ra, quá nguy hiểm. Ta là muốn gọi ngươi ở giữa đêm đi đường, tăng thêm tốc độ, trước bọn họ một bước, chạy tới trước mặt đi, bọn họ không theo đuổi ngươi, ngươi cũng sẽ không bị tiễu trừ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ở giữa đêm đi đường sao? Đây có thể rất nguy hiểm. Ban đêm khắp nơi đều là ma vật, bốc lên đêm đi đường vô cùng nguy hiểm. Độc Cô Già La trống trong tay dù đen, nói, ta cái này cầm âm la tiên dù, có thể che đậy thiên cơ, che giấu hơi thở, lừa gạt được ma vật dò xét. Chúng ta có thể cùng nhau đi đường, đem Chu Võ Hoàng bọn họ vung ở phía sau. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, biện pháp này ngược lại là rất tốt, chỉ cần đuổi ở Chu Võ Hoàng các người trước mặt, cũng không cần lo lắng bị vây diệt. Hàn Diễm nói, Già La cô nương, ngươi và đại ca ta đi rồi, vậy chúng ta làm thế nào? Độc Cô Già La nhìn xem Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, vội vàng nói. Ta cái này cây dù, lại che chở hơn hai người, vậy là có thể, các ngươi đi theo cùng đi là được. Thanh Sam Ngạn nhưng duy trì bình tĩnh lý trí, ánh mắt sáng quắc nhìn Độc Cô Già La, nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Độc Cô Già La gò má một đỏ, nhìn Diệp Thần một mắt, nói, bởi vì ta và Luân Hồi Chi Chủ, là bạn rất thân, ta tự nhiên chẳng muốn hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, ta ăn độc dược, cầm tu vi áp chế đến thần đạo cảnh, thân thể còn không thích ứng cảnh giới này, chiến đấu rất không tiện, còn cần thời gian quen thuộc. Ta muốn mời cầu các ngươi, ban ngày săn giết hung thú, nếu như có dư thừa năng lượng, tốt nhất có thể phân ta một ít, ta cái trán dấu vết, vẫn là màu trắng đây. Nàng chỉ mình trán, vậy đạo năng lượng dấu vết, là đặc biệt thiển bạch màu sắc, có thể phán đoán, nàng ở trong một ngày này, cái gì hung thú năng lượng đều không hấp thu được. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, năng lượng dấu vết mặc dù còn không thăng cấp, nhưng màu sắc nhìn như, muốn so với Độc Cô Già La thâm hậu nhiều. Diệp Thần gật đầu nói, ừ, cái này có thể. Hắn biết Độc Cô Già La, là người ngu thần điện thánh nữ, nếu là nàng thật cần hung thú năng lượng thăng cấp, chỉ cần mở miệng, thủ hạ nàng đệ tử, liền sẽ hết sức cung phụng. Nhưng nàng vẫn là lặng lẽ chạy đến, là hắn bày mưu tính kế, đây là thiên đại tình nghĩa, hắn trong lòng cũng là cảm kích. Độc Cô Già La cười nói, như vậy, chúng ta lên đường đi. Diệp Thần ba người gật đầu, rồi sau đó chính là dập tắt đống lửa, cùng bất chấp bóng đêm, ở ban đêm tiến về phía trước. Độc Cô Già La và Diệp Thần, cùng chống âm la tiên dù. Âm la tiên dù tản mát ra hơi sáng mờ, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, theo thật sát ở phía sau, đạt được sáng mờ bao phủ, vậy ngang hàng là lấy được che chở, hơi thở hoàn toàn che giấu ở. Bốn người hai trước hai sau tiến về phía trước, mới ra liền doanh trại, chính là gặp không thiếu cô hồn dã quỷ, tà hồn âm phách, ở trong rừng rậm bồng bềnh, còn có một chút mang quỷ diện quỷ dị tồn tại, ở khắp nơi ngọa nguậy,
thậm chí còn có ban ngày nhìn như bình thường không có gì lạ cây lớn, trên thân cây hiển hóa ra người ngũ quan, những cây đó chi rớt xuống, lại có thể hóa thành tàn toái thân người tay chân. Các loại quỷ dị quái tướng, để cho được Diệp Thần cũng có gật đầu ra tóc đay. Hắn tình nguyện đối mặt hung thú, cũng không muốn đối mặt những thứ này quỷ dị ma vật. Thật may, ở Âm La Tiên dù dưới sự che chở, những cái kia ma vật, thật giống như tất cả đều mắt bị mù vậy, hoàn toàn không thấy Diệp Thần đám người tồn tại. Hay hoặc là nói, chúng là cầm Diệp Thần các người, làm đồng loại. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, Độc Cô Già La cái này cây dù, thật đúng là huyền diệu rất, cũng không biết là vị nào đại năng chế tạo. Đi một đoạn đường, Diệp Thần lỗ tai động một cái, nhưng mơ hồ nghe được, phía trước tựa hồ truyền đến thanh âm gì. Đại ca, có tiếng đánh nhau. Hàn Diễm thấp giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng nghe được liền vậy thanh âm đánh nhau, thậm chí bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Thanh Sam Ngạn nhỏ giọng hướng Diệp Thần nói, tựa hồ là ma nữ Bùi Vũ Hàm hơi thở. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, đích xác là cảm giác được Bùi Vũ Hàm hơi thở. Lại xem. Diệp Thần che dù, sải bước về phía trước. Độc Cô Già La mặt lộ vẻ do dự, nhưng còn là theo chân đi lên. Đi ước chừng một dặm, Diệp Thần xuyên thấu qua lá cây khe hở, thấy phía trước trên đất trống, quả nhiên có Bùi Vũ Hàm bóng người. Chừng mười mấy đầu hình người ma vật, đang vây công trước Bùi Vũ Hàm. Bùi Vũ Hàm mặt đầy đau khổ dày vò, sách trường kiếm, đang khổ cực chống đỡ, cùng ma vật đối kháng. Nàng chung quanh thân thể, đã nằm liền mấy cổ thi thể, đều là Hồng Quân lão tổ dưới quyền, ngoại thần liên minh đệ tử. Ở cách đó không xa, còn có một đầu hung thú, ngã lăn trên đất. Diệp Thần đại khái xem rõ ràng, muốn đến nhưng là Bùi Vũ Hàm dẫn người truy kích hung thú, kết quả làm trễ nãi thời gian, cho đến ban đêm cũng không có trở lại doanh trại, liền trực tiếp bị ma vật vây khốn. Những người đó hình ma vật, mười phần hung tàn, từng chiêu công hướng Bùi Vũ Hàm chỗ hiểm. Bùi Vũ Hàm cả người áo quần, đều sắp bị xé, hình dáng mười phần chật vật. Nàng trên trán năng lượng dấu vết, chỉ là mới bắt đầu nhất màu trắng, như vậy dấu vết, không cách nào cung cấp bao lớn chúc phúc che chở, nàng trực diện ma vật, tất nhiên cố hết sức cùng đau khổ, đã sắp không chịu nổi. Diệp Thần thấy vậy, theo bản năng liền muốn ra tay cứu người. Độc Cô Già La nhưng liền vội vàng kéo lại hắn cánh tay, nói, luân hồi chi chủ, đừng xung động. Ngươi nếu là ra tay, chúng ta liền bại lộ, vậy sẽ gặp phải ma vật tập kích. Núp ở vùng lân cận ma vật, quả thực không thiếu, nếu là chen nhau lên, chúng ta không đỡ được. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy phải ta thấy chết mà không cứu sao? Độc Cô Già La nói, cái này Bùi Vũ Hàm là ma nữ chuyển thế, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần trong lòng run lên, tạm thời tới giữa, cũng khó mà hướng Độc Cô Già La, giải thích ma nữ và võ tổ quan hệ, liền lắc đầu một cái, liền muốn trực tiếp xuất thủ cứu người. Thanh Sam Ngạn ngăn lại nói, luân hồi chi chủ, thôi, mọi người có riêng mình duyên phận, cái này Bùi Vũ Hàm cuối cùng là ma nữ chuyển thế, nàng chết liền so còn sống tốt. Thanh Sam Ngạn cái này một tí ngăn trở, Diệp Thần chưa kịp ra tay, chỉ nghe à một tiếng kêu thảm, Bùi Vũ Hàm bụng bị một đầu ma vật móng tay xuyên qua, ngũ quan nhất thời bởi vì đau nhức mà vặn vẹo. Vây công nàng rất nhiều ma vật, nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên, quỷ khóc sói chu, nhào lên lên, phải đem nàng xé nát nuốt ăn. Ngay tức thì, Bùi Vũ Hàm bị mười mấy đầu ma vật chìm ngập. Diệp Thần thần sắc đại chấn, đây là hắn coi như sẽ ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ, Bùi Vũ Hàm thật cứ như vậy bị ma vật nuốt ăn? Nàng chết, võ tổ sẽ như thế nào? Diệp Thần suy nghĩ phập phồng lúc đó, bỗng nhiên thấy một đạo sáng chói ma quang, phóng lên cao. Nhào vào Bùi Vũ Hàm trên mình rất nhiều ma vật, đều bị cái này đạo ma quang đẩy lui, xuyên qua, thân thể ở ma quang khí thế mạnh mẽ hạ, tại chỗ hóa thành bụi bặm, từng cơn kêu thảm thiết vang lên. Diệp Thần thất kinh, chỉ gặp Bùi Vũ Hàm vết thương chồng chất thân thể, đứng thẳng lên, cả người ma hy nhô lên, thương thế đang nhanh chóng hết bệnh, cuồn cuộn ma khí thấm ra hơi thở tử vong, tràn ngập bốn phía, để cho được từng bụi to lớn cây cối, không tiếng động khô héo, sụp đổ, lâm vào là bụi bặm. Bùi Vũ Hàm ánh mắt, đổi được vô cùng lãnh khốc, âm ngoan, tàn nhẫn, vô tình, mang uy nghiêm của cấp trên, coi thiên địa như bụi nhỏ, coi chúng sanh như con kiến hôi. Sau lưng nàng, cuồn cuộn ma khí nổ, hội tụ thành một đạo vạn trượng cao kinh thiên đồ đằng.
Đó là ma nữ Đồ Đằng, đó là ma nữ thiên địa pháp tướng. Vạn trượng cao thiên địa pháp tướng, rung động thiên địa càn khôn, toàn bộ lưỡi đao vực rừng rậm, rất nhiều doanh trại những người dự thi, cũng có thể thấy rõ cái này đạo thiên địa pháp tướng vĩ đại cùng nguy nga. Tất cả mọi người đều rung động, cảm nhận được liền một cổ chết chèn ép. Vậy đạo ma nữ pháp tướng, tay cầm trước một thanh khổng lồ tử thần lưỡi liềm, đúng như tử thần đích thân tới, khí thế bàng bạc uy áp toàn trường. Ừ, ma nữ lực lượng thức tỉnh. Diệp Thần vô cùng chấn động, trước kia Bùi Vũ Hàm, tối đa chỉ là thức tỉnh bộ phận ma nữ trí nhớ, nhưng ma nữ lực lượng, cũng không có thức tỉnh. Nhưng giờ phút này, nàng cả người khí thức tử vong nổ, rõ ràng cho thấy đã thức tỉnh ma nữ lực lượng. Ma nữ ban đầu đoạt được tử thần quyền bính, trở thành mới tử thần, ngang hàng là tử vong cái khái niệm này bản thân, vô cùng mạnh mẽ. Nàng hôm nay thức tỉnh, mạnh mẽ tử thần uy áp, bao phủ toàn bộ rừng rậm. Làm được rất nhiều ma vật cũng phát ra sợ hãi thanh âm, tứ tán bôn tẩu. Người xem quảng trường bên kia, vốn là ban đêm người cũng đi về nghỉ ngơi, không lại có bao nhiêu người còn ở trên khán đài. Nhưng làm ma nữ hơi thở bùng nổ, cuồng bạo khí tượng truyền đạt tới nơi này, rất nhiều trong giấc mộng người xem, rối rít bị thức tỉnh, bọn họ vậy kinh hãi, cảm nhận được chết chèn ép, không ít người từ đạo tông chiêu đãi chỗ ở bên trong đi ra. Kinh ngạc nhìn xa phương thiên không nguy nga vạn trượng ma nữ Đồ Đằng. Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn, Độc Cô Già La ba người, mắt thấy ma nữ thức tỉnh, cũng là rung động được không nói ra lời. Chư thiên cuối cùng sẽ chết đi, chỉ có tử thần vĩnh sinh. Bùi Vũ Hàm ánh mắt mê ly, phát ra nhẹ nhàng ngâm sướng. Rồi sau đó, nàng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, lộ ra lau một cái tàn khốc cười nhạt, nói. Diệp Thần! Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Hoặc là nói, ta phải gọi chủ nhân ngươi. Ha ha. Nghe Bùi Vũ Hàm thanh âm, Diệp Thần cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên. Bùi Vũ Hàm xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Thanh Sam Ngạn, nói. Ngươi kêu, Thanh Sam Ngạn, thần mộ bảng thứ hai thiên tài, quần tinh đạo tổ đệ tử. Ừ, ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại có thể cưỡng bách ta làm nô ngàn năm, còn muốn đem ta làm lò, đưa cho luân hồi chi chủ. Ở Bùi Vũ Hàm uy áp hạ, Thanh Sam Ngạn hô hấp ngưng động chất, lộ ra một cái khô khốc diễn cảm, nói. Ma nữ các hạ, cái này, đây đều là hiểu lầm. Đồng thời, hắn âm thầm hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý, lại ý nói ma nữ thế lớn, không thể tương đương, phải nghĩ biện pháp chạy khỏi. Nhưng hôm nay, hắn và Diệp Thần, còn có Hàn Diễm và Độc Cô Già La hơi thở, hoàn toàn bị Bùi Vũ Hàm phong tỏa lại, căn bản không cách nào chạy khỏi. Hoặc là nói, bọn họ người trước mắt, không phải Bùi Vũ Hàm. Mà là, chân chính ma nữ. Ma nữ cười lạnh một tiếng, nói, đừng nghĩ chạy, ta lần này thức tỉnh, thanh tỉnh không được thời gian bao lâu. Nhưng ở ta lần nữa rơi vào ngủ say trước, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, ma nữ tiêm vung tay lên, bầu trời bên trong, to lớn màu máu lưỡi liềm, mang tử thần uy nghiêm, bạo chém xuống, trước chém chết hướng Thanh Sam Ngạn. Thanh Sam Ngạn mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, vội vàng thi triển tinh thần thần thông ngăn cản, từng vì sao hội tụ thành ngân hà, ở quanh thân tạo thành bảo vệ. Nhưng, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, Bùi Vũ Hàm một đao chém xuống, hắn tất cả phòng vệ, tại chỗ bị chảm phá, thân thể bị chém eo, máu tươi nội tạng ruột văng tung tóe, rồi sau đó thân xác tất cả tồn tại dấu vết, đều ở đây tử thần lưỡi hái ma quang hạ, hóa thành bụi bặm. Thanh Sam huynh. Diệp Thần thấy Thanh Sam Ngạn một tí liền bị chém chết, chỉ kinh được hồn phi phách tán. Coi như Thanh Sam Ngạn đạo pháp nội tình thâm hậu, sau này có thể sống lại, nhưng đạo tâm nhất định là bị long đong, thực lực tất nhiên cũng phải giảm bớt nhiều. Thức tỉnh ma nữ lực lượng Bùi Vũ Hàm, chân thực quá mạnh mẽ. Thanh Sam Ngạn cái này thần mộ bảng hạng thứ hai thiên tài, không ngăn được nàng một đao. Ừ, hụ hụ. Ma nữ ở chém chết Thanh Sam Ngạn sau đó. Nhưng thật giống như là dây dưa lực quá lớn, đầu tiên là rên lên một tiếng, rồi sau đó ho khan kịch liệt, gương mặt một hồi trắng bệch. Nàng hơi thở xuất hiện tán loạn, Diệp Thần liền cảm thấy mình trên mình áp lực, lập tức buông lỏng rất nhiều. Đi! Diệp Thần quát to một tiếng, lập tức mang Độc Cô Già La và Hàn Diễm, đi bên ngoài chạy khỏi đi. Đứng lại cho ta! Ma nữ trong mắt âm lệ, chỉ cảm thấy ùn ùn kéo đến mỏi mệt tấn công tới. Nàng biết mình rất nhanh lại phải rơi vào ngủ say, muốn từ ma nữ đổi hồi Bùi Vũ Hàm.
ở chỗ này trước, nàng phải giết chết Diệp Thần, nếu không, không biết ngày nào mới có thể lần nữa thức tỉnh. Hô! Ma nữ một trưởng đánh ra, mang tử thần uy nghiêm đáng sợ trưởng ấn, hung hăng đánh phía Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần căn bản không tránh thoát, ma nữ một trưởng này quá hung mãnh. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đành phải mở luân hồi nguyên thể, phịch đích một tiếng, cứng rắn chịu ma nữ một trưởng. Nhất thời, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lớn, hòa lẫn đáng sợ ma đạo đợt sóng, từ sau lưng mãnh tập kích tới, cổ họng hắn một ngọt, tại chỗ phun ra máu tươi, tạng phủ xương cốt đều sắp bị đánh nát. Nhưng thật may, mở ra luân hồi nguyên thể sau Diệp Thần, thể chất cũng thay đổi được vô cùng cường hãn, hơn nữa mới vừa ma nữ lực lượng bị tiêu hao hết, hắn miễn cưỡng chịu đựng hạ một trưởng này, mặc dù trọng thương, nhưng chí ít giữ được tánh mạng. Đại ca! Hàn Diễm khẩn trương, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Luân hồi chi chủ, người không có sao chứ? Độc Cô Già La thấy Diệp Thần hộc máu, cũng là lo âu không dứt, ôm hắn eo, vội vàng mang hắn đi bên ngoài thoát đi. Ma nữ nhất kích không có thể giết chết Diệp Thần, nàng thấy một màn này, trong mắt nhất thời lộ ra vô cùng căm hận vẻ không cam lòng, kêu to, khàn cả giọng, muốn đi đuổi theo, nhưng đã không có đầy đủ lực lượng. Vô biên vô tận buồn ngủ, rất nhanh như thủy triều xông tới, đem nàng ý thức hoàn toàn nuốt mất, nàng thân thể run rẩy một tí, liền mềm ngã dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Mà Độc Cô Già La và Hàn Diễm, mang Diệp Thần một đường chạy, sắc mặt hai người nhưng là vô cùng ngưng trọng. Mặc dù thoát khỏi ma nữ, nhưng nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, chung quanh có một từng đạo hung hãn hơi thở, đang nhanh chóng tập kích bất ngờ tới. Mới vừa ma nữ thức tỉnh, lực lượng quá đáng sợ, kinh động tất cả người, vậy xúc động thiên cơ. Thiên Khư Thần Điện, Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Hắc Ám Hồn Tộc Vân. Vân Trận Doanh người, đều biết trong rừng rậm ma vật, ở ma nữ uy áp hạ, tạm thời tán loạn đi, rừng rậm không có nguy hiểm. Mà Diệp Thần, lại bị ma nữ đả thương, đây là bọn họ ngàn năm một thuở cơ hội. Diệp Thần dưới trọng thương, ngực bực mình, một câu nói cũng không nói được, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được liền nguy hiểm. Độc Cô Già La và Hàn Diễm, mang hắn chạy ra khỏi không bao xa, hắn liền thấy bóng đêm bên trong, bóng người lay động. Rất nhanh, chừng mấy trăm đạo thân ảnh, hiu hiu phá không tới, đem bọn họ ba người vây. Diệp Thần thấy được một tấm gương mặt quen thuộc lỗ, Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, Thiên Tốc Tinh Đới Húc, Hoàng Hôn Cự Nhân, Thanh Phù Trần, còn có Cổ Tinh Môn Thánh Nữ, Cốt Thiên Đế học trò San Hô Cung Mưa, tất cả đều tới. Cũng chỉ có thiên nữ không có tới. Mỗi người bọn họ mang rất nhiều cường giả, chi chít đem Diệp Thần vây lại. Bọn họ vốn là thương nghị vây quét Diệp Thần, còn mỗi người cãi vã, cũng không ai chịu đánh trận đầu, sợ bị Diệp Thần giết chết. Nhưng hiện tại, ở biết Diệp Thần bị ma nữ mang tổn thương nặng sau đó, bọn họ lập tức như đánh hơi được mùi tanh cá mập vậy, điên cuồng tràn tới. Độc Cô Già La và Hàn Diễm, thấy chung quanh nhiều địch nhân như vậy, mặt cũng trắng.